đúng lúc gặp sau lưng kiếm quang chém tới, hiểm đem hắn sinh bổ. Lại nhìn đuổi giết hắn người, chính là ba cái hung ác lão giả, thanh nhất sắc áo bào đen, liền người mặc đạo bào cũng là cùng kiểu dáng, nhìn lên liền biết là cùng một thế lực cường giả. Khô Diệt Thánh Địa, lão đạo râu bạc kinh ngạc, giống như biết đối phương bối cảnh. Triệu Bân cỡ nào tầm mắt, lại sao có thể nhận không ra lịch. Đã đại bàng, cái kia được cứu, đã Khô Diệt Thánh Địa, không chỉ muốn cứu, còn phải hướng chết đánh, ai bảo hắn cùng với Khô Diệt Thánh Địa một cái lão tổ, có thâm cừu đại hận đâu. Ân, cũng chính là Khô Diệt Tiên Vương. Ngày xưa, đuổi giết hắn cùng Không Niệm Thiên Tám Tôn Tiên Vương bên trong, liền có cái kia hàng phần, cũng bởi vì Khô Diệt Tiên Vương phong cấm, hắn suýt nữa chôn ở Thanh Thiên Chân Nhân trong tay. Vô luận từ chỗ nào tính toán, hôm nay đều khó có khả năng làm tốt. Oanh, so Triệu Bân mạnh hơn, là tại chiến thiên đi. Triệu Bân cùng Khô Diệt Thánh Địa có thù, hắn chẳng lẽ không phải, Thái Cổ Thần Triều bị hủy diệt, Khô Diệt Thánh Địa cũng là hung thủ một trong, hôm nay không thấy máu, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Ân, mắt thấy hai người đánh tới, ba cái lão giả tất cả nhíu mày. Hôm nay thật là náo nhiệt, lại có nhiều người như vậy ngủ không được. Chúng ta chính là Khô Diệt Thánh. Đệ nhất áo bào đen lão giả thản nhiên nói, xem như lời dạo đầu, cũng coi như là chuyển hậu trường, nhưng, không đợi hắn đem câu nói này nói xong, Triệu Bân liền mở mắng, đánh chính là Khô Diệt Thánh Địa. Ông, chiến thiên đi tốc độ nhanh nhất, giết tới huy kiếm liền chạm. Đệ nhất lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị đánh lật ra, bởi vì đánh giá sai chiến thiên làm được nội tình cùng chiến lực, một kiếm này thống khổ, chỉnh hắn rất khó chịu, thể phách cũng nứt ra. Chanh, Triệu Bân sau đó liền đến, kim quyền bá liệt vô song. Thứ hai lão giả cũng là phủ, không nghĩ tới động hư cảnh, có thể đánh ra khủng bố như thế quyền uy, thậm chí trở tay không kịp, hộ thể tiên quang tại chỗ băng liệt, máu tươi trời xanh. Đệ tam lão giả ngược lại là đứng ổn, nhưng cũng không may mắn thoát khỏi, bởi vì đại bàng giết trở về, hóa thành bản thể, một cái đại bàng dương cánh, đem hắn nửa cái nhục thân hủy đi thất linh bát lạc. Kim xí đại bàng. Lão đạo râu bạc ngạc nhiên, khó có thể tin. Đại bàng A, đây chính là cùng thần thú sóng vai mãnh cầm, hắn là lần đầu thấy, ngoại trừ tu vi không đầy đủ cùng cảnh giới thấp, khác vô luận thể phách vẫn là khí huyết, vô luận uy thế vẫn là khí tràng, đều so với hắn trong tưởng tượng càng thêm bá đạo. Tự tìm cái chết. Đệ nhất áo bào đen lão giả gầm thét, bao phủ Khô Diệt chi khí, công về phía chiến thiên đi, hơn nửa đêm mơ mơ hồ hồ bị làm, đổi người nào người đó không nén giận, lão tử là thiếu mắng sao. Thứ hai áo bào đen lão giả chiến trận càng lớn, vung cánh tay lên một cái, có 99 cán màu đen đại kỳ, cắm vào thiên khung tứ phương, thành một tòa đại trận, đem Triệu Bân giam ở trong đó. Đệ tam lão giả liền khổ cực, phía trước một cái chớp mắt vừa đứng vững, một giây sau liền bị đại bàng tháo đầu người, một chọi ba hắn không được, đơn đả độc đấu, thu thập hàng này không thành vấn đề. Oanh, phanh, mênh mông táng long hải, sóng lớn cuồn cuộn. Ba đối ba đại chiến. Làm khí thế ngất trời. Lão đạo râu bạc là quần chúng. Trong mộng mây khói cũng là quần chúng. Nói đến mây khói, cũng như vừa mới Triệu Bân, thấy đại bàng, thần sắc hoảng hốt cũng nhớ lại, đây là ngoại trừ Triệu Bân, nàng thấy qua thứ hai cái hoàn chỉnh trên ý nghĩa cố nhân, hắn không đồng hóa thân, không có bản tôn làm ràng buộc. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đệ nhất lão giả phẫn nộ gào thét, bị chiến thiên đi chùy có chút phát hỏa, đã có chạy trốn ý niệm. Hắn nhiều kê tặc a, nghĩ tại chạy trốn phía trước, moi ra thân phận đối phương hoặc lai lịch, chờ trở về tông môn, lại muộn thu nợ nần. Mặc kệ là ai, chọc hắn Khô Diệt một mạch, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ta chính là, chiến thiên đi. Chiến thiên đi một lời cô quạnh, chấn thương thiên động rung động. Đệ nhất lão giả nghe ngóng, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, cái này tục danh nghe có chút quen tai, Thái Cổ Thần Triều Thánh Tử. Chờ phản ứng lại. Hắn là đầy mắt khó có thể tin. Nhưng cái này sao có thể, chiến thiên đi thật sự còn sống. Ngươi, Đại La Thánh Chủ. Một phương khác, cũng truyền tới kinh ngạc. Nãi đệ nhị lão giả, nhìn Triệu công tử cũng là càng ngày càng quen mặt, hắn từng nhìn qua cái kia bức họa giống, cùng người này giống nhau như đúc. Đã đoán đúng. Triệu Bân một bước vượt ngang hư thiên, lại là bá đạo một quyền. Thứ hai lão giả không địch lại, quay người liền đột. Đại La Thánh Chủ là thuộc xúc sinh, động hư cảnh tu vi, so thái hư cảnh còn có thể đánh, mà hắn, chính là thái hư cảnh, cứ thế ép không được kẻ này, không những ép không được,
còn bị một đường đánh đứng không vững. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Triệu Bân một cái thuấn thân đuổi kịp, huy kiếm liền chạm. Huyết hoa tùy theo nở rộ, thứ hai lão giả đầu người rơi xuống đất. Tha mạng. Thứ hai lão giả túng, không đầu thân thể liều mạng bỏ chạy. Đáp lại hắn, chính là một đạo Chu Tiên Quyết cùng Thiên Diệt Nguyên Thần Kiếm, Chu Tiên Quyết bổ giết hắn nhục thân, Thiên Diệt Kiếm thì xuyên thủng hắn nguyên thần. Liền cái này, này hàng vẫn như cũ trốn tâm không thay đổi, hơn nữa, thể nội liên tiếp có pháp khí bay ra, tiên kiếm, kim đao, lư đồng, bảo ấn. Như từng vì sao, nở rộ ánh sáng sáng chói. Phong, Triệu Bân trong lòng một quát, đầy trời chữ đạo diễn hóa, định trụ đầy trời pháp khí, cũng cầm giữ chạy trốn thứ hai lão giả. Suýt nữa phong diệt hắn nguyên thần, tiếng kêu rên thê lương. A, à, kêu thảm hình như có hồi âm, truyền lại từ đông phương hải vực. Đệ nhất lão giả cũng quỳ, ngược lại là moi ra chiến thiên làm được thân phận, nhưng cũng bước vào quỷ môn quan, bị chiến thiên đi một kiếm chém ở hư thiên. Sau đó, chính là đệ tam đóa huyết hoa. Đại bàng bá khí ầm ầm, xé xác đệ tam lão giả. Đi đường bình an. Triệu Bân làm thôn thiên quyết, cưỡng ép hấp phế nguyên thần chi lực. Lấy làm nguyên thần chất dinh dưỡng, triệt để kết quả thứ hai lão giả, thiếu tiền chủ đi. Đang giết người phía trước, bảo bối tất nhiên là cướp sạch sành xanh, chuyện này hắn thường làm. Đến nước này, Táng Long Hải mới rơi vào bình tĩnh. Cùng là quần chúng, mây khói không có gì thần thái biến hóa. Ngược lại là lão đạo dâu bạc, gặp Triệu Bân thôn phệ nguyên thần, toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu, liền sợ cái kia hàng đem hắn cũng nuốt. Siêu. Triệu Bân đã vòng trở lại, kéo lại sắp ngã xuống đại bàng, hàng này thương rất nhiều thảm trọng, đã tác động đến xuất thân. Trông thấy ngươi, thật cao hứng. Đại bàng ho một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Còn nhớ kỹ, trăm năm trước phân ly lúc, còn có chút thương cảm, trăm năm về sau gặp lại, hết thảy đều bừng tỉnh giống như tại hôm qua, hắn trong trí nhớ tiểu võ tu, bây giờ đã là một đời cường giả. Ngược lại là hắn, từ quay về sau đó, không phải là bị đánh. Chính là tại đi bị đánh trên đường, đánh hắn ra mặt đều tăng thêm. Nói cho cùng, hắn là cảm khái a. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong nhân thế một kẻ tiểu võ tu, lại sẽ trở thành sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên, đầu kia thông hướng tiên giới Hồng Trần Lộ, Triệu Bân nên đi rất gian khổ. Làm ai thông linh thú? Triệu công tử cười nói, bàn tay đặt ở đại bàng phía sau lưng, quán thâu bàng bạc bản nguyên, giúp hắn hóa giải thể nội sát ý, thuận tiện giúp nó nặng tố thể phách. Ta nếu là thông linh thú, sẽ bị giết thảm như vậy. Đại bàng mắt liếc, lời này ngược lại cũng không giả, thông linh thú là có thể tại bất luận cái gì một cái chớp mắt, quay về linh giới. Lại nói, hắn nhưng là cùng thần thú sóng vai huyết thống, là sẽ không dễ dàng cùng người ký khế ước, đến nỗi thế gian cái kia việc sự tình, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Vừa không phải thông linh thú, người như thế nào tại tiên giới? Triệu Bân một mặt không hiểu. Tiên giới cùng linh giới là có pháp tắc che chắn ngăn trở, không làm thông linh thú, cũng có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Linh giới lên chiến loạn, ta lớn bằng tộc cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại trong hỗn chiến, mơ mơ hồ hồ liền ngã xuống tiên giới. Đại bàng một tiếng ho khan, cũng bởi vì trận này biến cố, ta huyết thống tổn hao nhiều, nên bị pháp tắc ma diệt. Lại còn có chuyện như thế, Triệu Bân nhíu mày, có thể cảm thấy đại bàng huyết mạch, mỏng manh rất nhiều, đặc biệt là bản nguyên. Đã là không trọn vẹn không chịu nổi, chiến lực từ cũng bởi đó giảm lớn, cũng khó trách sẽ bị ba cái thái hư cảnh truy sát. So sánh cái này, hắn càng hiếu kỳ, linh giới có thể lên cái gì chiến loạn, đấu tranh nội bộ. Hai người lại là nói chuyện phiếm lại là ôn chuyện, nhìn lão đạo dâu bạc thẳng vào đầu, liên chiến thiên hành, cũng là lông mày trao lên, Triệu Bân lại vẫn cùng đại bàng một mạch, có rất sâu ngọn nguồn. Chẳng biết lúc nào, Triệu Bân mới thu tay lại. Hắn cũng cảm khái a. Trăm năm như một cái chớp mắt, như vậy gặp lại, quả nhiên bất ngờ. Cái này đều thuộc về công tại lão đạo dâu bạc, nếu không phải Thiên Linh Châu một chuyện, hắn cũng sẽ không tới Táng Long Hải, càng sẽ không gặp được Triệu Bân. Thật đúng là cái sâu xa thăm thẳm tự có định số, nên bọn hắn có một lần như vậy. Nhớ ngươi nhất công, Triệu Bân theo con mắt liếc mắt nhìn lão đạo dâu bạc. Dễ nói, lão đạo dâu bạc trong nháy mắt vui tươi hớn hở, hắn cái mạng già này. Có vẻ như bảo vệ. Vốn là hai người đồng hành, bây giờ lại thêm một cái đại bàng. Hàng này tựa như thành nói nhiều, đi đâu đều lại nhảy ục ục không xong, đơn giản là hỏi thăm Triệu Bân một đường tao ngộ. Kết quả là,
Triệu công tử nói cho hắn một cái cố sự rất dài, có thật có giả, có tường thuật tóm lược có xem nhẹ, nhưng phần lớn đều một lời mang qua, có liên quan Nguyệt Thần, cũng là không nhắc tới một lời. Tiểu Thanh Loan có còn tốt. Lượn quanh một vòng lớn, đại bàng cuối cùng là đi vòng qua chính đề, xoa xoa tay nhỏ, cười ha hả nhìn Triệu Bân. Rất tốt, cùng Tiểu Kỳ Lân góp trở thành một đôi. Triệu Bân ý vị thâm trường nói. Đại bàng ngừng lại mặt đen, lại là thằng nhãi con kia. Theo hắn suy nghĩ, điều cùng điều mới xứng, Kỳ Lân khỏa cái gì loạn. Ta nói, trong miệng ngươi hòn đảo, ở chỗ nào? Triệu Bân không còn nói nhảm, hỏi là lão đạo dâu bạc, đoạn đường này cũng là dựa theo lão đạo chỉ dẫn tới, nào có cái gì hòn đảo? Không đúng, lão đạo dâu bạc bị phóng ra, giữa không trung bay tới bay lui trên dưới. Trên dưới một bên mong nhìn một bên nói thầm, tọa độ không tệ, là cái này không thể nghi ngờ a. Ngươi lừa phỉnh ta a. Triệu Bân tiện tay ôm một bầu rượu, cũng đi theo mong nhìn, vô tận thị lực, chớ nói hòn đảo, liền một khối đá ngầm cũng không nhìn thấy. La bàn cho ta mượn sử dụng, lão đạo dâu bạc tính thăm dò nhìn chiến thiên đi, hắn nhớ rõ, hai hàng này chia của là, hắn la bàn bị chiến thiên đi cầm. Chiến thiên được không nói nhảm, tiện tay lấy ra. Lão đạo dâu bạc như người chuyên gia, nắm la bàn xem đi xem lại, khi thì còn ngước mắt, nhìn một chút càn khôn, là xác định phương vị, cũng là dừng lại tọa độ. Hai người bọn họ thật góp một đôi. Đại bàng cũng là có ý tứ, Triệu Bân đầy trong đầu là bảo bối, hắn cái này đầy trong đầu cũng là hắn Thanh Loan muội tử, nếu thật bị Kỳ Lân ủi, hắn sẽ đường đường chính chính chửi mẹ. Góp một đôi. Lời giống vậy, Triệu Bân lại ôm một lần. Nói xong. Hắn còn hóa ra mảng lớn phân thân, tách ra tìm, nhìn lão đạo dâu bạc thần thái, rõ ràng không phải gạt người, vậy cái này mới là lạ, hòn đảo trống không tan biến mất. Dưới ánh trăng, Táng Long Hải sóng lớn tàn phá bừa bãi. Triệu Bân một đoàn người, như ngắm cảnh du lịch, trên mặt biển vừa đi vừa về tản bộ. Tôi kính nghiệp bất quá lão đạo dâu bạc, nắm la bàn chờ tới chợt lui, nhất thiết phải tìm được hòn đảo nhỏ kia, chỉ vào nó cứu mạng đâu. Cái này lại là cái hí kịch tinh. Triệu Bân không chỉ một lần nhìn lão đạo, tại phân biệt hàng này phải chăng lừa gạt hắn, nhìn qua, lão đầu nhi này hẳn không phải là diễn trò. Nơi này càn khôn, rất kỳ diệu. Chiến thiên đi chậm chậm nói, cái này cũng là mây khói kết luận, Táng Long Hải như có càn khôn trong bóng tối vận chuyển. Thời gian lâu dài, Triệu Bân cũng có cảm giác xem xét, bởi vì đi tới, liền quay lại chỗ cũ, nếu không phải càn khôn đang vận chuyển. Vì sao lại có không gian biến động? Lão đại, cái này đâu? Biển cả một phương, truyền đến phân thân kêu gọi. Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, như một đạo kinh mang thẳng đến chỗ sâu. Đợi cho vùng thế giới kia, lại là thất vọng mà về, đó là một hòn đảo không giả, nhưng cũng không phải là bọn hắn muốn tìm một cái kia. Lão đại, cái này cũng có một tòa. Phía sau mấy ngày, như dạng này kêu gọi, liên tiếp vang lên, bốn phương tám hướng đều có. Các phân thân rất kính nghiệp, đi đủ xa, cũng tìm đủ nhiều. Triệu Bân cũng kính nghiệp, mỗi có hòn đảo, đều biết tiến đến nhìn qua, tiếc nuối là, đều là thông thường đảo nhỏ. Lại là đêm, ba người đang lâm đỉnh núi. Trên núi có đống lửa, trưng thơm ngắt thịt. Nó còn có thể chân dài chạy không thành. Triệu Bân một tay mang theo bầu rượu, một tay nắm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm mặt biển xem đi xem lại, nhưng ngoại trừ mãnh liệt sóng lớn, cơ bản không có gì khác thường. Hắn tại nhìn tứ phương, đại bàng thì tại nhìn hắn. Nói thực ra, nó đã nhìn chằm chằm Triệu Bân nhìn đã vài ngày, trước kia hắn lúc đi, Triệu Bân huyết mạch còn cực kỳ mỏng manh, bây giờ gặp lại, huyết thống vậy mà phục cổ. Cái này cần đụng bao nhiêu cơ duyên? Đại bàng hít sâu một hơi, vĩnh hằng huyết mạch muốn tái hiện vạn cổ phía trước huy hoàng. Gà mờ vĩnh hằng muốn danh tùy sử sách. Nhìn qua Triệu Bân, hắn lại nhìn chiến thiên đi. Vị đạo hữu này, huyết mạch cũng không tầm thường. Trong truyền thuyết chiến thiên huyết thống, bản nguyên bên trong, dòng chơi cũng là cổ lão khí tang thương, hẳn không phải là người của cái thời đại này. Không có. Triệu Bân thu kính viễn vọng, theo con mắt liếc mắt nhìn lão đạo dâu bạc. Cái nhìn này, cho lão đầu nhi dọa cho phát sợ. Thiên địa lương tâm, hắn thật không có gạt người, Táng Long Hải thật có thiên linh châu. Triệu Bân không nói gì, dứt khoát ngồi đó. Quả nhiên, bảo bối không phải như vậy dễ cầm. Nhanh. Phía đông nam, trầm mặc mấy ngày mây khói, đột nhiên một lời. Triệu Bân nghe chi, thông suốt đứng lên, bước ra một bước đỉnh núi, chiến thiên đi cùng đại bàng gặp chi, cũng theo đó đuổi kịp. Vẫn là mây khói ánh mắt dễ dùng,
bên kia thật có một hòn đảo. Chờ giết đến, ba người tập thể nhíu mày, thật đúng là lớn chân a. Không tệ, đó là một tòa sẽ chạy hòn đảo. Bọn hắn đến lúc đó, hòn đảo kia đang đặt vậy đến vọt về sau, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nó thật sự cùng với những cái khác hòn đảo khác biệt, toàn thân đều lấp lóe tia sáng, lại là long tức quanh quẩn, mờ mịt long khí, mộc lấy nguyệt quang, tựa như một tầng mộng ảo làm xa, cho hòn đảo thêm một vòng sắc thái thần bí. Chính là nó. Lão đạo râu bạc một tiếng gào to, cuối cùng là tìm được chính chủ, đảo này liền chứng minh hắn không có nói láo, hắn chủ yếu là hiếu kỳ, hắn lúc trước đi vào lúc, hòn đảo kia thật đàng hoàng a. Ngươi chạy gì? Triệu Bân đã đuổi theo, không chỉ muốn Thiên Linh Châu, còn nghĩ nghiên cứu một chút hòn đảo, hắn gặp qua thành tinh thụ yêu, nhưng mà nhanh chân chạy hòn đảo, vẫn là lần đầu thấy. Siêu! Hòn đảo chân trơn chu, Triệu công tử phong thần bộ, cũng không phải dựng, bất tài một nén nhang. Liền đuổi kịp hòn đảo, một bước từ thiên xuống, rơi vào trong đảo. Đảo này cũng là kỳ quái, có người đi vào, nó an vị cái kia bất động, như một cái tĩnh tọa lão tăng, vững như Thái Sơn. Đại bàng cùng chiến thiên đi sau đó liền đến, rơi xuống đất vang một tiếng bang. Đừng động. Hai người vừa xuống, liền nghe Triệu Bân nhắc nhở. Không cần hắn nói, hai cái này cũng đều xử ngay ngắn. Có lẽ là tư thế không có dọn xong. Bọn hắn giống như rớt xuống hố. Cái gọi là hố, là một mảnh đen nhánh u lâm, chợt nhìn không có gì lạ thường, kỳ thực cấm chế trải rộng, nếu không để ý chạm pháp trận, chắc chắn sẽ là một hồi ách nạn. Này u lâm ta tới qua, sát trận rất hung. Lão đạo dâu bạc liền nói ngay, liền sợ ba người lỗ mãng. Hắn là cái đáng tin cậy chỉ đường người, rất tự giác chỉ ra đường sáng. Khó trách sẽ chính mình chạy. Ba người đi ở trong rừng. Vẫn không quên ngẩng đầu nhìn. Không phải hòn đảo lớn chân, là càn khôn tại thôi động, nếu đoán không sai, mỗi cách một đoạn thời gian, nó liền sẽ ở trong biển chạy tới chạy lui, hơn nữa phần lớn thời gian, đều không dễ tìm. Có lão đạo dâu bạc chỉ dẫn, ba người an toàn đi qua u lâm. Không đi bao lâu, thì thấy một dòng sông dài cản đường. Trường Hà Thủy, tinh hồng đỏ tươi, hòa hợp huyết khí, tỏa khắp trong đó, nhưng không phải mùi máu tanh. Ngược lại vừa ngửi có một hồi hương thơm, chỉnh ba người đều tâm thần mê ly. Ta lúc trước, chính là bị ngăn tại nơi này. Lão đạo dâu bạc một tiếng ho khan, con sông này có thể hung rất nhiều, giấu đầy tà ma, hơn nữa cường đại dị thường. Ngươi sẽ không tha cho đi, đại bàng nghi ngờ nói. Lão phu từng dọc theo sông nhìn qua, là cái khép lại vòng tròn, muốn đi trung tâm đảo, cần phải trải qua sông này, không vòng qua được đi. Lão đạo dâu bạc nghiêm túc nói. Bước lên trời, từ không trung đi qua, đại bàng liếc mắt nhìn bầu trời, còn có thể bị một con sông ngăn trở không thành. Lão đạo dâu bạc không ngôn ngữ, đem một khỏa cục đá ném vào hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, cục đá liền không hiểu nổ diệt. Triệu Bân ba người nhìn rõ tích, trên không cũng có cấm chế. Hoặc có lẽ là, đó là một loại sát trận, có dấu tuyệt diệt sức mạnh. Rất rõ ràng, đây là cấm ngự không, cứng rắn muốn đi lên cũng không phải không được. Cái kia phải làm hảo bị diệt chuẩn bị. Cái kia thì làm một trận thôi. Đại bàng mắt vàng lóe sáng, thứ nhất bước vào huyết hà. Triệu công tử cùng chiến thiên đi cũng không chậm, tất cả tốc như kinh hồng. Mới vừa vào huyết hà, thì thấy nước sông mãnh liệt, có một đầu khổng lồ huyết long, từ bên trong gào thét mà ra. Tùy theo mà ra, còn có không ít quái vật, có hình người cũng có thú loại, toàn thân đều chảy xuống huyết, đầy mắt hung ác bạo ngược, sát khí có phần nồng. Lão đạo dâu bạc không có lừa bọn họ, trong sông tà ma thật sự rất khủng bố, đặc biệt là đầu kia huyết long, trong mắt bắn ra một đạo huyết quang, suýt nữa đem đại bàng chém thành hai khúc. Tới, đơn đấu. Đại bàng một tiếng gào to, hóa thành bản thể. Một con rồng một chim, thật sự liệt ra sân tử khai chiến. Chỉ có điều, hai phe không phải đơn đấu, đại bàng cùng huyết long ác chiến lúc, còn có không ít tà ma bổ nhào qua. Ân, quần ẩu. Bị quần ẩu không chỉ đại bàng, còn có chiến thiên đi cùng Triệu công tử. Ô ương ương tà ma, không chỉ cường đại, còn mẹ nó giết không hết, thậm chí mỗi tiến lên trước một bước, đều cần trả giá bằng máu. Tiểu hữu, nếu không thì trước tiên đem ta thả. Lão đạo dâu bạc có chút sợ, bởi vì cái này ba cái tiểu bối, sợ là muốn cùng tà ma cùng chết, khó tránh khỏi sẽ bị huyết hà thôn tính tiêu diệt, hắn cái này khổ cực một đường, cũng không muốn chôn cùng. Chiến thiên đi không đáp lời nói. So sánh thiên cục trăm năm, cái này đều tình cảnh nhỏ.
Triệu Bân cũng không trả lời, huyết hà lại hung, còn có thể hung qua hồng trần lộ, còn có thể hung quá lớn đạo thiên cục. Táng long đảo đêm, lờ mờ không chịu nổi. Chờ Triệu Bân leo ra huyết hà lúc, sắc trời đã gần đến lê minh. Bò, vì cái gì nói bò, còn không phải bởi vì bị đánh quá thảm. Thông hiểu trường sinh quyết như hắn, đều thê thảm như vậy, càng chớ nói đại bàng cùng chiến thiên đi. Thần triều thánh tử còn tốt, con chim kia, nên bị thu phục, ngồi ở dưới cây, đứng thẳng lôi kéo cái đầu chim, ỉu xìu không kéo mấy. Ngưu bức a, lão đạo dâu bạc thổn thức chặt lưỡi, hắn là quần chúng, là từ đầu nhìn thấy đuôi, chuẩn tiên vương hắn, lúc trước đều bị truy tìm không ra bắc, cái này ba nhân tài, càng là một hơi giết tới. Lại nhìn huyết hà, đã về tại bình tĩnh, càng là bình tĩnh, nó thì càng đáng sợ, khó tránh khỏi một giây sau, liền sẽ có hung vật giết ra tới. Lão đạo, vẫn còn rất xa, đại bàng hỏi. Hẳn là, không xa, lão đạo dâu bạc một tiếng ho khan, hắn cũng là lần thứ nhất vượt qua huyết hà, quỷ hiểu được bên trong còn có gì cấm chế, có thể khẳng định là, bên trong thật có thiên linh châu. Có, tuyệt đối có. Triệu Bân đỡ cây già, hướng về chỗ sâu mong nhìn. Đi tới nơi đây, trong tay hắn mấy khỏa thiên linh châu, đã có cảm ứng, chính là không xác định, trong thời gian này còn có bao nhiêu hố. Trước tạm chữa thương, chiến thiên đi ngồi xếp bằng. Triệu Bân cũng thu con mắt, kế tiếp còn phải tiếp tục vượt quan. Lão đạo dâu bạc ngủ không được, tung bay ở giữa không trung trái nhìn nhìn phải, xem như vì ba người canh gác, đi qua huyết hà, càng ngày càng cảm thấy tòa hòn đảo này, phá lệ âm lãnh, cuối cùng cảm giác trong bóng tối. Có một cái chớp mắt hiện ra u quang con mắt, đang ngó chừng bọn hắn nhìn, chỉ cần có thể bảo mệnh, đi cái này một lần cũng không sao. Ngày thứ hai đêm, mới gặp Triệu Bân tỉnh lại. Mục lấy ảm đạm tinh huy, ba người tiếp tục tiến lên. Thật nhiều cấm chế sao? Đại bàng tay cầm một khỏa sáng lên linh châu, đi đến đâu soi sáng cái nào, cũng không biết là ai bày ra huyền cơ, liền hoa cỏ cây cối bên trên, đều mơ hồ có bí văn lưu truyền. Ba người không dám khinh thường. Đi tiểu tâm tâm cẩn thận. Ngược lại là Triệu Bân mấy khỏa thiên linh châu, càng ngày càng sao động, cảm giác được đồng loại, chính là cảm giác được thân nhân, đều nghĩ chạy đến tản bộ, bị Triệu Bân cưỡng ép giam cầm. Lúc trước có người đi vào. Lão đạo dâu bạc lại bay ra, nói lại là một câu nói nhảm, chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn thấy trong đất bùn nửa che hài cốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, tới đây tầm bảo người nên không thiếu, hơn phân nửa đều chôn ở nơi đây. Phía trước có mờ tối quang thiểm nhấp nháy. Chờ đi đến, mới biết là một vũng đầm nước. Đầm nước là màu đen, âm u lạnh lẽo chi khí tàn phá bừa bãi, chớ nói nguyên thần trạng thái lão đạo dâu bạc, khí huyết bàng bạc như đại bàng cùng chiến thiên đi, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cửu Long Chỉ Uyên. Chiến thiên đi vòng nhìn tứ phương, có thể gặp chín tòa sơn phong. Mà Hắc Thủy Đàm, liền bị cửu phong vần quanh, theo phong thủy học tới nói, đây là cực âm chi địa, sở dĩ rét lạnh như vậy. Nguyên do liền ở đây, quỷ hiểu được cái này Hắc Thủy Đàm, hấp thu bao nhiêu địa thế âm khí. Nơi tốt, chính là như thế một vũng Hắc Thủy Đàm, nhìn Triệu Bân ánh mắt lóe sáng, chỉnh đại bàng cùng chiến thiên đi một hồi liếc mắt, hàng này chẳng lẽ là muốn nhảy vào đi tắm. Tẩy, nhất thiết phải tẩy. Bất quá, cũng không phải là Triệu Bân tẩy. Đem hắn nhẹ phẩy tay áo, mang ra hai cái thạch quan. Trong quan tài phong ấn, tất nhiên là âm Nguyệt Vương cùng một đời Man Vương. Hắc Thủy Đàm đối với người sống vô dụng, nhưng đối hắn hai người lại rất có ích, nói trắng ra là, có trợ giúp dưỡng linh. Người quen biết cũ cái nào? Thấy là Man Vương cùng âm Nguyệt Vương, đại bàng lại là một tiếng cảm khái, không thể thiếu nhớ lại, ngày xưa tại phàm giới, Triệu Bân cũng không ít động nặng quan tài thuật, không ít thỉnh hai vị này trợ chiến. Còn nhớ kỹ, hai người này ra sân lúc, cơ bản đều là đạp vách quan tài đi ra ngoài, gọi là một cái bá khí ầm ầm. Hắn thật bất ngờ, Triệu Bân không ngờ đem cái này hai tôn vương, từ U Minh chi địa triệu trở về, hơn nữa còn lưu tại tiên giới. Phù phù, Triệu Bân mời ra hai vương, bỏ vào Hắc Thủy Đàm. Chiến thiên đi nhìn nhíu lông mày, đây là muốn dưỡng linh sao? Còn có thể phục sinh, đại bàng nhỏ giọng nói. Có thể, Triệu Bân cười cười, đơn giản vấn đề thời gian. Có người, Long Uyên đột nhiên một tiếng gào to. Nó nhìn không giả. Phía trước một cái chớp mắt, thật có một cái bóng đen chạy tới, như u linh, cũng như quỷ mị. Xéo đi. Đại bàng một quát, nóng bỏng khí huyết mãnh liệt lăn lộn. Đạo hắc ảnh kia đích xác không phải là người, mà là quỷ linh một loại, ai bảo đây là cực âm chi địa đâu.
ai bảo ở đây chôn rất nhiều tầm bảo giả đâu, luôn có như vậy một hai cái, sẽ diễn sinh ra quỷ linh, liền ưa thích hơn nửa đêm đi ra tản bộ. Siêu, quỷ linh đến nhanh, chạy càng nhanh. Nó thuần âm uế chi vật, liền sợ chí dương chi khí. Thật vừa đúng lúc, hiện trường có cái vĩnh hằng thể, có cái chiến thiên huyết thống, còn có một cái cùng thần thú sóng vai kim xí đại bằng, khí huyết hiếm thấy cực nóng, tiên thiên khắc nó. Đích xác có tác dụng. Triệu Bân nhìn chằm chằm là hắc thủy đàm, màu đen âm khí, thành một chút xíu từng sợi, chui vào man vương cùng âm nguyệt vương thể bên trong, cũng không phải dung hợp, là tẩy luyện, chờ thời cơ chín muồi, lại xua tan âm khí, vòng đi vòng lại như thế, một ngày nào đó sẽ dưỡng ra linh, huyền môn trong thiên thư chính là nói như vậy. Đủ ba ngày, Triệu Bân mới thu hồi hai vương. Nếu không phải nơi đây có cấm chế, hắn sẽ đem hắc thủy đàm, bao quát chín tòa sơn phong, cùng nhau chuyển vào vĩnh hằng giới. Cũng may hắn không gian tùy thân, tạo ra một cái cửu long chỉ uyên. Cực âm chi địa, cũng cần tuế nguyệt rèn luyện. Chiến thiên đi chậm chậm nói, tựa như biết Triệu Bân đang suy nghĩ gì, ý tưởng là không tệ, nhưng cửu long chỉ uyên cũng không phải như vậy dễ tạo, thật sự cho rằng bảy cái kia chín tòa sơn phong, lại để lên một vũng ao nước, liền có thể thành cực âm chỗ. Nghĩ chuyện tốt ha, không có mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản làm không được. Lão đại, ở chỗ này đây. Chỗ sâu, truyền đến tiếng kêu. Chính là Triệu Bân phân thân, sớm đã ở phía trước mở đường. Ba người tốc như kinh hồng, bất tài phút chốc liền đến. Đó là hoàn toàn trống trải chi địa, phương viên ước chừng trăm trượng, có một tòa bệ đá đặt tại trung tâm, lấy bệ đá làm trung tâm đông nam tây bắc tứ phương, đều đứng vững vàng một cây thạch trụ. Mà Thiên Linh Châu, liền đặt ở trong bệ đá một cái lỗ khảm, chỉ có nửa bên lộ ở bên ngoài, che đầy tuế nguyệt cho bụi. Thậm chí Thiên Linh Châu ánh sáng, đều bị che giấu. Đây là gì cái cục diện? Đại Bàng nhìn một chút bệ đá, lại nhìn nhìn bốn cái thạch trụ, không biết dụng ý ở đâu, là cung phụng vẫn là tế tự. Triệu Bân cùng Chiến Thiên đi cũng tại nhìn. Ở đây tính có chút không bình thường, bao quát Thiên Linh Châu, bệ đá cùng thạch trụ ở bên trong, đều được cho bụi, nên đã có rất nhiều năm, không có người đặt chân nơi đây. Là lạ. Lão đạo dâu bạc một tiếng nói thầm. Một dạng không rõ ràng cho lắm. Còn có trong mộng mây khói, cũng nhìn không thấu càn khôn. Ta tới dò đường. Triệu Bân một đạo phân thân, tự cao anh dũng xẻ tới, chỉ biết đi đến trước thạch thai, cũng không gặp gì khác thường. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ chờ bản tôn mệnh lệnh. Nói đến bản tôn, Triệu Bân đã ngẩng đầu lên, hai mắt hơi híp nhìn Thương Miểu, hắn bên cạnh thân Chiến Thiên đi, thì trùng hợp tương tự, tại thấp con mắt nhìn đại địa. Càng xem ánh mắt càng thâm thúy. Bút tích gì đây, cầm rời đi. Đại Bàng là người nóng tính, cách không dò xét tay. Thiên Linh Châu là đồ tốt, hắn là đầu hẹn gặp lại, phải lấy tới nghiên cứu một chút. Đừng động nó. Triệu Bân cùng Chiến Thiên đi thông suốt ngoái nhìn, chăm miệng một lời. Làm gì, bọn hắn nhắc nhở chậm, Đại Bàng đã đem trên thạch đài Thiên Linh Châu, cầm trong tay. Thiên Linh Châu rời bệ đá không sao. Toàn bộ thiên địa đều một hồi lắc lư, lại nhìn bầu trời khung, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lại nhìn đại địa, run lên một cổ động, giống như là có người ở lòng đất hô hấp, hơn nữa khí tức cực kỳ khủng bố. Ngô! Triệu Bân vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị chấn lộn ra ngoài. Bên cạnh thân Chiến Thiên đi cùng Đại Bàng, cũng gặp kinh khủng va chạm, đến nỗi Triệu Bân phân thân, tất cả tại một cái chớp mắt nổ diệt. Vẫn là lão đạo dâu bạc kê tặc. Sớm tại phía trước một cái chớp mắt, liền trốn vào bảo tháp, bằng không thì, chắc chắn bị chấn hồn phi phách tán. Oanh! Không đợi ba người đứng vững, thì thấy bệ đá băng liệt. Xong, chính là cuồn cuộn ma khí, từ bên trong mãnh liệt tuôn ra, so hắc thủy đàm âm khí càng rét lạnh càng cô quạnh. Trừ này, chính là một loại tà ác dị tượng. Đó là một tấm mặt quỷ, toàn bộ đều vặn vẹo không chịu nổi. Này khí tức, thiên ma! Phanh! Yên tĩnh đêm, bởi vì táng long đảo oanh minh bị phá vỡ. Từ xa xa nhìn, cái kia thật giống như đã không phải một tòa đảo, mà là một mảnh ma khí hải dương, che giấu một phiến thiên địa. Như thế nào là thiên ma? Chiến Thiên đi thứ nhất định thân, chau mày nhìn chỗ sâu, tuyệt sẽ không nhìn lầm, khí tức kia dị tượng kia, là thiên ma không thể nghi ngờ. Sao còn có thiên ma? Lão đạo dâu bạc thần sắc ngơ ngẩn, cổ lão nghe đồn, thiên ma sớm đã diệt tuyệt mới đúng. Thật là cường đại khí chàng, Đại Bàng một bước đứng vững, tâm thần nhịn không được cự chiến, liền sán sán mắt vàng, đều ảm đạm không thiếu,
hắn thực sự là tiện tay cái nào. Cầm Thiên Linh Châu không sao, dẫn xuất một tôn đại ma đầu. Gây hỏa. Triệu Bân thần sắc cũng cực kỳ khó coi, không khỏi nhớ lại Hắc Động tao ngộ, cũng là một khỏa Thiên Linh Châu làm trận cước, trấn áp một tôn ách ma, không nghĩ, cái này Táng Long Đảo, lại cũng là một cái phong ấn, lại cũng bịt lại một tôn ma. Đi mau, mây khói vội vàng hoảng đạo, đây chính là thiên ma, không là bình thường cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Vậy cũng phải đi mới được, Triệu Bân cắn chặt hàm răng, toàn bộ Táng Long Đảo, đều bị ma khí bao phủ, mỗi một ti cũng như núi trầm trọng, uy áp đáng sợ, nghiền hắn thể phách băng liệt, chớ nói mở chui, nhấc chân cũng khó khăn. Hắn như thế, đại bàng cùng chiến thiên đi cũng không tốt gì, thể phách đều một hồi lốp bốp. Oanh, phanh, tiếng bịch bịch đột nhiên vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu. Cẩn thận lắng nghe, mới biết là người đi bộ âm thanh, có lẽ là cơ thể quá nặng nề, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, đều đạp càn khôn lắc lư, toàn bộ thiên vũ đều sấm sét vang dội. Ngoại giới khí tức, vẫn là như vậy để cho người ta say mê. Không thấy thiên ma, trước tiên nghe tiếng, giải rác một lời, như vạn cổ lôi đình, rung động minh mông thiên khung. Triệu Bân bọn hắn tất cả ngửa con mắt, có thể gặp cuồn cuộn ma khí bên trong, như một đạo bóng người mơ hồ, đang từng bước một đi ra, như tự một tôn đến từ cửu u ma thần, bao phủ ngập trời ma sát. Đến, ít nhất đỉnh phong thiên vương. Lão đạo dâu bạc tiếng nói run rẩy, tâm linh cũng không nhịn được run rẩy, cái này mẹ nó là cái hố a. Hắn không có chôn ở trong tay Đại La Thánh Chủ cùng thần triều thánh tử, hôm nay, sợ là muốn trở thành thiên ma bữa tối. Tới, Triệu Bân truyền âm đại bàng cùng chiến thiên đi, mà hắn, thì chắp tay trước ngực, điên cuồng tụ tập bản nguyên lực lượng. Nghe vậy, hai người tất cả tế thủ hộ chi quang, tất cả mại động bước chân nặng nề, tựa như biết Triệu Bân muốn làm gì. Vĩnh hằng truyền thừa, chiến thiên huyết thống, kim xí đại bằng. Thú vị, thiên ma u cười. Chứa đầy mê hoặc tâm thần con người ma lực, tựa như ma chú, vô hạn quanh quẩn tại cửu thiên. Vĩnh hằng chi môn, mở. Hồi ứng thiên ma, chính là Triệu Bân âm vang một tiếng. Theo hắn dứt lời, kình thiên cửa lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại cưỡng ép đánh tan một mảnh ma khí, không có ma khí bao phủ, phương viên mấy trăm trượng thiên địa, uy áp chợt giảm. Nhưng, thiên ma uy áp quá mạnh, thậm chí kình thiên đạp đất vĩnh hằng chi môn, trèo trống không quá một hai trong nháy mắt. Liền ầm vang vỡ nát. Cái này một hai trong nháy mắt, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn tế truyền tống vực môn, trước tiên đem đại bàng cùng chiến thiên hành quyển đi vào, cũng là kiện thứ nhất trồng chất tiên thạch, khắc họa không gian tọa độ. Ông! Vực môn một tiếng rung động, không gian thông đạo tùy theo mở. Các ngươi, đi! Thiên ma cười lạnh một tiếng, tiện tay nhặt một tia ma khí. Ma khí như u quang xẹt qua thiên tiêu, cưỡng ép đoạn mất vực môn thông đạo. Ngô! Triệu Bân bọn hắn tất cả từ thông đạo ngã ra, lại còn gặp không gian chia cắt, toàn thân trên dưới cũng là huyết. Oanh! Không đợi ba người đứng vững, thiên ma liền bước ra một bước Táng Long Đảo, thể phách cùng uy áp vẫn nặng nề như cũ, đạp thương thiên sụp đổ. Hắn áo bào đen liệt liệt, huyết lơ mơ đáng, ma tính sát khí, mãnh liệt lăn lộn, cô quạnh đạo tắc, tại quanh thân quấn quanh, đáng sợ nhất là hắn con mắt, như tinh không minh mông, một mắt mong không thấy phần cuối. Có tinh thần ở trong đó sụp đổ, diễn hết hủy diệt. Nổ chết ngươi, đại bàng một tiếng gào to, mi tâm bay ra một đạo kim sắc phù, trong đó có tuyệt diệt sức mạnh phong tồn. Thiên ma nhìn cũng không nhìn, chỉ tùy ý bắn ra một tia ma khí, đem kim phù đánh thành cho bụi, liền trong đó phong tồn sức mạnh, cũng một bên hóa giải sạch sẽ. Vạn kiếm quy nhất, Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, sử dụng tột cùng nhất một kiếm, cùng với chẳng phân biệt được tuần tự chính là chiến thiên đi. Đồng dạng là một kiếm, tu đạo tắc cùng hàm ý, tất cả thành kiếm uy. Không biết tự lượng sức mình. Thiên ma đầy mắt khinh miệt, người không động, quanh thân ma khí tàn phá bừa bãi, tháo xuống hai người kiếm uy cùng kiếm ý. Phốc, Triệu Bân cùng chiến thiên đi tất cả phun máu, đều bị cường đại ma sát, đụng ngã lăn ra ngoài, kèm thêm sau giết đến đại bàng, cũng cùng nhau bị đánh bay, suýt nữa bị chấn tan ra thành từng mảnh. Không phải thiên vương, là bán thần. Giấu tại trong tháp lão đạo dâu bạc, đã là sắc mặt trắng bệch. Như thế cấp bậc thiên ma, chớ nói ba cái cảnh giới thấp kém nhân tài, cho dù là tới ba tôn đỉnh phong tiên vương, cũng chưa chắc chiến qua. Đây không phải hố, cái này mẹ nó là cái tử cục a. Triệu Bân bọn hắn đã mất phía dưới, tất cả đập không gian nổ tung. Ba người lung la lung lay,
không có một cái có thể đứng vững. Không phải bọn hắn không đủ kinh diễm, là cùng trời ma chênh lệch quá lớn, bán thần cấp thiên ma, đây là tu vi tuyệt đối nghiền ép. Ông! Thiên ngự một tiếng ông rung động, một đạo đen nhánh vòng xoáy ầm vang lộ ra, lại tại cực tốc vận chuyển, có thôn thiên diệt địa chi lực. Ba người đều bị hút hướng vòng xoáy, sức cắn nuốt cường đạo không cách nào kháng cự, liền minh mông biển cả, đều bị nuốt khô cạn. Tử cục! Trong mộng mây khói, cũng sắc mặt trắng bệch. Vòng xoáy là thôn thiên chi pháp, đi vào thập tử vô sinh. Chanh! Nhưng vào lúc này, kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang vọng. Ngoái nhìn đi xem, đó là một đạo kiếm quang, từ cách xa chân trời chém tới, kiếm khí hoành quán cửu thiên. Xong, thôn thiên vòng xoáy liền bị bổ băng diệt, thậm chí, ngay cả bán thần cấp thiên ma, đều bị kiếm uy chém nửa bước lui lại. Bởi vì vòng xoáy vỡ nát, Triệu Bân ba người lại từ thiên rơi xuống, thể phách bị thương thủng trăm ngàn lỗ, đều là ma sát lưu lại khe rãnh, mỗi một đạo vết thương, đều oanh có u quang, cực điểm hóa diệt tinh khí. Thật là bá đạo một kiếm. Ba người tâm cảnh hãi nhiên, không khỏi trách mắt mong nhìn. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một cái tố y thanh niên, hắn thân pháp siêu tuyệt, một giây trước còn tại phương xa, một cái chớp mắt này, liền đã buông xuống Táng Long Hải, nếu không phải đối không gian rất có tạo nghệ, tuyệt tu không ra bực này tốc độ. Kiếm thánh. Lão đạo dâu bạc cả kinh, tựa như nhận ra tố y thanh niên. Được cứu rồi. Lão đạo dâu bạc kích động không thôi, ảm đạm lão con mắt, lại lấp lóe tia sáng. Mệnh không có đến tuyệt lộ a, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kiếm thánh, lại cũng tại Nam Hoang. Tầm thường đỉnh phong tiên vương, đối đầu bán thần thiên ma, từ không đáng chú ý, nhưng vị này, lại là cái tuyệt đại ngoan nhân. Phản phác quy chân, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Nhìn thanh niên kia, quanh thân không thấy một tia tiên lực, cũng không gặp nửa phần dị tượng, chợt nhìn giống như một phàm nhân. Bình thường dạng này người, hơn phân nửa cũng là bậc đại thần thông, tựa như bị chế tài giả cầm tù lúc minh, không động thì thôi, động thì hủy thiên diệt địa. Đây là một cái nhân vật hung ác, đại bàng hít sâu một hơi, đừng nhìn thanh niên kia bình thường, kỳ thực thâm bất khả chắc, bằng không thì, cũng sẽ không nhất kiếm chảm lui bán thần cấp thiên ma. Mạch Thành. Chiến Thiên đi thì thần sắc ngơ ngẩn, tựa như cũng nhận ra tố y thanh niên, bởi vì đó là cùng hắn cùng thời đại người. Oanh, ầm ầm. Khô khốc Táng Long Hải, sấm sét vang dội. Bởi vì kiếm thánh buông xuống, hư vô còn nhiều thêm hủy diệt dị tượng. Thú vị. Thiên ma một lời u cười, xem kiếm thánh ánh mắt, như tự nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật, hí ngược ngoạn vị thưởng thức. Thiên ma, kiếm thánh lông mi hơi nhíu. Hắn là trùng hợp đi ngang qua, trong lúc vô tình ngửi được tà ác ma sát, lúc này mới đi tới nhìn một chút, không nghĩ, càng là một tôn thiên ma, mà lại còn là một tôn bán thần cấp thiên ma, dạng này ma, sớm tại vạn cổ phía trước đã diệt tuyệt mới đúng. Nhìn qua thiên ma, hắn lại nhìn Triệu Bân bọn hắn. Xem xét như vậy, quả thực để cho hắn ngoài ý muốn, cái kia tóc vàng thiếu niên, bản thể là kim sĩ đại bằng sao. Cái kia có đặc thù tiên nhãn thanh niên, là một cái vĩnh hằng huyết mạch sao. Chờ nhìn Chiến Thiên thịnh hành, hắn lại một lần nhíu mày, nhìn thấy có chút quen mặt, nhìn huyết mạch. Chiến Thiên truyền thừa. Tới, để cho bản tôn xem, người có bao nhiêu đạo hạnh. Thiên ma yếu ớt nở nụ cười, lời tuy nhẹ, lại rất có lực rung động, như lôi đình vang dội. Hắn thoại phương rơi, thì thấy đen nhánh ma sát, che giấu thiên khung, thậm chí Táng Long Hải, trong nháy mắt hóa thành một vùng tăm tối, băng lãnh cùng cô quạnh cùng tồn tại, bạo ngược chi khí, tịch thiên quyển địa. Kiếm thánh không nói, chỉ nhẹ phẩy ống tay áo, đem Triệu Bân bọn hắn, đưa ra Táng Long Hải, bởi vì tiếp xuống đại chiến, chính là trời long đất lở, bất kỳ một cái nào dư ba, đều có thể để cho bọn hắn táng thân. Triệu Bân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lại hiện thân nữa, đã là phương xa một đỉnh núi, quanh thân khoảng là đại bàng cùng Chiến Thiên đi. Oanh! Táng Long Hải phương kia, thiên ma đã cùng kiếm thánh khai chiến, cho dù cách thật xa, vẫn như cũ có thể gặp đen nhánh ma sát lăn lộn, cũng vẫn như cũ có thể nghe kiếm ngân vang âm thanh. Có lẽ là đấu chiến động tính quá lớn, thậm chí phiến thiên địa này, đều gặp tác động đến, ngọn núi đang lay động, đá vụn liên miên lăn xuống. Không hổ là kiếm thánh. Lão đạo dâu bạc đào tại bảo tháp biên giới, lộ nửa cái đầu, vô tận thị lực nhìn tới nhìn, tiểu tâm can bay nhảy trực nhảy. Chính xác tạo hóa trêu ngươi, hắn lần này đi ra một chuyến, sạch ở trước quỷ môn quan tản bộ. Thấy không rõ a. Đại bàng rụi rụi mắt, cũng là cực điểm đồng lực.
làm gì tầm mắt có hạn, cũng hoặc tu vi nông cạn, thấy chỉ cuồn cuộn ma sát, cùng với ngang dọc ma sát bên trong kiếm quang. Trừ này, chính là hai đạo mơ hồ không chịu nổi bóng người, một là kiếm thánh, một là thiên ma, đó là tiên vương cùng bán thần khoáng thế tranh hùng. Tu kiếm đạo đại thành giả, Triệu Bân thì thào một lời, có thể từ cách xa chiến trường, cảm giác được một cỗ vô song kiếm ý, dù là mỗi một tia kiếm khí, đều có thể hỗn loạn càn khôn. Mạch Thành, lại là cái tên này, từ chiến thiên đi trong miệng thổ lộ. Thần sắc hắn vẫn như cũ hoảng hốt, nhìn Táng Long Hải tâm cảnh, cũng là cảm khái vạn phần. Người cùng thế hệ bên trong, có thể để cho hắn kiêng kỵ không có mấy cái, mà người kia chính là một cái trong số đó, mặc dù trước kia bọn hắn chỉ có gặp mặt một lần, nhưng hắn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, cái kia nhìn như bình thường mà người bình thường, kỳ thực thâm bất khả trắc. Hắn trong lòng tiếc nuối trước kia đánh đế tử bối tiên bảng lúc, Mạch Thành tại trong tự phong, mãi đến hắn bị nhốt chí tôn thành, đều không thể cùng với so chiêu. Thương Hải Tăng Điền, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày xưa kiêng kỵ người, lại vẫn trên thế gian, là dùng bí pháp tự phong đến nơi này cái niên đại sao. Ai? Hắn một tiếng thở dài, là thán thượng thương vô tình, cũng là thán tuế nguyệt như đao, rõ ràng là cùng một đời người, bây giờ lại nhất thiên nhất địa, hắn ngay cả thiên ma một tia sát khí đều nhịn không được, mà người kia lại có thể nhất kiếm chảm lui bán thần. Thiên ma cỡ nào lai lịch? Triệu Bân hỏi. Nghe ta phụ hoàng nói, thiên ma chính là thượng thương còn sót lại thế gian tạp niệm, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, mới nảy sinh linh trí, mới từ từ thành một mạch truyền thừa. Đại Bàng hồi đáp. Thượng thương. Tạp niệm. Triệu Bân vô ý thức ngước mắt, mong nhìn hư vô mờ mịt. Hắn có chút không hiểu, trời xanh tạp niệm, vì đi lưu lại thế gian, nhìn tên thiên ma này khát máu bạo ngược, nên nuốt qua không ít sinh linh, cũng nên là tạo qua không ít huyết kiếp, thế đạo đã đủ hỗn loạn, thượng thương lại vẫn lưu tạp niệm tại phàm trần quấy dày. Tiên giới chế tài giả cũng không quản một chút, Đại Bàng một tiếng oán thầm, trong lòng đã ở một câu uẩn nhưỡng mắng mẹ. Không quản được, nếu tiên giới chế tài giả ở đây, nhất định có một câu nói như vậy, đề cập tới thượng thương, hắn không có quyền hỏi đến. Trên thực tế, cũng không cần hắn quản. Tiên giới nhân tài đông đúc, có thể thu thập thiên ma có khối người, tựa như lúc minh, tựa như đạo tiên, liền như thế khác Mạch Thành, cái kia tu kiếm đạo bé con, vẫn là rất kinh diễm. Oanh, phanh, Táng Long Hải đại chiến, càng ngày càng nghiêm trọng. Thật tốt một mảnh hải, đã triệt để khô cạn, trong biển hòn đảo, cũng đã băng diệt hầu như không còn, liền tứ phương thiên địa sơn nhạc, đều nhịn không được đại chiến dư ba, liên miên nổ nát, thiên địa đã mất màu sắc, có chỉ là hắc ám. Nếu không thì, chúng ta rút lui. Lão đạo dâu bạc nhỏ giọng nói, cho dù đối với kiếm thánh có lòng tin, nhưng hắn vẫn là túng, đoạn đường này đều mẹ nó kinh hãi, hắn phải tìm chỗ ngồi thật tốt chậm rãi. Ba người không có phản ứng đến hắn, còn tại mong nhìn Táng Long Hải. Tiên vương đối bán thần, trận đại chiến kia nên rất khốc liệt. Sự thật cũng đích xác như thế. Cường đại như kiếm thánh, đều thân nhiễm máu tươi. Hắn không phải bình thường tiên vương, nhưng thiên ma, có vẻ như cũng không là bình thường bán thần, bá đạo ma thân, có thể xưng kim cương bất hoại, tu chi đạo, cũng là dị thường quỷ quyệt. Nhìn thiên ma, lại không khi trước khoan dung, ngược lại ánh mắt sáng tối chập chờn, cái này cùng hắn đối chiến kiếm tu, so với hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng. Hắn đường đường bán thần, cứ thế bắt không được tiên vương, không những bắt không được, còn liên tiếp tổn thương, hắn là kim cương bất hoại, là có thể xưng bất tử bất diệt. Nhưng từng đạo bẻ gãy nghiền nát kiếm ý, đánh vào người vẫn là rất đau. Người so ba cái kia bé còn có ý tứ. Thiên ma cười lạnh một tiếng, mi tâm khắc ra một đạo cổ lão ma văn. Hắn chi ma lực cùng khí thế, bởi vì ma văn khắc ra kéo lên, ngay cả bay múa ma sát cùng đạo tắc, đều nhiều hơn lực lượng hủy diệt, muốn thu thập cái này tiên vương, động chút át chủ bài rất có tất yếu. Bên này, Triệu Bân ba người đều ngửa ra đầu. Thiên ma động át chủ bài. Khiến cho Táng Long Hải bầu trời, diễn xuất một mảnh mờ tối tinh không, trong đó mỗi một viên tinh thần, đều nhuộm ma quang, cùng với sấm sét vang dội, lập lòe tà ác tinh huy. Bọn hắn không phân rõ, cái kia đến tột cùng là thần thông, vẫn là dị tượng, chỉ biết cái kia tinh không rất đáng sợ, nhìn nhiều như vậy một mắt, liền cảm giác tâm thần muốn bị thôn phệ trong đó. Rời đi nơi đây, nhàn nhạt lời nói, từ Táng Long Hải truyền đến, là kiếm thánh tại nói. Thiên ma có át chủ bài, hắn tử cũng có. Tiếp xuống đại chiến, sẽ đem phiến thiên địa này, hòa mình phế tích, không có tu vi cường đại cùng nội tình,
vẫn là độn xa xa tốt hơn, tiết kiệm không để ý chịu dư ba. Không cần hắn nói, Triệu Bân bọn hắn cũng đang lùi. Đại chiến uy thế còn dư, đã lan tràn ở đây, bọn hắn lúc trước đứng sơn phong, đã ở trong khoảnh khắc nổ nát thành tro. Liền cái này, đại chiến tạo ra từng đạo đen nhánh vầng sáng, còn tại hướng tứ phương hoành phô, những nơi đi qua, tất cả thành phế tích. Ôi ta đi, đại bàng che ót, giống như là uống rượu say, có chút đứng không yên. Bên cạnh thân Triệu Bân cùng Chiến Thiên đi, cũng là kêu rên không ngừng, tựa như đã trúng ma chú, bị họa loạn tâm thần. Chớ lại nhìn thiên ma tinh khoảng không, lão đạo dâu bạc vẫn như cũ kê tặc, rút về bảo tháp, vẫn không quên nhắc nhở ba người. Thiên ma sử dụng vùng tinh không kia, quá mẹ nó quỷ dị, nhìn lâu, cảm giác cũng không thế nào hảo. Táng Long Hải, càn khôn hỗn loạn. Thiên ma động át chủ bài, kiếm thánh cũng là chiến lực toàn bộ triển khai, thật sự đem vùng thế giới kia, đánh thành một vùng phế tích. May đây là tại xa xôi khu vực, nếu là ở phồn hoa địa giới, quỷ hiểu được sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Nơi đây, chính là ngươi mộ phần mộ. Thiên ma u cười, tựa như đến từ địa ngục chuông tang. Hắn vào thiên ma tinh khoảng không, thanh kiếm thánh cũng cuốn vào, bên trong oanh minh, tùy theo truyền khắp cửu tiêu. Lại đi nhìn lên, thiên ma tinh khoảng không đã trừ khử không thấy. Dị không gian, mây khói một tiếng lẩm bẩm, nhìn có chút rõ ràng. Tên thiên ma này tinh không, là dị tượng cũng là thần thông, là bí thuật cũng là không gian, tiêu thất như vậy, liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Người đâu? Lão đạo dâu bạc bay ra, không gặp lại thiên ma cùng kiếm thánh. Cũng lại nghe không đến nửa điểm oanh minh, chỉ còn dư một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa. Không có người cho hắn đáp lời, bởi vì Triệu Bân tình trạng của bọn họ, đều rất tồi tệ, thiên ma tinh khoảng không quá quỷ dị, nhìn nhiều như vậy vài lần, bọn hắn có vẻ như đều trúng chiêu. Cái gọi là trúng chiêu, là chỉ một loại vô hình ma chú, giống như là một vòng lạc ấn, điêu khắc ở trong linh hồn, quỷ dị ma âm, vĩnh viễn vang vọng, không chỉ họa loạn tâm cảnh, còn có thôn tính tiêu diệt tâm thần điềm báo. Không suy nghĩ nhiều, ba người lúc này khoanh chân. Triệu Bân mặc niệm tịnh thế chú, mà đại bàng cùng Chiến Thiên đi, riêng phần mình cũng đều có truyền thừa tĩnh tâm chi pháp. Trong truyền thuyết thiên ma, quả nhiên đáng sợ. Gặp ba người thần sắc đau đớn không chịu nổi, lão đạo dâu bạc hít sâu một hơi, cũng không khỏi vì kiếm thánh lo nghĩ. Đánh không lại nhưng tuyệt đối đừng cùng chết, nên sợ còn phải sợ. Tiên giới nhân tài đông đúc, ngày khác lại kéo người đi qua quần ẩu. Hắn treo ở giữa không trung, lại vây quanh ba người bay tới bay lui, đường đường chính chính vòng nhìn tứ phương, là canh gác cũng là cảnh giới. Mặc dù cái này không có gì treo dùng, nhưng tỏ một chút trung thành vẫn rất có cần thiết, khó tránh khỏi cái này ba vừa cao hứng, đem hắn thả, không có cách nào, trên người hắn bị chồng trên trăm đạo phong ấn, không phá nổi cũng đi không được. Ngô! Ba người kêu rên, kéo dài ba năm ngày không dứt. Trong lúc đó, mảnh phế tích này một dạng thiên địa. Hiếm thấy bóng người, ngẫu nhiên có người đi ngang qua, cũng là không hiểu ra sao, không khó coi ra, lúc trước nơi này có một trận đại chiến chấn động thế gian. Triệu Bân thần thái, thong thả không thiếu. Đại bàng cùng Chiến Thiên đi, cũng đều ổn xuống tâm thần. Bọn hắn không đứng dậy, còn tại kiệt lực khử diệt ma chú. So sánh yên tĩnh của nơi này, tối nay thế gian phá lệ náo nhiệt, nhìn thiên không, có tiên huy bay múa, có ánh sáng mưa vung vãi. Cho đêm tối lờ mờ, tăng thêm lộng lẫy màu sắc. Đây là thế nào? Sợ không phải thượng thương thương xót chúng sinh, cố ý hạ xuống phúc phận. Coi là thật như thế, còn phải nhiều cầu phúc. Thiên phía dưới, tiếng nghị luận rất nhiều, có không ít già nua người, đã lấy ra lư hương, đốt hương quỳ lạy. Phàm nhân hương hỏa, sâu xa thăm thẳm là công nhận. Bọn hắn tín ngưỡng chi lực, đều biết quy về thượng thương. Tiên chi khí tức. Này một lời. Là đại hạ Hồng Uyên cùng không diệt ma trăm miệng một lời, hai người đều đứng ở đỉnh núi, yên tĩnh ngước nhìn thương miểu. Thế này sao lại là phúc phận, rõ ràng là càn khôn quy vị. Cái kia mờ mịt tiên chi khí, chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn nhìn một chút cũng không giả, đích thật là càn khôn quy vị, tiên phàm lưỡng giới che chắn, đang dần dần chữa trị. Ngăn cách quá lâu. Tối nay phàm giới chế tài giả, phá lệ bận rộn. Hắn tại ổn định càn khôn. Đã về vị, cái kia thành tiên lộ, thì sẽ không quá xa xôi, còn lại đơn giản vấn đề thời gian. Từ này một ngày, tiên giới mỗi ngày đều có sự nổi bật dâng lên. Cũng chỉ từ này một ngày, bầu trời dị tượng liên tiếp không dứt. Lại là đêm,
phàm giới tinh thần đầy trời. Nhưng, tại đại hạ mà nói, đêm này cũng không bình tĩnh, có như vậy một nhóm khách không mời mà đến, len lén lẻn vào đế đô, tất cả được áo bào đen, như đêm tối u linh. Oanh! Rất nhanh, liền nghe chấn thiên động địa oanh minh. Chính là khách không mời mà đến, tại đế đô nhấc lên chiến hỏa. Bọn hắn đều cường đại dị thường, sau lưng đều treo lấy một vành mặt trời, đó là một loại dị tượng, mặt trời lặn thần giáo dành riêng dị tượng. Không tệ, những thứ này khách không mời mà đến cũng là hóa thân. Ai hóa thân đâu, tất nhiên là mặt trời lặn thần giáo. Hơn nữa, cũng đều là mang ký ức nhập thế. Càn Khôn đã về vị, bọn hắn hạ phàm, đã không còn như vậy tốn sức, cũng sẽ không chịu khuôn sáo ước thúc. Phàm cùng Triệu Bân có liên quan, giết. Bạo ngược thanh âm vang vọng, kèm theo khặc khặc âm hiểm cười. Không chỉ đế đô, còn có Thiên Tông, Bất Tử Sơn, các đại biên quan, Đông Hải, Nam Vực. Cũng đều có ánh lửa trùng tiêu. Tường hòa đêm, bị huyết khí tràn ngập. Còn tại thành kính cầu nguyện người, đều lộ vẻ mờ mịt, trời xanh phúc phận, như thế nào là từng tràng huyết kiếp. Quên cổ thành. Cùng với huyết sắc khói lửa, một cái thanh dao quạt xếp thanh niên, đứng ở quên cổ thành phía trước, cười hí ngược nghiền ngẫm. Nếu Triệu Bân ở đây, định nhận ra người này. Hắn chính là mặt trời lặn thần tử, chính xác nói, là mặt trời lặn thần tử hóa thân, giống nhau là mang ký ức nhập thế, tại tiên giới tìm không được Triệu Bân, cái kia liền tới phàm giới giết hắn thân hữu. Giết, một tên cũng không để lại. Tiếng ầm ầm lên, quên cổ thành cũng dấy lên chiến hỏa. Liễu Như Tâm là ở, cùng mặt trời lặn thần tử chiến vào hư không? Càng là tiên linh chi thể. Rất tốt. Mặt trời lặn thần tử cười, nhiều hung tàn chi ý. Thế gian ngọa hổ tàng long, quả nhiên không giả. Triệu Bân là vĩnh hằng truyền thừa, hắn tại phàm trần thê tử, lại cũng là nghịch thiên huyết mạch, hắn chuyến này quả thực không uổng công. Liễu Như Tâm không nói, mi tâm khắc ra cổ lão bí văn. Nhìn nàng quanh thân, còn có từng sợi lực lượng thần bí rong chơi. Thời gian chi lực, cùng với đại chiến mặt trời lặn thần tử, không khỏi hai mắt híp lại, hoặc có lẽ là... Lại có chút mộng, đây là một cái phàm nhân cái nào? Ở đâu ra thời gian chi lực, nàng tu pháp thì? Không đợi hắn phản ứng, lại một người đạp bầu trời mà lên. Đó là Lạc Hà, lại chọc thủng Triệu Bân phong ấn. Bởi vì nàng cưỡng ép giải phong, nàng trong bụng hài nhi, cũng theo đó khôi phục, cái kia ấu tiểu sinh linh, tiên thiên liền dẫn ách nạn, chỉ vì phụ thân của hắn, là thiên sát cô tinh. 2-1, mặt trời lặn thần tử đã không phải phiền muộn. Mà là toàn thân đau, khó khăn cản hai người công phạt, bị trùy đứng không vững, hắn tu vi là cao, nhưng cũng không chịu nổi phàm giới tu vi áp chế. Lúng túng không phải hắn một người. Đại hạ nhân tài đông đúc, có thể đánh vừa nắm một bó to, bọn hắn cho là tuyệt đối nghiền ép, kết quả là càng là ép không được chàng tử, hóa thân là một đạo tiếp một đạo táng diệt. Bị quần ẩu hình ảnh, vẫn là rất đẹp mắt. Bao quát mặt trời lặn thần tử hóa thân, đều bị đánh rất phát hỏa. Cho ta giết. Càng nhiều hóa thân hạ phàm, mỗi diện mục dữ tợn. Đáng tiếc a, cường long không đè địa đầu xà, tung tới nhiều hơn nữa, vẫn là bị quần ẩu, nơi đây dân phong rất biêu hãn. Cái kia không thành bị cái kia. Đại hạ bây giờ chính là cục diện như vậy. Đám này không an phận thằng danh con. Phàm giới chế tài giả là ở, lại là cái trung thực quần chúng, cất tay ngồi ở đỉnh núi, tĩnh nhìn phàm giới chiến hỏa. Đánh đi, chờ đánh xong. Hắn trở ra thu thập cục diện rối rắm, tiểu tử kia ân tình, hắn phải trả cái nào. Cho tới thời khắc này đi, đại hạ đã rất lâu không có chiến tranh rồi, dùng những người kia hóa thân luyện tay một chút, cũng rất tốt. Một câu nói, có hắn tại, bảo đảm Triệu Bân thân hữu không việc gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chiếu đến một vòng tinh huy, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Ma chú đã bị khử diệt. Nhưng hắn lại tâm thần có chút không tập trung. Hoặc có lẽ là, hắn có một loại rất dự cảm bất tường. Thật lâu, hắn mới thu thập suy nghĩ. Ba người một trước một sau, lại trở về Táng Long Hải. Phế tích chi địa, chứng kiến hết thảy tất cả một mảnh hỗn độn. Chạy đi đâu rồi, đại bàng ngửa đầu nhìn bầu trời. Triệu Bân cùng chiến thiên đi cũng tại nhìn, là nhìn tận mắt kiếm thánh, bị cuốn vào thiên ma tinh khoảng không, đến nay không thấy dấu vết. Là dị không gian. Thời gian lâu dài, Triệu Bân cùng chiến thiên thủ đô lâm thời đã nghĩ thông thấu, thiên ma đại thần thông, mở dị không gian làm chiến trường. Đã dị không gian, vậy thì không dễ tìm.
khó tránh khỏi, hai người đã không tại Hồng Hoang Đại Lục. Tiểu Hữu kéo dài yên tĩnh, bị lão đạo râu bạc một lời đánh vỡ, lão đầu nhi này xoa xoa tay, một mặt cười ha hả nhìn Triệu Bân, Thiên Linh Châu đã phải, thả ta thôi. Cái này, Triệu Bân ngược lại là dứt khoát, chân giải hàng này phong ấn, dù sao, người này đưa hắn một hồi tạo hóa. Sau này không gặp lại. Phong ấn một khi giải khai, lão đạo râu bạc tựa như ngựa hoang mất cương, nguyên thần trạng thái, cứ thế bão tố ra tốc độ bình sinh nhanh nhất, liền sợ cái này ba đổi ý, lại cho hắn bắt trở về. Tự do cảm giác, vẫn là rất tuyệt vời. Đến nỗi bị cướp bảo bối, hắn cũng không ra thế nào đau lòng, gì cũng không có bảo trụ mệnh thực sự, sau này lại đi ra tản bộ, hắn phải khiêm tốn một chút mới được, miễn cho lại đụng thép tấm. Đi! Bên này, Triệu Bân ba người cũng chuyển thân. Lại phải một khỏa Thiên Linh Châu, cách kia tòa vạn cổ bí tàng, lại tới gần một bước, hắn lại là một hồi dạng gì cơ duyên. Tới, giúp ta một chút. Đại bàng hóa bản thể, ngồi xổm ở Triệu Bân bên cạnh thân. Nói xong, nó còn chỉ chính mình đầu chim. Triệu Bân cùng Chiến Thiên đi đến gần một phần, tất cả hai mắt híp lại, có thể xuyên thấu qua đại bàng thân thể, nhìn thấy hắn nguyên thần. Lúc trước không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn lên, mới biết hàng này nguyên thần bên trên, lại có một tia giống như ngầm phát hiện xích sắt. Đó là đạo tắc xích sắt, khóa lại hắn nguyên thần. Đây là bị ai tính kế? Triệu Bân hỏi. Không nhận ra, đại bàng một tiếng ho khan, ta rơi xuống tiên giới hôm đó, suýt nữa bị người bắt đi nấu, may mắn ta cơ trí, cưỡng ép chui đi ra, lại chịu đối phương đạo tắc. Triệu Bân không hỏi nhiều nữa, tế tạo hóa chi lực cùng luân hồi chi lực, hai loại sức mạnh xen lẫn, hóa thành một thanh kiếm. A! À, đại bàng mổ heo tựa như kêu thảm, vang lên theo. Triệu công tử hạ thủ không nhẹ không nặng, nguyên thần như bị người chặt một đao. Đau thì đau một chút, cũng rất hữu dụng. Nhìn khóa lại hắn nguyên thần đạo tắc xích sắt, đã bị bổ ra khe rãnh, đã lỏng không động được thiếu, đơn giản là nhiều chặt mấy lần. Mở. Chờ thời cơ chín muồi, Triệu Bân cùng đại bàng tất cả một tiếng lạnh quát, một cái từ bên ngoài phách chạm, một cái từ trong xung kích, cưỡng ép phá đạo tắc xích sắt, tháo xuống nguyên thần gông xiềng. Hô. Đại bàng một ngụm chọc khí phun ra, cả người đều thần thanh khí sảng, khí thế cùng đạo uẩn cũng bởi đó hùng hậu không thiếu. Nhưng, hắn rất khó khôi phục lại đỉnh phong, bởi vì rơi xuống đến tiên giới, huyết mạch của hắn, bị pháp tắc ma diệt quá nhiều. Không biết thứ mấy ngày, ba người mới ra vực môn. Đứng ở đỉnh núi, hướng một phương cực điểm mong nhìn, có thể khi nhìn thấy mảnh linh sơn, mộc lấy nguyệt quang, cũng bao phủ vân khí. Cái kia, chính là Thái Cổ Thần Triều. Triệu Bân nhìn nhíu mày, cho là Thái Cổ Thần Triều di chỉ còn dư một vùng phế tích, không nghĩ còn có linh sơn tọa lạc, đây là mới xây một mạch tông môn hoặc thế lực. Chiến Thiên đi mặc dù cũng ngoài ý muốn, nhưng trong mắt khó che giấu là tang thương, thê lương tâm cảnh, cũng tại bây giờ nồng hậu dày đặc tới cực điểm. Cái kia phiến linh sơn, từng là hắn cố thổ, vô tận năm tháng sau lại đến, thần triều không tại, đã là đổi một bộ dáng. Ta, trở về. Chiến Thiên đi nghẹn ngào không chịu nổi, bước ra trầm trọng cước bộ, mặc cho cuồng phong thổi loạn, cũng gió không làm khóe mắt lệ quang. Triệu Bân cùng đại bàng hít sâu một hơi, tất cả đi theo, cũng nghĩ xem, đến tột cùng là phương nào thế lực, tại Thái Cổ Thần Triều di chỉ cố thổ, thiết lập sơn môn. Chớ nhìn, khô diệt thánh địa, mây khói đạo. Khô diệt thánh địa, Triệu Bân nghe ngóng không khỏi sững sờ. Chuẩn xác hơn nói, là khô diệt thánh địa đệ cửu phân điện. Mây khói chậm chậm nói, trước kia Thái Cổ Thần Triều hủy diệt, bát đại thánh địa chia cắt chiến lợi phẩm, thần triều cố thổ về khô diệt thánh địa, cũng chính là bây giờ khô diệt đệ cửu phân điện. Ngươi không nói sớm. Triệu Bân vội vàng một lời, giống như kinh hồng bắn ra. Mây khói không có lửa hắn, vẫn thật là khô diệt thánh địa đệ cửu phân điện, cách thật xa, đã trông thấy đứng ở trước sơn môn bia đá, mấy chữ to, khắc là cứng cáp hữu lực. Có thể gặp trước sơn môn, bóng người ra ra vào vào. Tất cả khô diệt thánh địa người, mỗi ngăn nắp xinh đẹp. Hắn có thể trông thấy, Chiến Thiên đi từ cũng có thể trông thấy. Nguyên nhân chính là trông thấy, hắn bi thương mới đã biến thành phẫn nộ, tràn đầy hốc mắt nhiệt lệ, đã che mất hắn vốn có cơ trí, tựa như một đầu tóc cuồng hùng sư. Chớ làm loạn. Triệu Bân cùng đại bàng chân trơn tru, một trái một phải xông lên trước, nói nhảm một câu không nói nhiều, cưỡng ép đem hắn kéo đi. Khô diệt thánh địa cỡ nào tồn tại, dù chỉ là một tòa phân điện, cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ,
như vậy ngốc hết chỗ chê tiến lên, sẽ bị dây liền cặn bã đều không thừa. Chiến thiên được không ngữ, hai mắt đã là huyết hồng. Hắn muốn tránh thoát, làm gì có phòng ấn ra thân. Các ngươi người tu có câu nói thế nào nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đại bàng nói cái kia chứng chạc đàng hoàng. Hắn mà nói, Triệu Bân chỉ coi nghe một chút. Thật đến lúc này, sợ là không có người nhịn được. Tu vi như vậy, lấy cái gì đi liều mạng, một bầu nhiệt huyết. Đại bàng vẫn còn nói, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Chiến thiên đi trầm mặc, tĩnh dọa người. Hắn cuối cùng là khôi phục lại sự trong sáng, từ bỏ ma chướng. Là hắn lỗ mãng, suýt nữa chôn vùi bản thân. Giang hồ đường xa, bảo trọng. Chiến thiên đi một lời khàn khàn, yên lặng chuyển thân. Chiếu đến tinh huy, hắn càng lúc càng xa, bóng lưng điều hưu cô tịch, hắn muốn đi khổ tu một phen, năm nào định tới báo thù. Triệu Bân không ngăn cản, ngăn đón cũng ngăn không được. Hai người cuối cùng liếc mắt nhìn, cũng đều quay người rời đi, đại bàng mục tiêu rõ ràng, muốn cùng Triệu công tử đi Đại La Tiên Tông, tốt xấu là cái thánh chủ, cái kia phải che đậy hắn. Có tiền không có, Triệu Bân tế vực môn. Tiền là đồ tốt, đối với nó đi không thông a. Đoạn đường này truyền tống, vực môn đã hết dầu. Không có tiền, đại bàng ho khan. Đây là lời nói thật, Triệu Bân liếc nhìn hàng này tử phủ, ngoại trừ mấy món binh khí. Nửa khối tiên thạch cũng không có. Lại thành nghèo rất mồng tơi. Triệu Bân vào vực môn, cũng cầm địa đồ. Cách này không xa chính là Nam Hoang Cổ Thành, là thời điểm doanh số bán hàng bảo bối, không góp điểm lộ phí, ngày tháng năm nào đến tiên tông. Mây khói, Triệu Bân kêu gọi một tiếng. Nói, trong mộng truyền ra mây khói khẽ nói. Nam Hoang địa giới này, có hay không Đại La Tiên Tông phân điện? Triệu Bân hỏi, nếu có thể tìm được Đại La Tiên Tông người. Cũng là tiện lợi, ít nhất tỉnh lộ phí a. Toàn bộ Hồng Hoang cũng không có tiên tông phân điện. Mây khói mà nói có chút hàm xúc, tự có ngụ ý tiềm ẩn. Triệu Bân cỡ nào cơ trí, có thể chính mình não bổ. Vì đi không có phân điện, nhất định là bị hủy diệt. Đạo Tiên Đô nói, Đại La Tiên Tông cửu ra khắp thiên hạ, là ba ngày hai đầu bị làm, hang ổ đều chưa hẳn phòng thủ được, càng chớ nói bên ngoài phân điện, đây là xuống dốc hiện ra. Đêm, Nam Hoang Cổ Thành, Triệu Bân cùng đại bàng ngáp một cái, cùng nhau đi vào. Vực môn nửa đường không có dầu, hai người bọn họ là bằng cước lực bay tới, ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ, mới đuổi tới tòa thành này. Chia ra hành động, hai người được áo bào đen, đi phương hướng khác nhau. Triệu Bân lại như đồ nhà quê, một đường đều ở bên trái nhìn phải, tòa này cổ thành cường đại vô cùng, quả nhiên rộng rãi bàng bạc. Đã tiên ra thành trì. Từ phi thường náo nhiệt. Cho dù là ban đêm, trong thành vẫn như cũ phồn hoa, trên đường bóng người rộn ràng, hai bên thấy nhiều quán nhỏ vị, tiếng la không dứt. Thật nhiều ẩn thế cao nhân. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ không ngừng, đi đâu đều có mịt mờ khí tức, người tu, yêu tu, ma tu đều có, trong đó có không ít, đều sát khí có phần nồng, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Nghe không nghe nói, thiên tự bối xuất ra một cái ngoan nhân. Có ác độc biết bao. Trong truyền thuyết bá thiên thần thể, mấy ngày trước tại Đông Hoang, một mình hắn liên tiếp bại mười mấy môn phái thánh tử, trong đó liền bao quát xếp hạng 69 tiểu kim luân vương. Còn có chuyện như thế. Phố dài bóng người nhốn nháo, tiếng nghị luận tất nhiên là không thể thiếu, luôn có mấy cái như vậy nói nhiều, tại quán trà tử quán, một cước đạp băng ghế, phun nước bọt bay đầy trời. Triệu Bân vốn không để ý, nhưng nghe nói bá thiên thần thể lúc, hắn không khỏi lông mày trao lên, thế nào cái ý tứ. Cái kia cá tính cuồng, cũng tới Hồng Hoang Đại Lục. Tại Đông Hoang tản bộ. Đến nỗi tiểu Kim Luân Vương, hắn là sớm đã có nghe thấy, chính là Kim Luân Thánh Địa Thần Tử. Lúc trước, từng đuổi giết hắn cùng với Không Niệm Thiên Kim Luân Pháp Vương, chính là Kim Luân Thánh Địa Lão Tổ một trong. Dám xưng tiểu Kim Luân Vương, lại có thể tại chữ thiên bối tiên bảng xếp hạng thứ 69, liền biết Kim Luân Thần Tử không phải bình thường nhân vật. Cuồng Anh Kiệt có thể đem cái kia hàng đánh. Hắn rất là ngoài ý muốn, xem ra bọn hắn phân ly sau đó, cái kia hàng cũng được không thiếu tạo hóa, tu vi nhất định cũng tinh tiến không ít. Nghĩ như vậy, hắn rẽ ngoặt vào một cửa tiệm. Cửa hàng trưởng quỹ là cái tao lão đầu nhi, hắn lúc đi tới, lão đầu nhi đang ngồi ở trước quầy uống ít rượu. Tùy tiện nhìn, tao lão đầu nhi tùy ý nói. Không cần hắn nói, Triệu công tử cũng đã ngửa ra đầu. Cửa hàng này bề ngoài mặc dù không lớn, đồ tốt cũng không thiếu.
tựa như cái kia treo ở giữa không trung từng đạo hỏa diễm, địa hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, tiên hỏa đều có, mỗi một đạo cũng như tinh thần như vậy, lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Triệu Bân tại nhìn, hỗn thiên hỏa lại tại rung động. Lúc trước nuốt một đạo chân long nghiệp hỏa, nó chưa ăn no, bây giờ nhiều như vậy hỏa diễm, nhìn thực trông mà thèm, nếu không phải chủ nhân ngăn cách vĩnh hằng giới, nó sớm chạy đến tản bộ. Không tệ. Triệu Bân thu con mắt, lại vòng nhìn kệ hàng. Trên giá hàng trưng bày vật, chính xác đủ loại, muốn binh khí có binh khí, muốn đan dược có đan dược, còn có cổ lão bí quyển, bùa kỳ dị, cũng là một chồng đè một chồng, nhìn hắn cái kia tay ngứa ngay a. Đồ vật là đồ tốt. Giá cả đi, cũng không tại sao cùng hài hòa. Hắn đang nhìn nhìn bảo bối, tao lão đầu nhi thì tại nhìn hắn, nhìn lão con mắt thâm thúy, lấy hắn đạo hạnh cùng tầm mắt, lại không nhìn thấy được Triệu Bân chân dung, chỉ có thể ước chừng đoán chừng tu vi. Nhìn qua, Triệu Bân mới tiến tới trước quầy. Thấy hắn tay cầm một khỏa linh châu, để lên bàn. Bán đồ, tao lão đầu nhi tùy ý liếc qua, viên này linh châu có chút ý tứ, có thể miễn cưỡng vào hắn pháp nhãn, cầm đi cho tôn nhi thưởng thức, nên cái lựa chọn tốt. Đạo hữu cho ra một cái giá, Triệu Bân cười nói. Tao lão đầu nhi không nói gì, vẻn vẹn duỗi năm ngón tay, hơi có chút lịch duyệt, đều biết ý gì. Triệu Bân nở nụ cười, bày một sáu thủ thế. Ta thu, tao lão đầu nhi cũng dứt khoát, một tay cầm tiền, một tay giao hàng. Triệu công tử không đi, thu tiền sau đó, lại xách ra một thanh kiếm, màu đỏ thấm kiếm quang, huyết hồng máu đỏ. Này kiếm bất phàm, uy lực cũng không tầm thường. Nếu không phải thiếu tiền, Triệu Bân cũng sẽ không lấy ra bán. Nhìn tao lão đầu nhi, thì giấu tay, cười tủm tỉm nhìn Triệu Bân, nhưng còn có, lấy ra hết ha. Triệu Bân cũng thực sự, nhẹ nhàng lôi ra tay áo. Hắn trong tay áo là một vùng không gian, là cái gọi là trong tay áo càn khôn, muốn bán bảo bối, đều treo ở trong đó, cũng như ngôi sao nhỏ, lập lòe quang huy, là đủ mọi màu sắc. Ngươi giấu hàng không thiếu a. Tao lão đầu nhi cười nói, có thể một mắt nhìn xuyên trong tay áo càn khôn, tùy tiện xách ra một cái, đều không phải bình thường mặt hàng. Thật lâu, mới thấy hắn thu con mắt, tùy ý duỗi hai ngón tay, hiếm thấy gặp một cái thổ hào, hắn là hướng chết ép giá. Triệu công tử cũng không ngốc, ba ngón tay thụ tấm tấm dòng giã, nếu đối phương không muốn, hắn không ngại đổi một nhà khác. Thành giao, tao lão đầu nhi cười cười, cái này nhiều bảo bối, chuyển tay một bán, lại là một bút tài sản lớn. Thu tiền, Triệu Bân vẫn như cũ không đi. Trong tiệm hỏa diễm không thiếu, hắn phải mang hộ đi. Tiền của hắn từ không đủ, còn phải cầm bảo bối tới góp. Cái gọi là bảo bối, là hắn một tia vĩnh hằng bản nguyên huyết. Ai yêu uy, tao lão đầu nhi không bình tĩnh, từ quầy hàng bên kia nhảy ra ngoài, xem ra, là sợ Triệu Bân quay đầu chạy. Hắn là bực nào tầm mắt, tự nhận đến cái này một tia kim sắc huyết, là loại nào huyết thống, cái này mẹ nó vĩnh hằng bản nguyên huyết. So sánh vừa mới thu bảo bối, cái đồ chơi này mới là thật đáng tiền, vĩnh hằng tuyệt tích, vật hiếm thì quý đi. Thứ này ngươi ở đâu ra? Lão đầu nhi lúc nói chuyện, còn vô ý thức túm Triệu Bân ống tay áo, thật đúng là sợ hàng này chạy, vĩnh hằng bản nguyên huyết ha. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhặt, Triệu Bân nghiêm túc nói. Ra cái giá, tao lão đầu nhi cười ha hả. Triệu Bân vỗ vỗ đầu vai cho bụi, theo con mắt nhìn về phía chúng hỏa diễm. Cử động lần này ngụ ý đi. Để cho lão đầu nhi chính mình lĩnh ngộ. Dễ nói. Tao lão đầu nhi vung tay lên, đem treo ở giữa không trung hỏa diễm, bao quát đạo kia tiên hỏa ở bên trong, đều bị mang tới. Hắn thấy, vĩnh hằng huyết xứng với cái giá này. Hắn cái này dứt khoát, Triệu công tử cũng dứt khoát, nếu trong tay dư giả, quỷ mới sẽ cầm huyết hoán hỏa diễm, đây không phải nghèo đi. Nhưng còn có. Tao lão đầu nhi thận trọng thu bản nguyên chi huyết. Lại hai mắt sáng lên nhìn Triệu Bân, chắc chắn người này còn có dấu hàng, khó tránh khỏi, vẫn là một chút cái đại bảo bối. Có. Triệu Bân tất nhiên là có. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù háo tổn trăm năm, nhưng hắn hàng tồn, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn rời một khối tinh thạch, treo ở giữa không trung. Đây là bàn thiên cổ tinh, chiếm được hắc động chiến thuyền. Hắn tìm người hỏi qua, cái đồ chơi này là kỳ dị vật. Giá trị rất không ít, chỉ có điều chưa có người có thể sử dụng. Bàn thiên cổ tinh. Tao lão đầu nhi nhéo nhéo râu ria, nhận ra đây là cái gì, đích xác rất hiếm lạ, hơn nữa nặng dị thường. Hắn không khỏi nhìn nhiều Triệu Bân một mắt,
người này gì cái lai lịch, vật ly kỳ cổ quái thật không ít, tựa như vĩnh hằng huyết, cũng như tinh thạch này, trên thị trường căn bản không có. Vật này có thể thu? Triệu Bân hỏi. Thu thu thu, lão đầu nhi cười răng vàng hết đường, lại duỗi thân hai ngón tay, tự giác không thích hợp, lại cho tăng thêm một cây, bởi vì trước mặt vị này không tốt lừa gạt. Triệu Bân ngược lại tốt, cầm tinh thạch quay đầu liền đi. Bàn thiên cổ tinh giá cả, cũng không phải cái này ba ngón tay, muốn mua cái đồ chơi này, ít nhất phải người đứng đầu. Giá cả có thể thương lượng. Tào lão đầu nhi vội vàng tiến lên, kéo lại Triệu công tử, thật sự cho người đứng đầu, năm ngón tay thụ là gọn gàng mà linh hoạt, đồ tốt không phổ biến, sao có thể buông tha. Tiền là cái thứ tốt. Náo nhiệt Nam Hoang trưởng thành đường phố, Triệu công tử đạp tay đi qua, như câu nói này, hắn đã nói thầm một đường. Phực môn cũng là tốt đồ vật, mẹ nó người bình thường dùng không nổi a. Mỗi truyền tống một lần, cũng là bó lớn nốt tiền. Cho ta nuốt một cái thôi. Xéo đi. Hắc. Vĩnh hằng giới rất náo nhiệt, gào to âm thanh không ngừng. Long Uyên cùng Tiên Lôi lại không an phận, hỗn thiên hỏa tại dung hỏa diễm, nó hai thì đặt cái kia đi dạo, tục xưng. Quấy rối. Hỗn thiên hỏa xưa đâu bằng nay, từ dung đạo kia chân long nghiệp hỏa, tự có thể mở miệng nói chuyện, nó là tính khí tăng trưởng. Bất quá, nó có nói lời này sức mạnh. Đoạn đường này, nó không biết nuốt bao nhiêu hỏa. Thêm nữa nó tiền thân không tầm thường, hỏa chi bản nguyên có phục cổ hiện ra, muốn tìm nó pha trò, đó chính là tại tìm mắng. Thí chủ, người ấn đường biến thành màu đen a. Đi ngang qua đường phố chỗ ngoặt, Triệu Bân chợt nghe thanh âm này. Trách mắt một nhìn, mới gặp một cái lão đạo nhân ngồi xếp bằng trước bàn, là cái thầy bói, chỉnh ra dáng. Nhưng, hàng này cũng không phải thần côn, nhìn hắn khí uẩn, ít nhất là một tôn chuẩn tiên vương, khó tránh khỏi thật thông hiểu thôi diễn thuật. Chỉ có điều, lấy đoán mệnh chi pháp hãm hại lừa gạt. Triệu Bân xông tới, ngồi ở trước bàn. Hắn đối với ấn đường biến thành màu đen không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là, lão đạo nhân trước người bảy khối kia bát quái kính. Đó là một cái đồ tốt, hàm ý bất phàm. Bất phàm nhất chính là, bát quái kính trên có khắc một khỏa chữ cổ, nếu không nhìn lầm, đó là một cái độn giáp chữ thiên. Hắn rất kỳ quái, đã có độn giáp chữ thiên. Hắn cái này vì cái gì không có cảm ứng, vẫn là nói viên này chứ thiên còn chưa tỉnh ngủ. Tiểu hữu, ngươi sẽ có tai họa. Lão đạo nhân nắm vuốt sợi râu, nói lời nói ý vị sâu xa. Nói xong, hắn còn nhẹ phẩy ống tay áo, tại trên bàn dài, bày ra không thiếu vật ly kỳ cổ quái, có Phật gia chàng hạt, có đạo môn kiếm gỗ, cũng có tịch tà phù chú. Tùy ý tuyển một kiện, có thể trợ ngươi thoát nạn, nếu là muốn hết, có thể bảo đảm ngươi tiên lộ bằng phẳng. Lão đạo nhân cười hòa ái dễ gần, đó là chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Triệu Bân nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi. Lão đạo này thật có ý tứ, bán đồ liền nói bán đồ, còn toàn bộ ấn đường biến thành màu đen, lòe loẹt. Cái này ta muốn, Triệu công tử giả vờ ngây ngốc, tiện tay chỉ bát quái kính, trên bàn nhiều đồ như vậy, thuộc cái này đáng tiền nhất, đây chính là một cái độn giáp chữ thiên. Kết một thiện duyên. Lão đạo nhân cười, đem bát quái kính lật lên. Triệu Bân lúc này mới gặp, bát quái kính mặt sau còn ghi rõ giá cả, xem đi. Chính là một cái bán đồ lão thần côn. Đa tạ tiền bối giải nạn. Triệu Bân cũng là hí kịch tinh, đối phương diễn chứng trạc đàng hoàng, hắn cái này cần phối hợp không phải. Theo như nhu cầu đi. Lão đạo nhân lấy tiền, cái kia vui vẻ ra mặt. Xem ra, chuyện này hắn thường xuyên làm, nhìn thấy có người đi ngang qua, liền tới sẽ một câu ấn đường biến thành màu đen, đem người lừa gạt tới. Một hồi hù dọa thêm lừa gạt, chắc là có thể doanh số bán hàng hàng. Đương nhiên, hắn bởi vậy cũng không thiếu bị đánh. Cũng không phải là tất cả mọi người, cũng như vị này tốt tính. Tìm ngươi một vòng. Đại bàng từ một phương mà đến, rảo bước như gió. Nhìn hắn một thân tiêu sái, bảo bối nên bán xong. Vị đạo hữu này, ngươi ấn đường biến thành màu đen a. Không đợi Triệu Bân mở miệng, liền nghe lão đạo nhân ngôn ngữ. Này hàng lại hí kịch tinh phụ thể, mới vừa đối với Triệu Bân đã nói, lúc này, lại một chữ không kém ôm một lần. Người lão đạo này, thật tinh nghịch, đại bàng không nói nhảm, kéo Triệu Bân liền đi, nếu không phải có việc gấp, hắn chắc chắn đem hàng này cái bản sốc, hơn nửa đêm đặt cái này đóng vai thần côn. Không có lễ phép, lão đạo nhân xem thường. Hắn cũng không phải thần côn, hắn là một tôn chuẩn thiên vương. Bên này, đại bàng lôi Triệu Bân, một đường xuyên qua bóng người. Trong lúc đó còn đụng không ít người,
chọc quá nhiều chửi rủa. Người đây là gì tình huống? Triệu Bân hỏi. Tìm được tên kia, Đại Bàng oán hận một tiếng. Ai? Khóa ta nguyên thần cái kia. Gì tu vi? Ước chừng chuẩn tiên vương. Này làm sao có ý tốt? Triệu Bân ngừng lại tinh thần tỉnh táo, ánh mắt rạng rỡ. Tiền không chút góp đủ, đánh cái cướp không thì có đi. Hai người một trước một sau, tới một cái quán trà. Chờ tìm vị trí gần cửa sổ, Đại Bàng mới chỉ phía xa đối diện tử lâu, mắng, chính là lão già kia. Triệu Bân thuận theo thủ thế nhìn lại, có thể gặp tầng 2 tử lâu, cũng là vị trí cạnh cửa sổ, ngồi một người mặc áo mãng bào lão giả, đang đặt cái kia thích ý uống rượu, tư thái thảnh thơi. Có làm hay không, Đại Bàng chọc chọc Triệu Bân. Nhất định phải làm, Triệu công tử hoạt động cổ tay. Hai người kêu một bình trà, đối phương ở tử lâu uống rượu, hai người bọn họ thì tại này uống trà, ăn cướp đi. Cũng không thể ở trong thành, chờ kỳ xuất thành, lại đem đối phương trói lại không muộn. Đêm, dần dần sâu. Đường đi người đi đường, cũng dần dần tán đi. Tại Triệu Bân mong nhìn xem, áo mãng bào lão giả cuối cùng là đứng lên, nếu không thì thế nào nói là chuẩn tiên vương cảnh, bước cách chính là trói mắt, người đều bất tẩu môn, đạp cửa sổ liền đi ra tới lui. Từng bước một lên như diều gặp gió, đăng thiên mà đi. Triệu Bân cùng Đại Bàng đứng dậy, trơn tru đi theo. Chỉ cần đối phương không có giúp đỡ, tất cả đều dễ nói chuyện. Coi chừng kiếm của hắn. Trong mộng mây khói, đột nhiên một lời. Triệu Bân nghe nhíu mày, người nhận ra hắn. Hắn chính là Bát Cực Thánh Điện người. Không phải oan gia không gặp gỡ a. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, tự hiểu Bát Cực Thánh Điện. Ngày xưa, đuổi giết hắn cùng Không Niệm Thiên Bát Cực Thiên Quân, liền xuất từ Bát Cực Thánh Điện, lão già kia cùng mặt trời lặn tiên vương một dạng, đều không phải là gì hảo điều, kém chút giết chết hắn. Siêu, siêu. Hai người một trái một phải, ra Nam Hoang Cổ Thành. Hướng phía trước đi xem, có thể gặp áo mãng bào lão giả bóng lưng. Tên kia sợ là uống say rồi, cũng hoặc ưa thích say khướt cảm giác, thậm chí đạp không mà thịnh hành, vừa đi hơi lay động một chút. Mãi đến đi ngang qua một mảnh núi hoang, hắn mới phát hiện ra không đúng, theo bản năng ngoái nhìn nhìn, cuối cùng cảm giác có người đang theo dõi. Này liền rất tốt. Triệu Bân cùng Đại Bàng tốc độ không chậm, hai ba chớp mắt liền giết đến, hoang sơn dã lĩnh đi. Giết người cướp của nơi tốt. Áo mãng bào lão giả hai mắt híp lại, liếc qua Triệu Bân, lại nhìn lướt qua Đại Bàng, đối với Triệu Bân không có gì, nhìn Đại Bàng lúc, thần sắc hắn kỳ quái, giống như ở đâu gặp qua hàng này. Theo lão phu một đường, chẳng lẽ là muốn đánh cướp? Áo mãng bào lão giả u cười, trong nháy mắt hóa giải chánh choáng, chuẩn tiên vương uy thế và khí chàng, cũng là triển lộ không bỏ sót. Ngươi nói xem, Đại Bàng ép không được nộ khí, lúc này hóa bản thể. Kim xí Đại Bàng đi, có khả năng cùng thần thú sánh vai huyết thống, nó chi thể phách, dị thường bá liệt, toàn thân đều vàng óng ánh, tựa như một vành mặt trời, chiếu rọi hắc ám. Áo mãng bào lão giả gặp chi? Ngừng lại ánh mắt bắn ra bốn phía. Khó trách nhìn xem quen mặt, nguyên là cái kia chim Đại Bàng. Xem chiêu. Đại Bàng quát to một tiếng, một cái Đại Bàng dương cánh bao phủ gió lốc, cái kia từng đạo kiếm khí, kiếm ngân vang vang vọng cửu tiêu. Không biết lượng sức. Áo mãng bào lão giả cười lạnh, đại thủ lướt qua hư thiên. Kiếm khí gió lốc bị đả diệt, Đại Bàng cũng bị đẩy lui. Tiếc thiên. Triệu Bân một bước vượt ngang hư không. Bá đạo một quyền đánh tới, đáng sợ quyền ý, đánh không gian đều vặn vẹo. Nho nhỏ động hư, cũng dám công ta. Áo mãng bào lão giả đầy mắt khinh miệt, lại là một trưởng hoành thiên, băng diệt Triệu Bân quyền ấn, chấn Triệu Bân kêu rên không ngừng. Chuẩn tiên vương cũng chia mạnh yếu, mà trước mặt vị này chuẩn tiên vương, so với trước kia lão đạo dâu bạc, mạnh quá nhiều. Thật mạnh a. Triệu Bân kêu rên, chỉ cảm thấy quyền cốt đau nhức. Bát Cực Thánh Điện quả là đa nhân tài, như trước mặt vị này, chính là siêu quần xuất chúng một cái, cùng cấp bậc chuẩn tiên vương, hắn có thể so sánh lão đạo dâu bạc cường hãn nhiều. Lão cẩu, để mạng lại. Tối nay Đại Bàng, nộ khí có chút lớn, bá liệt bản thể, nở rộ kiếm mang sáng chói, một cái Đại Bàng dương cánh, lại là vạn kiếm chảy xuống ròng ròng. Công phạt như thế, tổn thương được lão phu. Áo mãng bào lão giả cười lạnh, thể phách tùy theo run lên. Thủ hộ chi quang lồng mộ toàn thân, chém tới từng chuôi kim kiếm, tao ngộ thủ hộ chi quang, cũng như chém vào trên thép tấm, chỉ cọ sát ra một túm túm hỏa hoa, không thể công phá phòng ngự. Áo mãng bào lão giả sống lưng tặc thẳng tắp,
hắn nhưng là chuẩn thiên vương, đối với chính mình thủ hộ chi quang, cũng là tràn đầy tự tin. Nhưng, hắn cười cười liền không cười, bởi vì Triệu công tử giết tới đây, đại bàng không phá nổi phòng ngự, một quyền này của hắn đánh cái băng diệt. Ngô! Áo mãng bào lão giả tiếng rên rỉ trầm thấp, đạp một bước lui lại, dẫm sập một vùng không gian, hắn khó có thể tin nhìn Triệu Bân, chính xác nói, là nhìn Triệu Bân hình thái, cùng Triệu Bân sau lưng diễn hóa dị tượng. Cái này mẹ nó, vĩnh hằng huyết mạch. Không tệ, Triệu Bân mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Vẫn là tóc vàng trạng thái chói mắt, cái kia hai con ngươi, tựa như hai vòng mặt trời nhỏ, bỏ vào trong hốc mắt, rực rỡ sinh huy. Không đợi áo mãng bào lão giả phản ứng, hắn lại mở thiên sát bí văn, không phải bình thường chuẩn thiên vương, hắn phải chiến lực toàn bộ triển khai mới được. Thiên sát cô tinh, áo mãng bào lão giả lại cả kinh. Hắn cái này cả kinh không quan trọng, đại bàng trong mắt chém ra sấm sét, cho hắn nhục thân, đánh ra hai đạo huyết khe. Đại la thiên tay, Triệu Bân một bước lên trời, che khoảng không đại thủ từ thiên nắp rơi, trưởng uy như núi, rộng rãi bàng bạc. Áo mãng bào lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đè một hồi lảo đảo, vừa mới hồi phục thủ hộ chi quang, lại băng diệt một lần, đúng lúc gặp đại bàng giết đến, há miệng nôn một cái tiểu kim đao, chém hắn ra chóc thịt bong. Hảo, rất tốt. Dù sao cũng là chuẩn tiên vương, tự có siêu cao tâm cảnh, một hai trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, áo mãng bào lão giả cưỡng ép ổn định trận cước. Hắn lại không nửa chút men say, trong mắt chỗ nở rộ, là lửa nóng tinh quang. Hôm nay sợ là muốn đụng tạo hóa. Một cái chim đại bàng. Một cái vĩnh hằng truyền thừa. Hắn đời trước là tạo nhiều phúc trạch a. Oanh! Thấy hắn lão thân thể run lên, diễn xuất bản mệnh dị tượng. Đó là một tòa cổ lão cung điện, theo thế nhân lại nói, đó là thánh điện dị tượng, bát cực thánh điện độc môn đạo pháp. Nó rất bất phàm, tọa lạc ở hư không, tựa như một ngọn núi, chấn nhiếp tứ phương, trầm trọng hàm ý, nghiền trời xanh sụp đổ. Chấn áp, áo mãng bào lão giả một lời cô quạnh. Lấy thánh điện dị tượng, uy áp cửu thiên, đụng không gian là từng khúc băng liệt. Thật mạnh a, lời giống vậy, đại bàng cũng đã nói một lần, nhịn không được thánh điện uy áp, từ thiên ngã xuống. So sánh hắn, Triệu công tử liền bá đạo, như một đạo kinh mang, xông lên trời, cứng rắn chống đỡ lấy tuyệt diệt uy áp, sát nhập vào trong thánh điện dị tượng. Áo mãng bào lão giả nhìn sững sờ. Hàng này là đầu óc nước vào, người khác thấy thánh điện, đều chỉ sợ tránh không kịp. Vị này ngược lại tốt, lại đuổi tới chui vào trong, chẳng lẽ không biết, vào thánh điện cửu tử nhất sinh sao? Vĩnh hằng tiên vực, mở. Trong điện, truyền ra Triệu Bân hét lớn. Não hắn không có nước vào, thánh điện rất bất phàm, tự đứng ngoài rất khó công phá, như thế, vậy liền từ bên trong hướng ra ngoài đánh. Oanh! Vĩnh hằng tiên vực trống ra, vạn vật dị tượng vào trong diễn hóa, trong đó sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối, đều nhuộm vĩnh hằng quang. Bá liệt vô song uy thế, hướng tứ phương hoành phô. Thánh điện cự chiến, sau đó oanh sụp đổ. Áo mãng bào lão giả một hơi thở gấp thuật, tại chỗ phun máu. Là hắn đánh giá thấp vĩnh hằng thể, cũng đánh giá thấp vĩnh hằng thể chiến lực, tu vi như thế, lại mở bực này tiên tàng. Giống. Không đợi hắn đứng vững, thì thấy đầy trời lôi đình tàn phá bừa bãi. Triệu Bân thái sơ thiên lôi quyết, hoàn toàn như trước đây bá đạo, ti ti lũ lũ sấm sét. Tụ trở thành từng thanh lôi đỉnh kiếm, từ thiên xuống, không khác biệt công phạt. Lại vẫn thông hiểu thiên lôi quyết. Áo mãng bào lão giả nhe răng cười, tế bổn mạng của hắn pháp khí, đó là một ngụm chuông đồng, treo ở cực độ, có từng sợi tiên khí rủ xuống tràn, tắm rửa hắn thể phách, dùng cái này phòng ngự lôi đỉnh kiếm. Đừng nói, hắn này bản mệnh khí đích xác tà dị, lồng mộ toàn thân hắn tiên khí, so thủ hộ chi quang còn cứng rắn hơn. Tiểu tử. Sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Áo mãng bào lão giả diện mục dữ tợn, tựa như một cái quỷ mị, giết tới Triệu Bân trước người, đầu ngón tay quanh quẩn màu đỏ quang, hướng Triệu Bân mi tâm đâm tới. Diệt ta, Triệu Bân cười lạnh, rất tự giác khai quang minh thân, hắn như hóa thân thái dương, vạn đạo tia sáng nở rộ. Áo mãng bào lão giả cái kia trở tay không kịp, tại chỗ bị lung lay mắt, thậm chí đâm ra đi một ngón tay, chính xác cùng uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Triệu Bân gặp khe hở cắm châm, nắm chặt kỳ thủ chỉ, răng rắc một tiếng, cho người ta tách ra xuống dưới, thuận tiện, còn đưa một đạo thiên diệt nguyên thần kiếm, cường thế chém vào đối phương thần hải. A! À, áo mãng bào lão giả một tiếng hét thảm, ngừng lại thất khiếu chảy máu. Hắn lại một lần xem thường hàng này, bá đạo như vậy nguyên thần công phạt, là dung tuyệt trần thiên mệnh sao?
Đúng, chắc chắn là tuyệt trần thiên mệnh. Bởi vì chém vào hắn thần hải nguyên thần trong kiếm, tan có thiên mệnh chi lực, sức mạnh kia, là có thể chân chính nguy hiểm cho hắn chân thân. Ngươi, chọc giận tới ta. Đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy. Không đợi áo mãng bào lão giả nói hết lời, thì thấy đại bàng giết đi lên, kim vũ như cương đao, chém áo mãng bào lão giả đẫm máu hư không. Triệu Bân phối hợp hoàn mỹ, huy kiếm chính là một đạo phách thiên trảm, trăm trượng đao mang, nhìn xem đều bá khí ầm ầm. Bát cực, áo mãng bào lão giả không động, chỉ hét lên một tiếng. Theo hắn dứt lời, tám đạo màu đen u quang, từ hắn thể nội thoát ra. Cẩn thận một nhìn, mới biết là tám chuôi màu đen kiếm, trong đó một thanh kiếm, nghịch thiên chém tới, phá Triệu Bân trăm trượng đao mang, thanh thứ hai kiếm, thì đánh cho đại bàng hoành lật hư thiên 800 trượng. Đó là bát cực thần kiếm, coi chừng. Trong mộng mây khói, nhắc nhở một tiếng. Bát cực, thần kiếm, Triệu công tử nghe xong trao lên lông mày, treo một cái thần chữ, ngụ ý lạ thường cái nào. Nhưng, cái kia cái gọi là cấp 8 thần kiếm, tuyệt không phải thần binh, 8 kiếm hợp nhất, nhiều nhất bất quá tiên vương cấp, nếu là tách ra, nếu chỉ sách đi ra, cũng chỉ có chuẩn tiên vương phẩm giai. Chanh, ngắn ngủi một cái chớp mắt, bát cực kiếm thứ 3 đi ngang qua mà đến. Kèm theo kinh khủng kiếm uy, lại là tự động diễn hóa kiếm ý. Triệu Bân gặp chi, một bước đạp bầu trời mà lên. Để cho hắn một mặt kinh ngạc là, phía trước một giây còn tại bên ngoài hơn 10 trượng kiếm thứ 3, một cái chớp mắt này, liền đã bổ đến trước người hắn, tựa như ở giữa 10 trượng khoảng cách, bị nó vô căn cứ lướt qua. Phốc, huyết quang chợt hiện, là Triệu Bân bị mệnh chung, bị tháo một đầu cánh tay. Còn chưa xong, kiếm thứ 3 sau đó. Chính là kiếm thứ 4 cùng kiếm thứ 5. Cái này hai thanh bát cực kiếm, cũng là cực kỳ quỷ quyệt, cũng là đột nhiên hiển hóa, không chút nào cho Triệu Bân thời gian phản ứng. Lại là hai vệt huyết quang, suýt nữa phá hủy hắn thể phách. Đồng dạng điệp huyết còn có đại bàng, cũng bị đánh gương mặt mộng, lúc trước cùng cái này lão cẩu lúc đánh nhau, cũng không gặp cái này 8 thanh kiếm, từ cũng không biết bát cực thần kiếm chỗ khác thường. Có thể vượt qua không gian. Triệu Bân phi thân bỏ chạy. Nhìn ra bát cực manh mối. Đây là không gian loại pháp khí, nhưng tại trong không gian xuyên thẳng qua, như vậy vượt qua, không khác thuấn thân tuyệt sát. Phốc, phốc, hoang sơn dã lĩnh bầu trời, huyết quang không ngừng. Đột nhiên xuất hiện bát cực thần kiếm, hắn quỷ dị năng lực, đem Triệu Bân cùng đại bàng, chỉnh là chật vật không chịu nổi. Có thể vượt qua không gian pháp khí, mỗi một lần công phạt, cũng không có khác hẳn với thuấn thân tuyệt sát, khó lòng phòng bị a. Nói đến thuấn thân tuyệt sát, hắn cũng thông hiểu. Chỉ có điều, hắn lực sát thương không đủ, tung sử dụng thuấn thân, cũng không diệt được đối phương, tên kia có bí bảo hộ thể. Nhìn áo mãng bào lão giả, thì vững như Thái Sơn. Hắn không dễ dàng động bát cực, trừ phi nhịn không được, cái này một người một chim, thật rất đáng hận, lại để cho hắn liên tiếp đẫm máu. Ý niệm khống kiếm. Triệu Bân một bên đầy trời tán loạn, lại một bên nhìn lén bát cực, không khó coi ra. Là áo mãng bào lão giả tại lấy hồn ngự kiếm. Này liền như bức, đứng cái kia bất động, điều khiển tám chuôi không gian pháp khí, không để ý liền sẽ bị hắn chặt đầu người. Nói chặt liền chặt, đại bàng một cái không đi ổn, tại chỗ bị chặt đầu chim, màu vàng máu tươi, như một đầu kim sắc đường vòng cung, xẹt qua hư không. Còn tốt, cái kia hàng nội tình hùng hậu, đầu tuy bị chặt, nhưng nguyên thần không việc gì, còn tại đầy trời tán loạn. Chanh! Kiếm minh lại nổi lên, đâm đầu vào chém về phía Triệu Bân. Ăn qua một lần thua thiệt, trải qua hai lần làm, Triệu công tử cái này, chân gọi là cái trơn tru, trong nháy mắt né qua tuyệt sát. Đi đâu? Áo mãng bào lão giả nhe răng cười, kiếm thứ hai từng bắt chuyện tới. Triệu Bân sớm đã có đoán trước, tế thiên ngự bảo hộ bản thân. Đáng tiếc a, bát cực kiếm uy lực vô song, vĩnh hằng phòng ngự tuyệt đối, lại thuấn thân bị phá ra. Hắn ngược lại là tránh khỏi chỗ yếu hại, lại đụng phải kiếm thứ 3, mi tâm bị xuyên thủng. Này kiếm, còn đủ nhìn. Áo mãng bào lão giả như quần chúng, cười nhìn toàn trường. Hắn cái kia một bộ thần thái, rất tốt chiêu kỳ một phen, lão tử tung bất động, một dạng có thể bạo trùy tứ phương. Triệu Bân không ngôn ngữ, theo con mắt liếc mắt nhìn đại bàng. Con chim kia rất thê thảm, đã bị đánh không còn điều dạng. Rút lui a. Chim đại bàng không kéo mấy đạo. Đoán sai thực lực đối phương, chỉnh hắn rất thất vọng. Kiếm kiếm cũng là thuấn thân tuyệt sát, cái này mẹ nó ai chịu nổi, như hắn như vậy kháng đánh, đều không chịu nổi công phạt.
rút lui, Triệu Bân trở về một chữ. Dứt lời, thì thấy Đại Bàng dương cánh, trước tiên chạy trốn chiến trường, Triệu Bân cũng không chậm, phong thần bộ xuất thần nhập hóa. Đi! Áo Mãng Bào lão giả u cười, đạp thiên đuổi theo. Hắn vẫn như cũ không có gì đại động tác, chỉ lấy hồn ngự kiếm. Hắn ở phía sau, tám thanh kiếm thì tại phía trước truy sát, tựa như bá đạo màu đen u mang, một đường đuổi theo Triệu Bân cùng Đại Bàng Trảm. Lão già, có người khó chịu thời điểm. Triệu Bân cười lạnh, trong lòng mặc niệm pháp quyết. Rút lui cũng chỉ là một ngụy trang, hắn có phương pháp đối phó bát cực, chỉ có điều, cái này cần hơi phí một chút thời gian. Mây khói không ngôn ngữ, chỉ làm quần chúng. Nàng đồ nhi hắn hiểu, kê tặc đây. Chờ xem, chờ một lúc nhất định có một kinh hỉ. Thật lúng túng a. Đại Bàng thổ huyết không ngừng, vốn là tới hùn vốn đánh cướp, lại là cái kia không thành bị cái kia, quả thực mặt không nén giận được. Triệu Bân chỉ cười không nói, còn tại tính toán. Lướt qua một cái sơn cốc lúc, tốc độ của hắn cố ý thả chậm một phần, cũng coi là cho đối phương, lộ một sơ hở. Áo Mãng Bào lão giả ánh mắt cay độc, từ không buông tha cơ hội này, lúc này ngự động bát cực, khóa chặt Triệu Bân chém qua. Oanh! Triệu Bân thông suốt định thân, đạp hư không chấn động. Bát cực kiếm sau đó hiển hóa, từ tám cái phương hướng chém tới. Một màn này như bị ngoại nhân gặp chi, nhất định là một hồi lắc đầu, khoảng cách như vậy, bát cực công phạt như thế, không có khả năng né qua, đã không tránh khỏi, vậy liền chắc chắn phải chết. Nhìn Triệu Bân, thì một vòng nụ cười sán lạn. Hắn đích xác kê tặc, trong nháy mắt trốn vào vĩnh hằng giới. Bát cực kiếm tranh minh, đều không ngoại lệ chạm khoảng không. Đi vào cho ta a. Triệu Bân một tiếng mắng to, cưỡng ép đem tám thanh kiếm, quấn vào vĩnh hằng giới, mặc dù rất tốn sức, nhưng hắn đích xác làm được. Sở dĩ tốn sức, là bởi vì cái này bát cực kiếm chính là không gian pháp khí, mà vĩnh hằng giới, cũng thuộc về không gian, cả hai tự có mâu thuẫn. Nhưng, cái này không làm khó được Triệu công tử. Hắn có luân hồi cùng tạo hóa chi lực, tại một chớp mắt kia che giấu không gian, lúc này mới hóa giải mâu thuẫn, cái này mới đưa bát cực kiếm, thu vào vĩnh hằng giới, tại cái này đợi liền rất tốt. Ân, mắt thấy bát cực kiếm tiêu thất, Áo Mãng Bào lão giả ngừng lại nhíu mày, hắn là nhìn rõ ràng, cái kia vĩnh hằng tiểu tử đột nhiên biến mất, hắn bát cực kiếm cũng là vô căn cứ không thấy. Không gian, đây là hắn trước tiên nghĩ tới. Nếu đoán không sai, tên kia mở vĩnh hằng giới. Nhưng cái này không đúng a, hắn bát cực kiếm có phản không gian cấm chế, cho dù là vĩnh hằng giới, cũng không khả năng đem hắn lấy đi. Ai nha, mắt thấy bát cực kiếm tiêu thất, Đại Bàng đột nhiên định rồi thân. Áo Mãng Bào lão giả có thể đoán ra, hắn cũng giống vậy có thể đoán ra, nếu không phải không gian, như thế nào đem bát cực kiếm cả không còn. Tối nay, ánh trăng không tồi. Ung dung lời nói vang lên theo, Triệu Bân đi ra vĩnh hằng giới, trong tay còn mang theo Long Uyên. Áo Mãng Bào lão giả nhìn lại lúc, đang gặp cái kia hàng đối với Long Uyên kiếm hà hơi, đang gặp cái kia hàng dùng ống tay áo lau kiếm khí, phải xoa bóng loáng, bởi vì đằng sau muốn gặp huyết. Đến nỗi bát cực kiếm đi, còn lưu lại vĩnh hằng giới. Lúc trước hiếm thấy hung hãn, bây giờ đi. Hiếm thấy trung thực. Hắn không gian tùy thân, tự có che chắn, đã ngăn cách bát cực kiếm cùng Áo Mãng Bào lão giả liên hệ, không có lạc ấn khống chế, liền không cách nào ngự động bát cực, không có cái này tám chuôi không gian pháp khí, cái kia còn sợ cái chim này. Ta kiếm đâu, Áo Mãng Bào lão giả phẫn nộ gào thét. Cái gì kiếm của ngươi, đó là kiếm của ta. Triệu Bân nghiêm túc nói, lời này không có tâm bệnh, vào hắn vĩnh hằng giới, còn nghĩ lấy ra. Nghĩ hay lắm. Tự tìm cái chết. Áo Mãng Bào lão giả nghiến răng nghiến lợi, từng bước đi qua hư không, năm ngón tay đại thủ từ thiên xuống, hướng Triệu Bân chộp tới. Tung vô bát cực kiếm, hắn vẫn là chuẩn tiên vương, có tự tin cầm xuống cái này một người một chim, chờ bắt sống, hết thảy đều không phải sự tình. Liền sợ ngươi không tới. Triệu Bân trùng tiêu mà lên, một quyền đánh xuyên trường ấn, Đại Bàng chẳng phân biệt được tuần tự, như kiếm quang xuyên thẳng cửu thiên. Áo Mãng Bào lão giả đẫm máu, bị Triệu Bân một quyền đẩy lui, còn bị đánh Đại Bàng nhất kiếm, chỗ lồng ngực, bị đâm ra một cái lỗ máu. Giết! Kẻ này lửa giận ngập trời, lại tế bản mệnh pháp khí. Chuông đồng nặng nề như núi, ép tới hư không một hồi ầm ầm. Đại Bàng, Triệu Bân truyền âm một tiếng. Giao cho ta, Đại Bàng tiếng quát âm vang, lại là một cái dương cánh, thành cơn lốc lôi đình, cưỡng ép cuốn đi chuông đồng. Ngô! Áo Mãng Bào lão giả lại kêu rên,
bởi vì bản mệnh khí bị thương nặng, là cái kia cơn lốc lôi đình, quấy dày chuông đồng lạc ấn. Tới, nếm thử ta. Triệu Bân nhào tới trước mặt, tay cầm Long Uyên bên trên, thì quanh quẩn lôi điện cùng liệt diễm, còn ra chỉ luân hồi cùng tạo hóa chi lực, vạn kiếm chi uy ngưng kết, kiếm ý bẻ gãy nghiền nát. Luân hồi, tạo hóa, áo mãng bào lão giả kinh ngạc, tựa như nhận ra hai loại sức mạnh này, nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới hãi nhiên, từng cái nho nhỏ động hư cảnh, từ đâu tới hai loại sức mạnh này. Chanh, đáp lại hắn, nhưng là một đạo chói tai kiếm ngân vang. Triệu Bân giết đến, dùng chính là tiên nhãn thuấn thân chi pháp. Kiếm đều có thể vượt qua không gian, càng không nói đến là người. Không có bản mệnh khí bảo hộ, hắn cái này đỉnh phong một kiếm, tung giết không chết đối phương, cũng có thể xử lý tên kia nửa cái mạng. Phốc, huyết quang bắn ra bốn phía, áo mãng bào lão giả đầu người rơi xuống đất. Cùng một trong nháy mắt, có ba đạo tiên quang từ vĩnh hằng giới bắn ra, một là Hạo Thiên Ấn, một là Phệ Tiên Đao. Một là Thiên Vũ Tiên Lô, đều là Triệu Bân đang thao túng, lấy hồn ngự chi. Hạo Thiên Ấn ầm ầm, phá vỡ hắn tử phủ. Phệ Tiên Đao ông rung động, chém nát hắn thân thể tàn phế. Thiên Vũ Tiên Lô bá đạo nhất, đả thương nặng này hàng nguyên thần. A! Áo mãng bào lão giả kêu rên, tại chỗ bị đánh cho tàn phế. Hắn là chuẩn tiên vương, tự có cường hãn nội tình, tàn tật như thế, lại cũng không táng diệt, lấy nguyên thần chi đẩy lui Triệu Bân. Hắn triệu hồi bản mệnh khí, che chở nguyên thần liều mạng bỏ chạy. Đại bàng. Thời khắc chuẩn bị. Đại bàng cùng với, rất có ăn ý, lại hai cánh chấp, lông chim có điện mang xé rách, tụ ra một đạo hủy diệt lôi đình. Nhưng, hắn một kích này càng là đánh về phía Triệu Bân. Triệu công tử không động, chỉ thiên nhãn lấp lóe tia sáng, nhắm ngay đang bỏ chạy áo mãng bào lão giả, bây giờ cục diện này, cùng đối phương thay đổi vị trí, vẫn rất có cần thiết. Siêu. Áo mãng bào lão giả chỉ cảm thấy mắt thấy bôi đen, lại hiện thân nữa, đã là Triệu Bân bên trên một cái chớp mắt đứng chỗ, thật sự bị đổi cho nhau vị trí. Như thế, đại bàng tấn công về phía Triệu công tử nhất kích, bị hắn chịu cái tấm tấm ròng rã. A, à, lại là một tiếng hét thảm, áo mãng bào lão giả nguyên thần bị lôi đình sinh bổ, may có bản mệnh khí che chở, nếu không có chiếc kia chuông đồng, đại bàng cái này đỉnh phong nhất kích, đầy đủ đem hắn đánh đến hồn phi phách tán. Tới. Cái này mát mẻ. Triệu Bân giết đi ra, lại tế Thiên Vũ Tiên Lô, đem hắn nguyên thần phong vào trong đó. Liền cái này, áo mãng bào lão giả còn không thành thật, liều mạng va chạm. Đàng hoàng một chút, đại bàng từ trên trời giáng xuống, cùng Triệu Bân liên thủ, tại ba lượng trong nháy mắt, ra chỉ trên trăm đạo phong ấn. Ta không phục. Áo mãng bào lão giả kêu gào, lại là không có gì cái treo dùng. Hai người nào đó đã giở trò. Đem hắn tử phủ bảo vật, quét sạch tinh quang, chân quý nhất chứa quá bổn mạng của hắn pháp khí, tuy là hung hãn, nhưng cũng bị trấn áp thô bạo. Đến nước này, thiên địa mới trở nên tĩnh lặng. Hai người không bao lâu sau lưu, quay đầu chui vào sơn cốc. Chữa thương. Triệu Bân trạng thái không tốt, đại bàng thương thảm hại hơn. Cũng không sao, hai người cũng là đánh không chết tiểu cường. Ngày thứ hai đêm, mới gặp hai người tỉnh lại. Phía sau. Chính là phân tang kiều đoạn. Tôn này chuẩn tiên vương, không có để cho bọn hắn thất vọng. Triệu Bân là môn song, hàng này có thể so sánh khi trước lão đạo dâu bạc, dầu có nhiều, cũng không hổ là bát cực thánh điện người, cái này nguyên một cái đại thổ hào a. Cái này ta muốn. Đại bàng ha ha cười không ngừng, ôm chuông đồng không buông tay. Hắn ngược lại không ngốc, đây chính là cái bảo bối. Hắn tuyển bản mệnh khí, Triệu công tử thì tuyển áo mãng bào lão giả. Chuẩn tiên vương nguyên thần, bị hắn nuốt sạch sẽ, tinh thuần nguyên thần chi lực, tất cả thành chân thân chất dinh dưỡng. Phiền muộn. Cực kỳ phiền muộn. Áo mãng bào lão giả chết đều chết không cam tâm, vốn là tuyệt đối nghiền ép một trận chiến, thua rối tinh rối mù, vốn là một hồi nghịch thiên tạo hóa, đến, càng là bị diệt ách nạn. Trước khi chết một cái chớp mắt, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, hắn đời trước không phải tu quá nhiều phúc phận, mà là tạo quá nhiều oan nghiệt. Bằng không thì cũng không có báo ứng này. Ông, chia xong chiến lợi phẩm, Triệu Bân mới thả ra bát cực thần kiếm, bởi vì chủ nhân bỏ mình, tám thanh kiếm đã là ỉu xìu không kéo mấy. Có thể vượt qua không gian, binh khí tốt, đại bàng xoa xoa tay, lại đặt cái kia ha ha cười không ngừng, hai mắt bóng loáng. Đâu chỉ hắn, Triệu Bân cũng tặc hiếm có cái này vật. Lúc trước, áo mãng bào lão giả đứng cái kia không động, vẻn vẹn lấy hồn ngự kiếm.
liền truy hai người bọn họ đầy trời đẫm máu, có thể vượt qua không gian, mỗi một kiếm đều có thể xưng thuấn thân tuyệt sát, cái này có thể so sánh bí pháp dễ dùng nhiều. Phân. Hai người không khách khí, một người cầm bốn thanh kiếm. Không gian pháp khí đi, bọn hắn tìm khắp tưởng nhớ lấy, có thể hay không đem bát cực thần kiếm năng lực, chuyển rời đến trên binh khí của bọn hắn, như thế, cùng người khô trận chiến nhất định mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc, hai người cũng không biết tái giá chi pháp. Nghiên cứu hơn nửa đêm, cũng chưa thấy nguyên cớ. Nói câu dễ nghe, ta dạy cho ngươi. Trong mộng mây khói, một tay nâng gương mặt, đối với Triệu Bân chớp chớp mắt. Nửa ngày không thấy, ngươi thế nào lại đẹp lên? Triệu Bân có phần thượng đạo, chứng chạc đàng hoàng mà nói, đó là há mồm liền ra. Lời này nghe thoải mái. Mây khói không keo kiệt, cho Triệu Bân truyền bí thuật. Đó là tái giá chi pháp, chính là mộng tiên tự nghĩ ra bí tông, đủ có thể đem bát cực kiếm năng lực, chuyển đến trên những binh khí khác, không được hoàn mỹ chính là, chỉ có thể tái giá một lần. Triệu Bân đọc chi, con mắt rực rỡ sinh huy. Mộng tiên chính xác kỳ nữ, thủ đoạn chính xác không tầm thường. Nếu ta phụ hoàng ở đây, nhất định có phương pháp. Đại bàng ngồi xổm trên mặt đất, còn đặt cái kia gãi đầu xoắn suýt như thế nào tái giá năng lực, so sánh cái này không ra thế nào dễ nhìn bát cực kiếm, chính mình binh khí dùng đến mới tiện tay. Triệu Bân không keo kiệt, đem mây khói truyền cho hắn tái giá chi pháp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho hàng này thác ấn một phần. Đại bàng nhìn chi, nhìn Triệu Bân ánh mắt cũng thay đổi, này hàng bản sự không nhỏ a. Lại vẫn thông hiểu như vậy mơ hồ chi thuật. Nhìn qua, hắn cái kia vui vẻ ra mặt. Quên cổ thành Triệu Bân, hình như là cái phúc tướng. Đi. Triệu Bân sử dụng vực môn, thẳng đến phương Bắc. Xa một xu, nó không đi. Xe có dầu, nó chạy rất nhanh. Bán bảo bối tiếp cận tiền, cộng thêm ăn cướp một tôn chuẩn tiên vương, đạt được tiên thạch, đầy đủ bọn hắn tiêu xài rất lâu. Trong thông đạo, hai người đỉnh đầu đầu ngồi xếp bằng. Tính tâm nghiên cứu tái giá chi pháp, ngộ tính siêu cao như Triệu Bân, đã ở lấy tay thao tác. Phương pháp này cũng không khó, đơn giản tốn thời gian. Trừ này, còn cần đối không gian có một chút cảm ngộ. Hắn thông hiểu thuấn thân, phương pháp này chính là không gian loại bí pháp, miễn cưỡng có thể đụng lên cảm ngộ, đơn giản vấn đề thời gian. Xem đi, lão đại vẫn là hiểu rõ ta nhất. Long Uyên rất đắc ý, treo ở giữa không trung ong ong thẳng run. Nó chính là chủ nhân bản mệnh khí, vượt qua không gian năng lực, tất nhiên là chuyển đến trên người nó, nhiễm lên không gian, phải năng lực này, rất cao lớn còn có không có, dám can đảm cùng nó tự tìm phiền phức, một kiếm chém tới, đó chính là thuấn thân tuyệt sát. Hứ, tiên lôi xem thường, hỗn thiên hỏa cũng có chút khó chịu. Thanh kiếm này liền ưa thích đắc ý, cái nào đều không thể thiếu nó. Răng rắc, bốn chuôi bát cực kiếm tất cả tại vỡ vụn. Tất cả sáp nhập vào Long Uyên kiếm, trong đó tinh túy bao quát vượt qua năng lực, cũng cùng nhau dung nhập, đương nhiên, không thể thiếu tái giá phương pháp thôi động. Thân là luyện khí sư Triệu Bân, chỉnh thành thảo điêu luyện. Đi xem đại bàng, cái kia hàng còn dừng lại ở nghiên cứu giai đoạn, nó ngộ tính không thấp, nhưng cùng Triệu Bân chênh lệch không nhỏ. Nửa tháng lặng yên mà qua, cũng là hao phí tới tận nửa tháng, Triệu Bân mới đưa bát cực kiếm năng lực đặc thù, hoàn toàn chuyển cho hắn Long Uyên. Thử xem. Triệu Bân một bước đi ra vực môn, rơi vào một đỉnh núi, tâm niệm tùy theo khẽ động, lấy hồn ngự kiếm. Long Uyên ông run lên, như một vệt kim quang bắn ra. Nó có thể vượt qua không gian, đủ 20-30 trượng khoảng cách, nhẹ nhõm xuyên qua, trong nháy mắt chém đứt cách đó không xa ngọn núi nhỏ, bất quá, cùng bát cực kiếm còn kém chút hỏa hầu. Đây là tái giá tai hại, cũng không phải là không khác biệt phục chế, nếu nhiều tới mấy lần như vậy. Năng lực sẽ vô hạn suy yếu. Tại Triệu Bân mà nói, cái này là đủ rồi. Nếu hắn đối không gian lĩnh hội đầy đủ sâu, hoàn toàn có thể bổ trống chỗ, chứ nói 20-30 trượng, mấy trăm trượng cũng không thành vấn đề. Oanh, phanh, dưới ánh trăng quần sơn, tiếng ầm ầm không dứt. Là Triệu công tử đang luyện kiếm, mới được binh khí vượt qua chi pháp, hắn đùa nghịch cái kia hăng hái, một tòa núi cao dốc đứng ngọn núi nhỏ, bị hắn chém thất linh bát lạc, quên cả trời đất. Đại bàng cũng tại, đó là trơ mắt nhìn. Hắn ngộ tính kém chút ý tứ, luyện khí càng là biết rất ít, tự so bất quá Triệu Bân yêu nghiệt như vậy, thậm chí nửa tháng đều không nghiên cứu ra nguyên cớ, càng chớ nói tái giá. Tới, đem ta cũng chuyển. Đại bàng một tiếng ho khan, đem binh khí lấp tới. Triệu Bân rất tình nguyện hỗ trợ,
chuyện này xe nhẹ đường quen. Vực môn lại trống ra. Hai người cùng nhau bước vào. Chiếu tốc độ như vậy, cần dăm ba tháng mới có thể đến Bắc Hoang. Đại Bàng mở ra địa đồ, cầm kính lúc xem đi xem lại, chỉ mong nửa đường đừng có lại xảy ra sự cố. Triệu Bân không đáp lời, tận tụy giúp Đại Bàng tái giá, đường đi còn rất xa xôi, còn phải chuẩn bị một chút vòng vèo. Ân, hắn đang rèn luyện binh khí lúc, chợt cảm thấy sau lưng một hồi gió mát, đi xem Đại Bàng, thì đứng thẳng lôi kéo đầu chim không có cảm giác gì. Thôi diễn, Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ. Tuyệt sẽ không cảm giác sai, âm thầm có người nhìn lén hắn. Theo hắn ngờ tới, đối phương hơn phân nửa là Diễn Thiên một mạch người. Không suy nghĩ nhiều, hắn lúc này vận chuyển đạo gia thiên cơ thuật. Cùng là suy tính chi pháp, cái này đạo thuật có thể nhiễu loạn diễn hóa. Đạo gia thiên cơ thuật. Lời này truyền lại từ một tòa linh sơn, khoảng cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Lại nhìn kẻ nói chuyện, chính là Diễn Thiên lão đạo. Lúc trước, hắn bị Giao Nguyệt cung át chủ bài nửa tàn phế, đến hôm nay mới khôi phục tới, chuyện thứ nhất chính là làm thôi diễn. Không nghĩ, đối phương cũng thông thôi diễn chi pháp. Nếu đã đoán đúng, cái kia nên đạo gia thiên cơ thuật. Làm sao có thể? Diễn Thiên lão đạo nhíu mày, ánh mắt sáng tối chập chờn. Hắn hiểu rất rõ đạo gia, bí thuật chưa từng truyền ra ngoài, đặc biệt là đạo gia thiên cơ thuật, đạo gia đệ tử đều chưa hẳn thông hiểu, càng chớ nói ngoại nhân, như thế nào bị Đại La Thánh chủ được đi. Vẫn là nói, tiểu tử kia vào đạo gia. Coi là thật như thế, vậy thì khó giải quyết, đạo gia thần bí cường đại, cũng không phải Đại La Tiên Tông có thể đánh đồng. Đồng dạng đang làm thôi diễn, còn có đạo tiên. Đem Đại La Thánh chủ cả không còn, hắn phải tìm a. Luận chiến lực, Diễn Thiên lão đường xa không bằng hắn. Nhưng luận thôi diễn, hắn cùng với cái kia thiếu hoặc mất hàng hóa chút ý tứ. Dù sao, Diễn Thiên là chuyên tu thôi diễn, còn hắn thì kiêm tu, từ xưa thuật nghiệp hữu chuyên công, chính là đạo lý như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới thôi diễn không đến Triệu Bân. Thôi diễn không đến là được rồi, Triệu Bân người mang luân hồi cùng tạo hóa, Diễn Thiên lão đạo tìm hắn đều tốn sức, càng chớ nói đạo tiên. Hảo bí pháp. Triệu Bân cười thầm trong lòng, từ vận chuyển đạo ra thiên cơ thuật, lạnh siêu siêu cảm giác, đã tức thì không thấy. Phanh. Hắn thoại phương rơi, liền nghe một tiếng ầm ầm. Vực môn thông đạo có phần bất ổn, cũng đi theo một hồi lắc lư, cũng không phải là vực môn xảy ra vấn đề, là ngoại giới sức mạnh quấy nhiễu. Không đợi hai người phản ứng, thì thấy thông đạo sụp đổ. Biến cố tới quá đột ngột, nhìn địa đồ Đại Bàng cùng còn tại rèn binh Triệu Bân, đều tất cả từ khe hở ngã ra ngoài. Vừa mới đi ra, liền cảm giác một cỗ lực lượng hủy diệt. Mà vang vọng bên tai, nhưng là đinh tai nhức óc lôi minh. Oanh, phanh. Hai người một trước một sau, nhập vào một tòa cổ thành. Đây là một tòa phàm nhân cổ thành, ít nhất lấy Triệu Bân cảm giác, không có phát giác đến tu sĩ khí tức, tất cả đều là phàm nhân. Bởi vì bọn hắn nện xuống, không thiếu phòng ốc sụp đổ. Cũng bởi vì bọn hắn nện xuống, không thiếu phàm nhân gặp nạn. Hiểu lầm. Đại Bàng một bước đứng vững, tiên quang hoành phô tứ phương. Những cái này gặp họa phàm giới, đều bị bảo hộ ở tiên quang phía dưới. Thiên kiếp. Triệu Bân cũng tế tiên quang, nhìn nhưng là bên ngoài thành. Có thể gặp một mảnh lôi hải, tàn phá bừa bãi sấm sét nổ đầy trời khung. Khó trách vực môn thông đạo sụp đổ, nguyên là gặp thiên kiếp sư ba, cũng trách bọn hắn vận khí không gì đáng nói, hết lần này tới lần khác đi ngang qua phiến thiên địa này, hết lần này tới lần khác phiến thiên địa này, có người độ kiếp. Nhìn độ kiếp giả, là cái huyết phát xanh năm. Bởi vì lôi điện cách trở, thấy không rõ hắn tôn vinh. Chúng giải. Đại Bàng một tiếng thầm mắng, cũng theo con mắt mong nhìn. Nói chúng thường không xác thực cắt, bọn hắn bị chỉ là dư ba, cũng không tại thiên kiếp trong phạm vi, bằng không nhưng là không phải thông đạo sụp đổ đơn giản như vậy, bọn hắn còn phải gặp xét đánh. Quá hư kiếp. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, nhận được phẩm giai. Trận này thiên kiếp, cũng không là bình thường hùng vĩ. Đó là cái gì? Trời cũng muốn mưa sao? Thượng Thương tức giận. Trong thành phàm nhân, tất cả mờ mịt nhìn lên bầu trời. Vẫn như cũ có già nua người, không biết là cổ hủ vẫn là thành kính, nhiều trước cửa nhà đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu phúc phận. Tại thế nhân mong nhìn xem, lôi hải hướng cái này vừa qua tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hoặc có lẽ là độ kiếp giả tốc độ cực nhanh, đó là hắn kiếp, tất nhiên là như bóng với hình.
Gặp chi, Triệu Bân cùng Đại Bàng tất cả nhíu mày. Cái kia người độ kiếp mục tiêu, hiển nhiên là tòa thành này, mục đích cũng rõ ràng, phải dùng phàm nhân huyết, tế thiên kiếp của hắn. Cái này, là một loại phương pháp tu luyện tà ác. Mỗi có một sinh linh chôn ở kiếp chung, liền có thể thành một tia sát khí. Oanh! Ngắn ngủi một cái chớp mắt, độ kiếp giả buông xuống. Hắn tới, thiên kiếp tử cũng đi theo đến đây. Lớn như vậy một mảnh lôi hải, trong khoảnh khắc che giấu tòa thành này, đầy trời lôi điện như mưa chút xuống, mang theo cuốn diệt thế chi lực. A! À, tiếng kêu thảm thiết nhất thời, vang dội đầy toàn bộ cổ thành. Trong thành tất cả phàm nhân, cái nào đỡ được tu sĩ thiên kiếp, phần lớn là trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trong đó có quá nhiều liền kêu thảm đều không một tiếng, liền biến thành một mảnh xương máu, nhuộm đỏ thiên kiếp lôi, thật tốt một phiến thiên địa, ngừng lại thành huyết sắc, thật tốt một tòa thành, trong nháy mắt thành một tòa địa ngục. Triệu Bân cùng Đại Bàng ngược lại là muốn cứu. Làm gì, bọn hắn đều hữu tâm vô lực. Thiên kiếp đã tới, cổ thành đã ở thiên kiếp trong phạm vi, ngay cả tu sĩ đều chưa hẳn đỡ được, càng không nói đến là phàm nhân, bất luận cái gì một tia dư ba, đều đủ bọn hắn chết đến trăm lần. Thật là tươi đẹp máu tươi. Độ kiếp giả u cười, mộc lấy lôi điện, thích ý mút thỏa thích lấy huyết khí, thêm nữa đầu đầy tóc đỏ, rất giống một tôn ma đầu. Bởi vì ở trong thành, Triệu Bân bọn hắn đồng dạng gặp sét đánh. Triệu Bân còn tốt, da dày thịt béo, đến nỗi Đại Bàng đi. Sợ là không thể gặp thiên kiếp lôi điện, lại bị bức ra bản thể. Ân, mắt thấy trong thành còn có người, độ kiếp giả không khỏi trách mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một con chim lớn, toàn thân đều vàng óng ánh. Chim Đại Bàng. Độ kiếp giả ánh mắt lóe sáng, có chút ngoài ý muốn. Như thế một tòa phàm nhân cổ thành, thế nào có một con kim sĩ Đại Bàng? Tạo hóa a. Độ kiếp giả một lời u cười, một tay từ thiên dò xét. Bởi vì là hắn kiếp, hắn một trưởng này công phạt tự có lôi điện trợ uy, ngửa mặt lên trời nhìn lại, đó chính là một tia chớp đại thủ. Ngô! Đại Bàng kêu đau một tiếng, bị đè một hồi lảo đảo. Trừ này chính là lôi điện, độ kiếp giả không phải bình thường người, thiên kiếp tử cũng không phải bình thường kiếp, cái kia từng đạo sấm sét bổ trên thân, vẫn là rất đau, đánh hắn thể phách tươi huyết lâm ly. Phá! Triệu Bân một tiếng lạnh quát, một quyền oanh diệt lôi đình trưởng ấn, kèm thêm độ kiếp giả, cũng bị chấn một bước lui lại. Ai nha! Độ kiếp giả đầy mắt kinh ngạc, cho là chim Đại Bàng đã đủ có thể chịu, không nghĩ, còn có một cái rất biết đánh nhau. Quát con, điều ra hôm nay nộ khí rất lớn. Đại Bàng một tiếng gào to, cứng rắn chống đỡ lấy lôi kiếp giết tới hư thiên. Triệu Bân cũng không chậm, nghênh thiên mà lên. Thật thú vị! Mắt thấy Triệu Bân cùng Đại Bàng giết đi lên, độ kiếp giả con mắt tránh kinh mang. Đây chính là hắn quá hư kiếp, kinh khủng cỡ nào, hai người kia có thể ngạnh kháng, không chỉ có thể ngạnh kháng, lại vẫn như vậy hoạt bính loạn, có ý gì, đây là muốn treo lên thiên kiếp trừng trị hắn sao? Dùng các ngươi tế thiên kiếp, nên cái lựa chọn tốt. Độ kiếp giả khóe miệng hơi vểnh, tùy theo huy kiếm chỉ phía xa phía dưới. Ngừng lại, tiếng sấm nhiều kiếm ngân vang. Đó là vạn đạo kiếm mang, từ thiên xuống. Bởi vì có thiên kiếp lôi ra chỉ uy lực, mỗi đạo kiếm mang cũng như vô kiên bất tồi thần kiếm. Phá! Đại Bàng dương cánh, vét sạch một mảnh gió lốc. Từ thiên tướng kiếm mang, đều bị quấy diệt thành cho. Cùng một trong nháy mắt, Triệu Bân ngạnh kháng lôi đình mà lên. Đến nước này, hắn mới nhìn rõ đối phương tôn vinh, tóc dài tinh hồng như máu, con mắt thì nhuộm đầy bạo ngược chi quang, còn có kỳ quái dị tượng diễn hóa trong đó. Trừ này, chính là mi tâm khắc lấy một đạo quỷ quyệt bí văn. Liêu Dương, mây khói đột nhiên một lời. Liêu Dương, Triệu Bân nghe xong lông mày trao lên. Danh tự này hắn không xa lạ gì, từng tại trên thiên tự bối tiên bảng gặp qua, sắp xếp thứ 89, chính là khô diệt thánh địa đệ nhất chân truyền, cùng bối phận bên trong, chiến lực của hắn tại tông nội cũng gần bằng với khô diệt thánh tử. Hắn rất kỳ quái. Vì đi kỳ quái đâu? Chỉ vì hàng này tu vi. Cùng tiên bảng ghi lại rất có xuất nhập. Đã tự phong nhiều năm, hậu tích bạc phát, mây khói nói. Nàng thoại phương rơi, thì thấy một đầu lôi long hướng Triệu Bân gào thét mà đến. Đó là Liêu Dương công phạt, cũng như lúc trước nhất kích, có thiên phạt trợ uy. Triệu công tử cường thế bá đạo, một quyền oanh diệt lôi long. Có lẽ là hắn quyền uy thái bá liệt, Liêu Dương lại bị đẩy lui nửa bước. Đúng lúc gặp thiên kiếp lôi điện đánh xuống, chém hắn thể phách ra chóc thịt bong. Ông!
Không đợi hắn đứng vững thân hình, thì thấy một vệt kim quang xông tới mặt. Đó là Long Uyên kiếm, bị Triệu Bân lấy hồn ngự động, lại đã vượt qua không gian. Liêu Dương trở tay không kịp, tại chỗ bị mệnh chung. Nhưng, thân là Khô Diệt đệ nhất chân truyền hắn, cũng không phải là chỉ là hư danh. Người trong cơ thể hắn có đạo âm vang vọng, khác thường quang nở rộ, trong nháy mắt tháo xuống Long Uyên kiếm uy. Triệu Bân hai mắt híp lại, hiểu rõ manh mối. Rất rõ ràng, tên kia thể nội cất giấu một tông bí bảo. Nho nhỏ động hư, chính xác để ta ngoài ý muốn. Liêu Dương giận quá thành cười, cuồn cuộn huyết sát mãnh liệt. Cái kia không là bình thường huyết sát, mỗi một sợi đều có lôi tức quanh quẩn. Ai bảo hắn là độ kiếp giả đâu, thiên kiếp thời khắc đều đang cho hắn trợ uy. Thôn tính tiêu diệt, nhưng ngửi Liêu Dương một tiếng quát, huyết sát hải dương bao phủ thiên kiếp lôi đình. Triệu Bân lười nhác nói nhảm, chín đạo chu tiên quyết hợp nhất, cưỡng ép bổ diệt huyết sát. Đại bàng giết đi lên, há miệng nôn một cái kim đao, hướng Liêu Dương đầu người chém tới. Công phạt như thế, thương ta. Liêu Dương nhìn cũng không nhìn, lật tay một chưởng đánh nát kim đao. Hắn có tư sản phách lối, có thể lên hồng hoang tiên bảng, há lại là nhân vật bình thường. Có thể nói như vậy, đại bàng cùng Triệu Bân năng chảm chuẩn tiên vương, hắn đồng dạng làm được, đây cũng là yêu nghiệt, đặc biệt là tiên bảng nổi danh yêu nghiệt, tùy tiện sách ra một cái đều có vượt cấp đánh nhau nội tình. Ngô! Đại bàng kêu đau một tiếng, gảy một cái cánh. Bản thân hắn là không kém, đặc biệt là huyết thống. Làm gì linh giới họa loạn ngã vào tiên giới, hắn huyết thống, gặp pháp tắc ma diệt, xuất thân sớm đã bất ổn, này mới khiến nó yêu nghiệt đẳng cấp giảm bớt đi nhiều. Nói trắng ra là, thời khắc này nó khó khăn kháng Liêu Dương quá hư kiếp. Nếu không có trận này thiên kiếp, nó có thể một đường đem hàng này đánh thành cho. Đi vào. Triệu Bân vung tay lên, đem đại bàng thu vào tử phủ. Mà hắn, thì rút kiếm đánh tới Liêu Dương, đại bàng sợ cái thiên kiếp này. Hắn cũng không sợ. Luyện diệt. Liêu Dương một tay bấm niệm pháp quyết, có thể điều khiển thiên kiếp sấm sét. Tàn phá bừa bãi lôi đình, bởi vì hắn mà tụ ra một ngụm lò luyện đan. Triệu Bân vừa mới giết đến, liền đụng vào trong đó. Lô bên trong sấm sét vang dội, liệt diễm mãnh liệt, mang theo cuốn cũng là khô diệt chi lực. Phương pháp này, còn đủ nhìn. Liêu Dương u cười, lại thay đổi ấn quyết. Hắn muốn hỏa táng Triệu Bân. Phải dùng người này tế thiên kiếp. Miễn cưỡng đủ nhìn. Trong lò luyện đan, truyền ra Triệu Bân nhàn nhạt lời nói. Còn chưa dứt lời, thì thấy hắn một quyền đánh xuyên lò luyện đan, hắn thì như một đầu dao long vọt người mà ra, một tay một trưởng từ thiên phủ xuống, đại la trưởng uy, cũng giống như đại sơn cự nhạc rộng rãi bàng bạc. Ngô! Đổi Liêu Dương kêu rên, bị đại la thiên tay đè một hồi lảo đảo. Hắn u cười chi sắc tiêu tán. Hiển lộ càng thêm dữ tợn thần thái. Ngươi chọc giận tới ta. Cùng với hừ lạnh một tiếng, này hàng mi tâm bí văn thành lạc ấn. Hắn áp lực cùng khí chàng, trong nháy mắt kéo lên, thêm nữa lôi điện trợ uy, thêm nữa đứng ở trong biển lôi. Hắn tựa như một tôn lôi thần, một tôn nhiễm ma huyết lôi thần, bạo ngược khuấy động lôi đỉnh càn khôn. Đáng tiếc, không có gì cái chứng dùng. Chờ Triệu Bân giết đi qua, gì lòe lòe cũng là bài trí. Nếu không phải người này có bí bảo thủ hộ, chỉ thuấn thân tuyệt sát liền có thể lấy đầu lâu. Tốc chiến tốc thắng, mây khói nhắc nhở. Liêu Dương không phải bình thường đệ tử, hắn nãi đệ một chân truyền. Như vậy người độ thiên kiếp, Khô Diệt thánh địa không có khả năng không phái người thủ hộ. Cũng chính là nói, bên trong vùng thế giới này rất có thể cất giấu Khô Diệt thánh địa người. Hắn có này giác ngộ, Triệu Bân tử cũng có. Hắn không che giấu, tại chỗ mở tuyệt cảnh. Ngươi, vĩnh hằng huyết mạch. Liêu Dương một tiếng kinh ngạc, đầy mắt khó có thể tin. Khó trách này hàng như vậy kháng đánh, nguyên là nghịch thiên huyết thống. Hắn kinh ngạc ngoài, khó che giấu là phấn khởi, vĩnh hằng huyết mạch a. Sớm đã trên thế gian tuyệt tích, hiếm thấy gặp một cái sống, cho dù bản nguyên không hoàn chỉnh, cũng giống vậy lại là nghịch thiên tạo hóa. Thượng thương chiếu cố cái nào? Liêu Dương cười trương cuồng, ngay cả thiên kiếp đều bạo ngược không thiếu. Đều lời vĩnh hằng chưa từng thua trận, hắn cũng không tin, hôm nay sắc trời đang tốt, hắn sẽ dùng hắn trận này thiên kiếp, tới dập tắt vĩnh hằng thần thoại, chỉ cần diệt kẻ này, hắn chính là khai sáng khơi dòng đệ nhất nhân. Hắn ý tưởng này là rất tốt, tính toán cũng không kém. Nhưng, chờ hắn giết đi qua sau đó, mới phát hiện ý nghĩ chung quy là ý nghĩ. Động hư cảnh vĩnh hằng thể,
có vẻ như so với hắn trong dự liệu càng mạnh hơn, hắn lại bắt không được đối phương. Còn có hắn quá hư kiếp, có vẻ như cũng thành bài trí, càng là bổ bất diệt đối phương thể phách. Ngược lại là hắn, bị chùy một đường đứng không vững. Tại trong thiên kiếp của hắn, hắn càng là bị đánh cái kia. Là vĩnh hằng truyền thừa không thể nghi ngờ. Tứ phương thiên địa đều có động tĩnh, không ít người đang thì thầm nói chuyện. Mây khói đoán một điểm không kém, phiến thiên địa này cất giấu không ít người. Không cần đi xem, liền biết là khô diệt thánh địa cường giả, chỉ có điều chưa từng hiện thân thôi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu không có nhà mình trưởng bối thủ hộ, Liêu Dương cũng không khả năng không kiêng kỵ như vậy. Dương Nhi lại chiến không được vĩnh hằng thể. Tiếng nói lại nghĩ đến, có tối sầm bào lão giả đi ra. Như hắn như vậy, những phương hướng khác cũng đều có bóng người hiển hóa. Thanh nhất sắc khô diệt thánh địa cường giả, lông mi hơi nhíu nhìn bầu trời kiếp, có thể mơ hồ nhìn thấy kiếp trung hình ảnh, đơn đả độc đấu một trận chiến, nhà hắn đệ nhất chân truyền, lại một lần đẫm máu hư không. Bọn hắn cũng chỉ là ở ngoại vi làm quần chúng, không ai dám hướng phía trước góp. Thiên kiếp lục thân bất nhận, yêu nghiệt cấp bậc không đủ, cũng không thể đi lên góp. Bảo vệ tốt tứ phương. Áo bào đen lão giả nhe răng cười, đối với chúng mạnh phát số thi lệnh. Vô luận chim đại bàng vẫn là vĩnh hằng thể, cũng không thể để cho bọn hắn đi. Cái này, lại là hắn khô diệt thánh địa một cái tạo hóa. Oanh! Thái hư cảnh thiên kiếp, thanh thế hùng vĩ. Đáng sợ lôi minh, vang vọng tứ phương thiên địa. A, à, so lôi minh vang dội hơn, là Liêu Dương kêu gào. Hắn bị Triệu Bân chùy có chút thảm, còn thỉnh thoảng bị lôi điện gọi một phen, thậm chí trận đại chiến này, hắn số nhiều thời điểm cũng không đứng vững qua, thể phách lần lượt nổ tung, lại bị thiên kiếp nhiễm huyết. Thật quỷ dị bí bảo. Như lời này, Triệu Bân đã nói không chỉ một lần. Hắn có thể mơ hồ trông thấy, trong cơ thể của Liêu Dương cất giấu một mặt gương đồng. Chính là mặt kia tấm gương, đang bảo vệ Liêu Dương, thay cái kia hàng kháng tổn thương. Nếu không phải như thế, hắn sớm đem hàng này đả diệt. Khô diệt thánh địa đệ nhất chân truyền, quả là trang bị tinh lương. Đó là bảo hộ thiên kính, mây khói nói. Chưa từng nghe qua, Triệu Bân nhẹ nhàng rung đầu. Kính này là từ khô diệt lão tổ tế luyện, khắc đầy thủ hộ chi pháp, đã ở trong cơ thể của Liêu Dương đủ trăm năm, mỗi ngày dùng máu tươi tẩm bổ, đã về làm một thể. Mây khói lại nói, chuyện này nàng môn rõ ràng. Khó trách, Triệu Bân một tiếng thổn thức. Bảo hộ thiên kính phòng ngự mạnh, viễn siêu hắn tưởng tượng. Có kính này bảo hộ, đánh bại Liêu Dương dễ dàng giết hết khó khăn. Chết đi. Liêu Dương tóc tai bù xù mà đến, lại hóa ra lôi đỉnh cự long. Triệu công tử hoàn toàn như trước đây cường thế, đem cự long đạp cái băng diệt. Thiên kiếp lôi điện lại tới, so với trước kia mạnh mẽ hơn nữa. Liêu Dương đẫm máu, bị lôi đình đánh cho cả người bốc khói đen. Triệu Bân cũng đẫm máu, kim sắc thể phách nứt ra. Cái này cũng không có quan trọng muốn, dùng thiên kiếp tồi thân cũng không tệ. Đánh, nện chết hắn. Triệu Bân trong tử phủ, đại bàng trách trách hô hô không xong. Kể từ linh giới ngã vào tiên giới, hắn là bị trùy phát hỏa. Thân là lớn bằng tộc thái tử, nghiễm nhiên đã có điểm mặt không nén giận được. Oanh, phanh. Không cần đại bàng gào to, Triệu công tử cũng là đại triển thần uy. Ở người khác sân nhà, hắn riêng là đem Liêu Dương chùy không gặp người hình. Không ổn a. Khô diệt thánh địa cường giả, lông mi nhíu sâu hơn. Đều không phải là đồ đần, đều nhìn ra được rơi xuống hạ phong chính là ai. Nhíu mày về nhíu mày, nhiều người như vậy sững sờ không một cái dám lên phía trước. Vẫn là câu nói kia, đều sợ gặp sét đánh. Cũng trách Liêu Dương quá kinh diễm. Hắn kiếp người bình thường gánh không được. Cứu ta. Tại chúng mạnh mong nhìn xem, Liêu Dương quay người mở đột. Cũng không thể lại đánh liền bị đánh thành bụi. Cái nào chạy? Triệu Bân lạnh lùng một tiếng, sau này đuổi sát không buông. Thiên kiếp lôi điện đánh cho hăng hái, hắn đánh càng hăng hái. Liêu Dương vừa mở đột không sao, chỉnh khô diệt thánh địa cường giả đều một hồi mắc tiểu, chỉ vì tiểu tử kia, chính là chạy bọn hắn tới, độ kiếp giả đi. Liêu Dương trốn qua tới, thiên kiếp như bóng với hình. Cái này mẹ nó không phải cầu cứu, đây là đang hố bọn hắn cái nào. Chúng cường giả nghĩ cũng không nghĩ, đều tại trước tiên phi thân sau đột. Liêu Dương cũng mặc kệ cái này cái kia, chơi bạc mạng hướng cái này chạy, mong đợi khô diệt thánh địa cường giả làm giúp đỡ, chỉ cần tốc độ bọn họ đầy đủ nhanh,
nhất định có thể đả diệt vĩnh hằng thể, như thế hắn liền phải cứu được. Đừng nói, thật là có một người giết tới phía trước. Là cái tử bào lão giả, chuẩn tiên vương tu vi. Đầu hắn treo bản mệnh khí, vừa bước một bước vào thiên kiếp phạm vi. Thằng nhãi danh, còn không đền tội. Tử bào lão giả hét lớn, chính xác bức cách tràn đầy. Nhưng, mạnh đi nữa bức cách, cũng mạnh không qua thiên kiếp. Hắn chân trước vừa bước vào, chân sau liền gặp sét đánh, có lẽ là yêu nghiệt cấp bậc không đủ, khó khăn kháng thiên kiếp lôi, chỉ trong nháy mắt, liền bị đánh cho huyết cốt bắn bay, cũng chỉ trong nháy mắt, liền không thấy hình người. Gặp chi, bên ngoài chúng mạnh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không vào trong tản bộ là đúng, thiên kiếp lôi điện quá bá đạo. Diệt! Tử bào lão giả phẫn nộ gào thét, cứng rắn chống đỡ lấy thiên kiếp, hôm sau đánh ra một trường. Hắn thấy, hắn cái này đường đường chuẩn tiên vương, một đòn này đầy đủ tồi diệt động hư cảnh. Nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là chọc cười. Triệu Bân một chút cũng không sợ, giết đi lên chính là một quyền. Quyền trưởng va chạm, có sấm chớp mưa bão nổ tung. Nương theo mà đến, chính là một mảnh huyết quang. Là tử bào lão giả đẫm máu, xương bàn tay nổ diệt thành tro. Hắn khó có thể tin, lấy hắn tu vi lại một chiêu bại hoàn toàn. Bại không có gì, nhưng từ thiên mà đến lôi điện, liền để hắn có đủ khó chịu, tựa là hủy diệt sấm sét, cường sách thân thể của hắn, đem nhục thân đánh thành xương máu, liền nguyên thần cũng bị lôi hải bao phủ. Cứu ta! Thê lương tiếng kêu rên, từ kiếp trung vang vọng ra. Tử bào lão giả không dám tiếp tục công phạt, quay người hướng ra ngoài phi đột. Là hắn đánh giá thấp vĩnh hằng thể, tiểu tử kia là thuộc xúc sinh. Tới đều tới rồi, chớ đi thôi. Triệu công tử tặc tự giác, dùng di thiên hoán địa cùng đổi vị trí. Tử bào lão giả vừa chui đến thiên kiếp biên giới, liền lại bị đổi trở về. Oanh! Tàn phá bừa bãi lôi đình, lại một lần bao phủ tử bào lão giả. Lần này, hắn không thể trở ra, tại chỗ hồn phi phách tán. T. Bên ngoài khô diệt thánh địa cường giả, chỉ cảm thấy toàn thân lành lạnh. Đường đường một tôn chuẩn tiên vương, liền như vậy bị đánh trở thành cho bụi. Bọn hắn cũng sợ thiên kiếp, sợ đến không ngừng phi đột. Triệu Bân không nhìn, liền nhìn chằm chằm Liêu Dương chơi bạc mạng truy sát. Từ xa xa nhìn, cái kia vùng trời kiếp lôi hải, tựa như có linh trí đồng dạng, trong hư không tới lui đi dạo. Ai bảo Liêu Dương là độ kiếp giả đâu? Tên kia không thành thật, bay đầy trời đột, thiên kiếp tử đi theo. Cứu ta! Vẫn là tiếng kêu cứu, một lần so một lần thê lương. Liêu Dương chân sợ, chiếu tiếp tục như vậy, tung không bị thiên kiếp đánh chết, cũng sẽ bị vĩnh hằng thể giết hết. Đại chiến hơn trăm hiệp, hắn đã thương đầy đủ thảm, liền bảo hộ thiên kính đều toát ra vết rạn. Đừng sợ, cùng với chiến. Khô diệt thánh địa cường giả tất cả khàn giọng hét lớn. Nói chứng chạc đàng hoàng. Lời này ngụ ý cũng rõ ràng, đánh thì đánh rồi, đừng con mẹ nó quay trở về. Bọn hắn hữu tâm thi cứu, cũng không dám vào lôi kiếp phạm vi. Khi trước tử bào lão giả, chính là huyết lâm xối ví dụ. A, Liêu Dương có chút tuyệt vọng, lại không nửa điểm khoan dung. Chúng mạnh không thi giúp đỡ, nhưng hắn phải liều mạng trốn A. Oanh, ầm ầm, thiên kiếp lôi hải như bóng với hình. Đi đâu cùng cái nào? Thiên địa bởi đó gặp nạn, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Động tĩnh như thế, sao có thể không gây tứ phương? Khoảng cách tương đối gần người, đã chạy tới xem xét. Đánh thật xa, liền nhìn thấy một mảnh di động lôi hải. Ai kiếp? Thế nhân nhiều đứng cao nhìn xa, vô tận thị lực đi xem. Quá nhiều người sắc mặt tái nhợt, bởi vì thiên kiếp rất khủng bố. Liêu Dương. Chờ khoảng cách tới gần. Đám khán giả mới nhìn thấy là ai? Bọn hắn nhìn thấy Liêu Dương, từ cũng nhìn thấy Triệu công tử. Cái này, thế nhân một mặt mộng, độ kiếp Liêu Dương bị đuổi giết. Này ngược lại là mới mẻ, đây chính là khô diệt đệ nhất chân truyền cái nào. Chiến lực như vậy, hẳn là tiên bảng nổi danh. Lão phu không nhìn lầm chứ, tiểu tử kia là động hư cảnh. Lời này vừa nói ra, tứ phương một mảnh xôn xao. Liêu Dương thế nhưng là đánh lên tiên bảng người, bản thân liền có vượt cấp đánh nhau tư bản. Nhưng chính là nhân tài như vậy, lại trong chính mình thiên kiếp bị động hư cảnh truy sát. Nam Hoàng lúc nào ra như thế cái yêu nghiệt. Hắn gương mặt kia, ta tựa như ở đâu gặp qua. Đạo pháp cao thâm hạng người, đều tại cưỡng ép nhìn lén Triệu Bân tôn vinh. Cũng là lão gia hỏa, thật đúng là bị bọn hắn thấy rõ ngũ quan Triệu Bân.
sau đó, không ít người đều xách ra một bức tranh. Trước sau như vậy so sánh đúng, ai? Giống nhau như đúc a. Mẹ nó, Đại La Thánh Chủ, cứu ta. Tiếng sấm cất dấu gào thét, đó là Liêu Dương phát ra từ linh hồn kêu rên. Giết tới phiến thiên địa này, hắn đã ném đi nửa cái mạng, như chó nhà có tang. Trái lại Triệu Bân, thì như một đầu giao long, tại trong lôi đình chi hải tùy ý sôi trào. Biết đến đó là Liêu Dương kiếp, không biết, còn tưởng rằng hắn là độ kiếp giả đâu. Bởi vì vô luận từ chỗ nào nhìn, hắn đều so Liêu Dương nhảy nhót hăng hái, cái kia một đạo tiếp một đạo khô diệt sấm sét, cứ thế đánh không hư nhục thể của hắn, mặc dù có như vậy một hai đạo huyết khe, cũng là trong khoảnh khắc khôi phục. Theo tháng thần mà nói, lúc này mới cái nào đến cái nào a? Luận yêu nghiệt cấp bậc, Liêu Dương cùng Triệu Bân kém xa. May đây là Liêu Dương kiếp, nếu Triệu Bân là độ kiếp giả, giết chết làm sao cần động công phạt, vẻn vẹn thiên phạt lôi điện, đã đủ hắn dọc theo đường đi hoàng tuyền. Đó là Liêu Dương. Thật tốt bao năm không thấy tên kia. Quần chúng càng tụ càng nhiều, đỉnh núi cùng đám mây, đều có bóng người đứng lặng. Tiên bảng yêu nghiệt không phổ biến, càng không nói đến là tiên bảng yêu nghiệt độ quá hư kiếp. Có chút châm chọc là, trận này thiên kiếp nhân vật chính, cứ thế bị một vị khác nhân tài đoạt danh tiếng, ân, cũng chính là Triệu công tử, nhìn quần chúng bên trong từng cái lão gia hỏa, nhìn phần lớn cũng là hắn, Liêu Dương là một nhân tài, cái kia hàng có vẻ như càng nhân tài, lại trong thiên kiếp đánh tơi bời độ kiếp giả. Thật đúng là một mạch vĩnh hằng truyền thừa, tuyệt sẽ không sai. Cái kia tóc vàng trạng thái, hẳn là trong truyền thuyết tuyệt cảnh. Không tại Đại La Tiên Tông đợi, cái kia hàng sao chạy nam hoang tới. Ngoại vi nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc âm thanh rất nhiều, chặt lưỡi âm thanh cũng không thiếu. Đây là một hồi thú vị vở kịch, cũng sẽ là một cái tiêu chí, vô luận Triệu Bân có hay không tâm tư tranh danh lần, hắn hôm nay đều chú định trên bảng nổi danh, sẽ thay thế Liêu Dương tại trên hồng hoang tiên bảng xếp hạng. Né tránh. Không thiếu lão bối tê uống, là nhắc nhở tứ phương quần chúng. Liêu Dương tên kia sợ là bị ép điên, hoảng hốt chạy bừa trốn, đầy trời đầy đất vọt, hơn nữa người kia nhiều liền hướng cái nào góp, hắn tới không sao, thiên kiếp cũng đi theo tới, cũng rất không hài hòa. Đám người kia, chính xác phế vật a. Không thiếu lão bối trách mắt, nhìn chính là khô diệt thánh địa chúng cường giả. Liêu Dương là chứng trạc đàng hoàng trốn, bọn hắn thì đường đường chính chính truy, chờ Liêu Dương hướng bọn hắn cầu cứu lúc, nhưng lại một cái so một cái chạy nhanh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, đây là thiên kiếp, lại không phải bình thường thiên kiếp, sát tiến đi cứu người là cần dũng khí, không để ý sẽ trở thành kiếp phía dưới cho bụi. Đáng chết! Chúng mạnh nghiến răng nghiến lợi, mỗi mặt mo nóng lên. Dù sao người độ kiếp thuộc khô diệt thánh địa, mà bọn hắn những thứ này, cũng là khô diệt thánh địa trưởng lão, không cứu được đệ nhất chân truyền, còn bị đuổi chạy tới chạy lui, quả thực mặt không nén giận được. Nhìn quần chúng cái kia một vài bức cảnh đẹp ý vui thần thái, bọn hắn nghiễm nhiên đã thành chọc cười thằng hề. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Thiên kiếp bên trong, truyền ra Liêu Dương gào thét. Hắn không ra thế nào hô còn tốt, cái này hét to gào ra, Triệu Bân đánh ác hơn. Hắn vốn không muốn sinh thêm sự cố, là Liêu Dương nhất định phải đuổi tới tìm kích động, độ kiếp liền độ kiếp, còn nghĩ dùng hắn cùng đại bàng tế thiên phạt, này liền không nhịn được, nhất thiết phải để cho kỳ trường cái trí nhớ. Bằng không, cái kia hàng kiếp sau hay không trung thực. Chu tiên quyết. Triệu Bân hai ngón khép lại, kim sắc kiếm quang hoành quán cửu thiên. Huyết quang tùy theo nở rộ, Liêu Dương tử phủ bị nhất kích xuyên thủng. Răng rắc. Tiếng vang lanh lãnh như vậy, chỉ hai bọn họ nghe thấy. Là bảo hộ thiên kính nát, bắn nổ mảnh vụn, đem Liêu Dương thân thể, xô ra từng cái lỗ máu. Cái này bí bảo bảo hộ hắn nhiều năm, bây giờ, lại trở thành phản vệ hắn hung khí. Vốn là, bảo hộ thiên kính không có dễ dàng như vậy bể, chỉ vì hắn tại thiên kiếp phía dưới, hắn phần lớn thời gian, đều tại bảo hộ thiên kính kháng tổn thương, dần già, không phải liền bị đánh nát. Đến nỗi Triệu Bân công phạt, đơn giản là thêm một mồi lửa thôi. Cái này đều không trọng yếu là Liêu Dương không còn hộ thể pháp bảo. Hắn sợ, trong mắt nhiều sợ hãi sắc, không còn bảo hộ thiên kính, chính là không còn thủ đoạn bảo mệnh, chớ nói vĩnh hằng thể công phạt. Liền với thiên kiếp lôi điện, có lẽ đều có thể muốn mệnh của hắn, không có cách nào, thương quá thảm. Ông! Triệu Bân hai ba bước truy đến, huy kiếm chặt xuống đầu lâu. Tùy theo mà đến thiên kiếp lôi điện, thì bổ diệt thân thể. Độ kiếp giả vô cùng thê thảm, ngắn ngủi một cái chớp mắt chỉ còn dư tàn phá nguyên thần.
liền cái này, hắn còn trốn tâm không thay đổi. Hoặc có lẽ là, hắn còn cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Kết thúc. Triệu Bân một lời cô quạnh, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm ra tay bá đạo. Còn tại chạy trốn Liêu Dương, bị một kiếm đánh cho Nguyên Thần giải thể. Không. Hắn kêu gào âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở. Tung hắn khóc lại đau, cũng vô lực hồi thiên. Hắn chết, chết cực kỳ phiền muộn. Vốn là một hồi niết bàn tạo hóa, kết quả là lại là một hồi bỏ mạng kiếp. Chậc chậc chậc. Mắt thấy hắn táng thân, quá nhiều người thổn thức chặt lưỡi. Khô Diệt Thánh địa đệ nhất chân truyền, tại Nam Hoang cũng coi như nhân vật số một, năm nào thành tựu, ít nhất là đỉnh phong tiên vương, cơ duyên đầy đủ, thành bán thần hoặc phong chức thần minh, cũng không phải không có khả năng. Nhưng chính là như thế một cái hạt giống tốt, càng là tại trong chính mình thiên kiếp, bị giết thân tử đạo tiêu. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào, Đại La Thánh chủ diệt Liêu Dương. Trong đám người, có không ít người lấy ra quyển sổ nhỏ, liếm liếm bút lông, ở trên đó một phen rồng bay phượng múa. Bọn hắn có lẽ chiến lực không tốt, cũng rất tốt đóng vai sử quan nhân vật. Nào có náo nhiệt hướng về cái nào góp, chuyên nhớ kỳ văn dị sự. Ngày hôm nay trận này vở kịch, cũng rất đặc sắc. Cho ta giết. Khô Diệt Thánh địa chúng cường giả hét to, từ tứ phương giết tới đây. Không thể bảo vệ đệ nhất chân truyền, bọn hắn khó khăn từ tội lỗi. Muốn lấy công chuộc tội, cái kia phải mang một ít vật hữu dụng trở về, mà vĩnh hằng thể, mà chim đại bàng, chính là vật kia, lấy đệ nhất chân truyền đổi hai cái này bảo bối, từ chỗ nào tính toán cũng không thường vốn. Ta đột. Triệu Bân rất cơ trí a, tại giết hết Liêu Dương một chớp mắt kia, liền đã quay đầu mở trốn. Đâm đầu vào, thì thấy một cái kim bào lão giả chắn tới, trên đầu lơ lửng một ngụm máu kiếm, lập lòe yêu dị chi quang. Ngươi đi không được. Kim bào lão giả giận dữ mắng mỏ, tế huyết kiếm chém tới. Triệu Bân tốc như kinh hồng, nhẹ nhõm né qua, khi đi ngang qua kim bào lão giả lúc, còn hung hăng đạp đối phương một cước. Đừng nhìn chỉ là một cước, lại đầy đủ lực đạo, đạp kim bào lão giả xương vai vỡ vụn. Nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, Triệu công tử là không ngại đem hàng này, đưa cho Liêu Dương làm bạn. Chuẩn tiên vương không tầm thường, không có hùng hậu nội tình, cùng hổ giấy không khác. Triệu Bân không ham chiến, như thiểm điện xẹt qua thiên tiêu. Âm thầm có người ngăn cản, là từ không gian nhảy ra. Chính là một cái bạch y lão nhân, cũng thuộc về Khô Diệt Thánh địa, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng hiện thân, liền chờ bây giờ đánh lén. Nhưng hắn xem thường Triệu Bân cảm giác lực cùng thiên cơ thuật, sớm đã cảm giác được, sớm đã tính tới nơi đây có người, trước tiên né qua công phạt, trước khi đi còn để lại một đạo phù chú, nổ bạch y lão nhân huyết cốt bay tứ tung. Ngầm không gian không phải hắn một người, còn có một cái thanh niên áo bào đen. Đây cũng là một lão gia hỏa, nên ăn vĩnh bảo thanh xuân đan dược, thế nào nhìn cũng giống như một cái xinh đẹp thư sinh. Chân áp, thanh niên áo bào đen lạnh quát, tế một tôn ngân sắc bảo tháp. Bảo tháp nặng như núi, còn chưa hạ xuống liền áp sập không gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hảo tháp. Triệu Bân trong lòng gọi tốt, ánh mắt lấp lánh nhìn bảo tháp. Tháp này rất bất phàm, trên bảo tháp minh khắc chữ cổ càng bất phàm. Đó là độn giáp chữ thiên, trong tay hắn Long Uyên kiếm đã có cảm ứng. Thuộc về ta. Triệu Bân vọt lên tận trời, nghênh thiên nhất kiếm chặt đi lên. Nhưng ngửi bịch một thanh âm vang lên, bảo tháp bị đánh lộn nhào. Thanh niên áo bào đen gặp phản phệ, lảo đảo một bước có phần chướng tai gai mắt. Đi vào cho ta a. Triệu Bân đem ông chiến bảo tháp, cưỡng ép quăng vào vĩnh hằng giới. Cùng chủ nhân đoạn lạc ấn liên hệ, ngân sắc bảo tháp uy thế chợt hạ xuống. Ông, không đợi nó có sự khác biệt, liền bị nhào lên tiên lôi cường thế cầm xuống. Hỗn thiên hỏa từ cũng không nhàn rỗi, hóa thân thành biển lửa đem bảo tháp chìm vào đáy biển. Phốc, kim sắc huyết quang chợt hiện, Triệu Bân đẫm máu hư không. Khô Diệt chúng mạnh cũng không phải là cũng là giá áo túi cơm, tựa như cái kia áo bảo đen lão giả, hàng thật giá thật tiên vương, mặc dù nội tình kém chút ý tứ, nhưng tu vi cảnh giới đặt tại cái kia, suýt nữa cho Triệu Bân đánh tan đỡ. Hắn vẫn như cũ không ham chiến, kéo lấy tàn tật thân thể, cưỡng ép chui ra khỏi cái kia vùng trời. Khô Diệt chúng mạnh bao phủ sát khí, ở phía sau đuổi sát không buông, cũng không thể để cho hàng này chạy. Oanh, phanh, bình tĩnh không lâu thiên địa, lại làm tới một đường oanh minh. Triệu Bân một đường ngừng lại một đường trốn, chúng mạnh một đường truy một đường đánh, qua chi địa,
đều là bừa bộn không chịu nổi, nhìn cái kia từng tòa núi cao dốc đứng sơn phong, cũng không biết trêu ai ghẹo ai, sụp đổ một tòa lại một tòa. Nhanh nhanh nhanh, đám khán giả cũng là kính nghiệp, phần phật một mảnh toàn bộ đi theo. Trận đầu vở kịch đã kết thúc, trận thứ hai vở kịch mới mở màn. Bọn hắn mặc dù không biết Đại La Thánh Chủ vì cái gì chạy Nam Hoang tản bộ, lại là biết, Khô Diệt Thánh Địa tuyệt sẽ không làm tốt, khổ tâm bồi dưỡng đệ nhất chân truyền bị người diệt, sợ là ngủ đều biết chửi mẹ. Xem kịch giả có, lòng dạ khó lường giả cũng có. Vĩnh Hằng huyết mạch cũng không là bình thường truyền thừa, năm nào hẳn là tuyệt đại ngoan nhân. Như bực này nghịch thiên yêu nghiệt, hoặc là lôi kéo hắn, hoặc là bóp chết trong trứng nước. Hết lần này tới lần khác hôm nay quần chúng rất nhiều, hết lần này tới lần khác quần chúng bên trong, cất giấu không thiếu không ra thế nào giảng võ đức lão già, chuyên làm bóp chết yêu nghiệt hoạt động, nói là bóp chết cũng không xác thực cắt, hẳn là giết người cướp của. Vĩnh Hằng huyết mạch không phổ biến, hiếm có một cái vui sướng. Bọn hắn nếu nói không có một chút ý nghĩ, sao xứng đáng 18 đời tổ tông? Oanh! Phương xa, lại có một tòa núi cao sụp đổ. Đá vụn bắn bay bên trong. Triệu Bân phi thiên độn ra. Khô Diệt chúng mạnh như thuốc cao da chó, trước tiên kéo đi lên, nói nhảm một câu không nói nhiều, bí thuật huyền pháp, phù chú pháp khí, phô thiên cái địa tới, đánh hư vô thương thiên một mảnh sấm sét vang dội. Siêu. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, trốn vào Vĩnh Hằng giới. Hắn động tác trơn tru, trước tiên tế vực môn. Từ Vĩnh Hằng giới ra bên ngoài truyền tống, chuyện này hắn thường làm, cũng là xe nhẹ đường quen, trồng tiên thạch khắc tọa độ. Tất cả trong nháy mắt hoàn thành, không cho đối phương cơ hội phản ứng, tung phát hiện Vĩnh Hằng giới cũng không triệt. Nhanh, phong tứ phương thiên địa. Khô Diệt chúng mạnh kêu gào, tập thể chắp tay trước ngực. Bọn hắn vừa có thể nhận ra Vĩnh Hằng huyết thống, lại sao có thể không biết này một mạch tiên tàng, tựa như cái kia Vĩnh Hằng giới, đó là không gian tùy thân, nhỏ bé như đất cát, Đại La Thánh Chủ như vậy trong nháy mắt hư không tiêu thất, nếu nói không phải trốn vào tiểu thế giới quỷ đều không tin. Bọn hắn sớm tại truy sát lúc liền có giác ngộ. Tìm không được Vĩnh Hằng giới không có chuyện gì, phong cấm phiến thiên địa này liền tốt. Vĩnh Hằng giới có thời hạn vừa đến, không tin ngươi nha không ra. Bọn hắn phản ứng là không chậm, nhưng so sánh Triệu Bân, nhưng vẫn là chậm một tiết chụp, thiên địa vừa mới ông rung động, còn không đợi phong cấm kết giới hiển hóa, thì thấy vực môn thông đạo bắc, cưỡng ép đụng vỡ càn khôn. Đợi bọn hắn phát giác, thì đã trễ. Vực môn đi, quỷ hiểu được truyền đến cái nào. Đồng dạng không kịp phản ứng, còn có những cái này lòng dạ khó lường người, liền đợi đến thừa dịp loạn nhặt đại lậu đâu. Kết quả là càng là như thế cái cục diện, Đại La Thánh Chủ cũng quá cơ trí, chân quá trơn tru. Đáng chết! Lại là một tiếng gầm giận dữ này, Khô Diệt chúng mạnh gào kinh thiên động địa. Nếu này cũng coi là một hồi chiến tranh, vậy cái này một trận chiến, bọn hắn thua rối tinh rối mù, đệ nhất chân truyền bị diệt. Vĩnh Hằng thể cùng chim đại bàng một cái đều không bắt được, như vậy trở về nên như thế nào hướng cấp trên giao phó. Này liền, chạy. Đám khán giả kinh ngạc, một hồi lâu mới phản ứng được. Bọn hắn có vẻ như đánh giá thấp Đại La Thánh Chủ, cũng là trang bị tinh lương A. Từ Vĩnh Hằng giới hướng ra ngoài truyền tống, hắn tòa kia vực môn nên cấp bậc không thấp. Làm sao xử lý, muốn cười. Mắt thấy Khô Diệt chúng mạnh mặt mo xanh xám, không ít người đều sủi tay. Mặt ngoài không có gì, trong lòng lại phá lệ sảng khoái, lại để cho các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, nhìn, gặp báo ưng A. Đệ nhất chân truyền cả không còn A. Nói đến Liêu Dương, trong lòng bọn họ càng là sảng khoái. Món đồ kia cũng không phải hảo điều, gặp độ kiếp tất có sinh linh huyết tế. Như vậy hung tàn hạng người, có cần thiết đi Diêm La Điện đưa tin. Độ thiên kiếp thêm đuổi giết vở kịch, đến nước này mới chính thức kết thúc. Khô Diệt chúng cường giả cùng nhau rời đi, xanh mét khuôn mặt đã thành trắng bệch, lần này trở về sợ là phải gặp chế tài, đem đệ nhất chân truyền làm mất rồi, đây chính là một cái tội lớn A. Khó tránh khỏi sẽ mất mạng. Chạy tới người xem kịch cũng nhao nhao tán đi, nhiều vẫn chưa thỏa mãn. Tàn phá thiên địa trống không không thiếu, chỉ để lại một vùng phế tích. Đêm, vẫn như cũ lờ mờ, nhưng đêm này cũng không bình tĩnh. Liêu Dương độ kiếp một chuyện. Như sinh cánh, rất nhanh truyền khắp tứ phương. Phàm nghe chi giả, vô cùng nhíu mày. Còn có chuyện như thế. Chắc chắn 100%, lão phu ngay tại hiện trường, là nhìn tận mắt Liêu Dương táng diệt. Đại La Thánh Chủ chính xác nhiệu tính, lại treo lên thiên kiếp cường sát Khô Diệt đệ nhất chân truyền. Đến, lại mẹ nó còn để cho hắn chạy.
Đồ Liêu Dương, hắn là tiên bảng nổi danh. Bóng người điểm tập kết, lại vượt qua một đêm không ngủ. Chân chính ngủ không được, là Khô Diệt Thánh Địa, bế quan chúng lão tổ đều nhảy ra ngoài, Lôi Đình tức giận, bồi dưỡng một nhân tài dễ dàng sao? Cứ như vậy cho cả không còn, muốn các ngươi làm ăn gì? Cho ta tìm. Sinh tử bất luận. Một đêm này, Khô Diệt Thánh Địa xuống lệnh truy nã. Nếu không thì thế nào nói là thánh địa, tiền thưởng thật không là bình thường cao, nhìn một chút ẩn thế lão tiên vương nhóm, đều dục dịch, có như vậy không thiếu đã ở suy nghĩ, muốn hay không lội vũng nước đục này. Tiểu tử ngươi, là thế nào đi ra ngoài? Đồng dạng ngủ không được, còn có đạo tiên tên kia. Vì tìm Đại La Thánh Chủ, hắn là mỗi ngày tận tụy thôi diễn, thậm chí còn mời đạo quân hỗ trợ, còn có hắn đạo gia cường giả, cũng phái đi ra không thiếu, đều không tìm được Chí Tôn Thành cái bóng. Kết quả là, cái kia hàng lại Nam Hoang kiếm chuyện. Hắn là thực sự không nghĩ ra, Chí Tôn Thành còn có khác mở miệng. Sư Tôn, ta muốn đi Hồng Hoang lịch luyện một phen. Mưa bụi cung kính thi lễ một cái, xem như tại xin chỉ thị. Đạo tiên nghe lông mày trao lên, có chút chỉnh trọng liếc mắt nhìn Đồ Nhi, thuận tiện còn sờ cầm một cái, nhà đầu này sợ không phải đi lịch luyện, mà là tìm xem người, nếu đoán không sai, người kia họ Triệu. Triệu Bân. Mộc lấy ánh trăng trong ngần, không niệm thiên lại ra Đại La Tiên Tông. Thực sự là thượng thương chiếu cố sao? Vẫn là đã táng diệt sư huynh trên trời có linh, tiểu tử kia lại còn sống sót, lại ra Chí Tôn Thành, Đại La Tiên Tông đã chôn vùi hy vọng, có vẻ như lại lần nữa dấy lên. Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là một tòa đen kịt sơn cốc. Từ vào vực môn, đã đường đường chính chính truyền tống đã vài ngày. Xác định đối phương không có đuổi theo. Hắn mới có thể nhập tòa sơn cốc này vứt bỏ dưỡng, thể phách bên trong vết thương đều không trở ngại, khó chịu là thiên kiếp sát ý, khử diệt rất tốn sức, thời gian lâu dài còn có thể hư hao hắn căn cơ. Ta có một loại cảm giác kỳ quái. Đại Bàng lắc lắc đầu chim. Gì cảm giác? Triệu Bân ực một hớp rượu, tùy theo khoanh chân ngồi xuống. Huyết thống của ta đang thức tỉnh. Đại Bàng ngồi xổm đó. Triệu Bân nghe bên con mắt, nhìn lén một phen sau, thật đúng là như Đại Bàng lời nói. Hắn sờ cầm một cái, tựa như biết nguyên do, hẳn là bởi vì Liêu Dương trận kia kiếp. Ngày đó, Đại Bàng cũng là gặp xét đánh giả, làm không tốt chính là thiên kiếp trợ hắn niết bàn. Đây là một kiện việc vui, kim sĩ Đại Bàng không nên không đầy đủ như vậy. Nếu là huyết mạch chiếu khôi phục như vậy, luôn có một ngày có thể trở về đỉnh phong. Ân, hai người đang nói lúc, đột tuyệt một hồi gió mát. Sau đó, thì thấy sơn cốc ông run lên. Hai người tất cả nhíu mày, trước tiên xoay người nhảy lên. Cũng là tích tắc này, có đáng sợ uy áp tới người. Cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể gặp giữa không trung có đạo tắc tại giống như ngầm hiện, cầm giữ phiến thiên địa này không gian, thân ở sơn cốc bọn hắn, đều bị cấm không thể động đậy, người xuất thủ là bậc đại thần thông. Ai, lăn ra đến, Đại Bàng chỗ thủng liền mắng. Triệu Bân coi như hàm xúc, hai mắt bé nhỏ nhìn lén tứ phương. Cho dù đến thời khắc này, hắn đều không hay biết cảm giác âm thầm có người tiềm ẩn. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tu vi rất cao, ẩn núp thủ đoạn cũng rất huyền ảo, hắn cảm giác lực là không tầm thường, thôi diễn cũng có một chút thành tựu, nhưng nếu siêu việt cực hạn, cũng khó tìm được đối phương dấu vết để lại. Nói đến là đến. Trong bóng tối có bóng người đi ra. Đó là một cái sứt sẹo lão nhân, chống một cái quải trượng, lơ lỏng tóc hoa dâm hiển thị rõ tĩnh mịch khí tức, nhưng hắn không phải người chết, hẳn là thọ nguyên sắp hết. Lão con mắt vẫn đục không thấy nửa điểm ánh mắt. Tiên vương đỉnh phong, Triệu Bân lông mi nhíu chặt. Hắn chưa thấy qua người này, chỉ biết lão gia hỏa này rất mạnh. Mây khói nhìn cũng nhăn mày, cũng xác định chưa thấy qua người này. Cũng hoặc, nàng không kế thừa bản tôn toàn bộ ký ức, cho nên kiến thức không đủ. Tiểu bối, lão phu cuối cùng là đuổi kịp ngươi. Sứt sẹo lão nhân u cười, như một cái xâm nhiên quỷ. Lời này vừa ra, Triệu Bân cùng Đại Bàng đều trong nháy mắt sáng tỏ. Rất rõ ràng. Liêu Dương độ kiếp hôm đó, lão gia hỏa này cũng ở tại chỗ. Triệu Bân rất không minh bạch, người này là như thế nào đuổi kịp bọn hắn. Đây chính là vực môn truyền tống A, cái này mẹ nó cũng có thể theo kịp. Ta không oán không cừu, khóa bọn ta làm gì. Đại Bàng kịch liệt giãy giụa, lại là giãy giụa mà không thoát gò bó. Đây là một câu nói nhảm. Đơn giản là giết người cướp của thôi. Lão phu thọ nguyên sắp hết, muốn mượn hai người các ngươi bản nguyên dùng một chút. Sứt sẹo lão nhân cười rất là âm trầm,
ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng hắn lời nói bên trong ngụ ý, cũng không khác hẳn với tuyên cáo hai người tử vong. Đột! Triệu Bân trong lòng một tiếng lạnh quát, muốn vào vĩnh hằng giới. Làm gì không gian bị giam cầm, không gian tùy thân cũng bị phong tỏa. Thật là tinh thuần khí huyết. Sứt sẹo lão nhân đã đến, thích ý mút thỏa thích lấy sinh linh khí. Vô luận là chim đại bàng vẫn là vĩnh hằng thể, sinh mệnh lực đều dị thường thịnh vượng. Hắn tìm chính là người kiểu này, có thể dùng bọn hắn bản nguyên vì hắn kéo dài tuổi thọ. Đừng trách ra ra, là thế đạo này quá tàn khốc. Sứt sẹo lão nhân duỗi tay, đặt ở hai người bả vai. Hắn phải sống sót, cần dùng máu tươi còn tế điện thọ nguyên. Lão quỷ, người vẫn là như vậy khiến người chán ghét. Không đợi sứt sẹo lão nhân thôn phệ, liền nghe thiên ngoại ung dung một lời. Cái này một lời, nghe trong mộng mây khói theo bản năng ngửa ra con mắt. Là mộng tiên âm thanh, bản tồn tại phiến thiên địa này. Đáng tiếc nàng chỉ là hóa thân, cảm giác không đến bản tôn vị trí. Triệu Bân tiểu tâm can bay nhảy, tựa như cũng nghe ra là ai. Chỉ đại bàng không rõ ràng cho lắm, ngẩng lên cái đầu chim đặt cái kia đầy trời mong nhìn. Nhưng hắn nhìn một vòng, cũng chưa thấy có bóng người ở trên bầu trời tản bộ. Đâu chỉ hắn, liền Triệu Bân thậm chí sứt sẹo lão nhân đều không tìm ra. Là mộng tiên tu vì quá cao, đối với mộng đạo lĩnh hội cũng quá thâm ảo. Tu mộng chi đạo người nếu muốn ẩn núp, người bình thường là không tìm được. Ai, lăn ra đến. Vừa mới đại bàng nói lời, sứt sẹo lão nhân cũng ôm một lần. Liền hắn đều tìm không ra dấu vết, có thể thấy được đối phương đạo hạnh cao bao nhiêu. Mộng tiên cuối cùng là hiện thân, như trong mộng tới tiên tử, tắm ảm đạm nguyệt quang, giữa không trung phía trên, chậm chậm điêu khắc ra chân thân, cho dù là chân thân, cũng mang mộng chi ý cảnh, như thật như ảo. Ngươi, mộng tiên, sứt sẹo lão nhân vô ý thức lui một bước. Không khó nhìn thấy, hắn trong mắt rất nhiều kiêng kỵ, tựa như biết mộng tiên đáng sợ. Này nương môn nhi từng vì đạo gia người, cũng không dùng đạo gia huyền pháp, mộng đạo xuất thần nhập hóa. Hai người này, bản tôn ta muốn, mộng tiên thản nhiên nói. Tiên hữu, cái này không hợp quy củ, sứt sẹo lão nhân lạnh lùng một tiếng. Quy củ, nói là cho người ta nghe. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng lão phu sợ ngươi. Như thế, người ta liền coi như tính toán năm đó sổ sách. Mộng tiên biến mất, lại hiện thân nữa đã là trong sơn cốc. Ngón tay ngọc nhỏ dài nhuộm mộng nguyệt quang, không nhìn không gian cách trở, điểm hướng sứt sẹo lão nhân mi tâm. Sứt sẹo lão nhân chợt biến sắc, vội vàng hoảng phi thân sau đột. Nhưng mộng tiên nhất chỉ quỷ dị, càng là cách hư vô chúng đích. Đây là một loại mộng đạo đại pháp, ngộ đến cực hạn có thể không xem không gian. Phốc! Sứt sẹo lão nhân tại chỗ đẫm máu, mi tâm bị đâm ra một cái lỗ ngón tay. Nhục thân vết thương không đáng sợ. Đáng sợ là nguyên thần cũng bị xuyên thủng. Ừng ực, đại bàng mãnh liệt nuốt nước miếng, này nương môn nhi mạnh không thiết thực a. Còn có, người này nhìn xem thật quen mắt a, cùng Triệu Bân tại Thiên Tông sư phó, sinh chính là có chút giống nhau, không đúng, không phải giống nhau, đó chính là giống nhau như đúc, khó tránh khỏi nàng là mây khói bản tôn. A, ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại là một tiếng hét thảm. Vẫn là sứt sẹo lão nhân đẫm máu. Thân thể nổ thành xương máu. Sau đó chính là nguyên thần, được mộng đạo chi quang, từng khúc hóa diệt. Lần này, liền Triệu công tử cũng không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng. Lúc này mới mấy ngày không thấy, mộng tiên lại biến khủng bố như vậy. Đó là một tôn đỉnh phong tiên vương A, cho dù thọ nguyên sắp hết, nhưng ít ra còn có tám thành chiến lực, như thế một tôn cường giả, càng là bị diệt gọn gàng mà linh hoạt, từ đầu tới đuôi cũng không đi ra một chiêu. Sứt sẹo lão nhân hóa diệt thành cho, chết gọi là cái một mặt mộng bức. Hắn cho là kế hoạch chu toàn, không nghĩ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hắn cũng chết hoài nghi nhân sinh, cũng là đỉnh phong tiên vương, lại bại thảm như vậy. Mộng tiên quay người, nhập mộng buông xuống tại Triệu Bân trước người. Triệu công tử một hồi mắc tiểu, thật mẹ nó oan ra ngõ hẹp a. Mặc thiên ban chỉ nhưng tại ngươi cái này. Mộng tiên nhìn thẳng Triệu Bân, thần sắc không buồn không vui. Nhưng chính là tư thái như vậy, để cho mây khói đều lộ vẻ sợ hãi. Không có ở. Triệu Bân một tiếng ho khan, nói cũng là nói thật. Đại La Tiên Tông thánh vật đi, sớm đã cho không niệm thiên. Hắn không hiểu rõ, mộng tiên muốn Đại La Tiên Tông thánh vật làm gì. Hắn không biết, mây khói cũng không biết.
vẫn là câu nói kia, bản tôn ký ức nàng cũng không phải là toàn bộ có. Tựa như vừa mới cái kia sứt sẹo lão nhân, nàng liền không có chút nào ấn tượng. Thì ra hai người nhận biết a. Đại bàng cười ha ha, thuận tiện thở dài một hơi. Lúc này hắn đã cơ bản xác định, mây khói chính là mộng tiên hóa thân. Vừa có cái tầng quan hệ này, mộng tiên hẳn sẽ không tổn thương người hai. Mộng tiên không nói, phất tay áo đem Triệu Bân cùng đại bàng thu vào tử phủ, nàng đến nhanh đi càng nhanh, đều không mang theo bước lên trời, vèo một tiếng liền không có, đây cũng là mộng chi đạo, đoạt thiên tạo hóa. Mộng tiên tử phủ. Triệu Bân cất tay đi qua đi lại, như cái nhàn tản du khách, đi một đường nhìn một đường. Nếu không thì thế nào nói là tu mộng chi đạo kỳ nữ, nàng tử phủ, giống như một giấc mơ, chứng kiến hết thảy, tất cả mây mù nhiễu, giống như là đang nằm mơ, không nhìn thấy nửa chút thứ chân thật. Sắc mặt hắn không đẹp mắt như vậy, bị mộng tiên nắm, hạ chàng sợ là sẽ không quá tốt. Lúng túng chính là, hắn bị khắc gắt gao, hắn cái gọi là bí thuật huyền pháp, ở mảnh này mộng ảo thế giới, toàn bộ đều thành bài trí, giống như là bị vây ở một cái trong mộng, không cách nào tự kiềm chế. So sánh Triệu Bân, không có tim không có phổi đại bàng, lại không có chút nào lo nghĩ. Con chim này có thể hăng hái, vỗ vội cánh, tại tử phủ bên trong trở về bay tán loạn. Cũng đúng, hắn không biết Triệu Bân cùng mộng tiên chi ân oán, từ cũng không biết chuyến này hung hiểm, không những không biết, còn cười ha hả tìm mộng tiên nói chuyện phiếm, đến, cũng chưa thấy mộng tiên đáp lại một tiếng. Nàng giống như không chào đón ta, lớn, bằng một tiếng ho khan, rơi vào Triệu Bân bên cạnh thân. Nó cái này lại nhảy một đường, mộng tiên căn bản không để ý hắn, chỉnh thật mất mặt. Nàng, cũng không chào đón ta. Triệu Bân hít sâu một hơi, thuận tiện, còn cho hàng này truyền một đoạn thần thức. Trong thần thức bao hàm hắn cùng với mộng tiên nhân nhân quả quả, đơn giản trần thuật một lần. Thật sao, đại bàng lại không nhảy nhót, biến con cừu nhỏ còn dịu dàng ngoan ngoãn. Vốn cho rằng là cái bạn cũ, ai có thể nghĩ, lại mẹ nó là một cái hố. Bản tôn, trong mộng mây khói, một tiếng khẽ nói. Nàng trong đôi mắt đẹp cất giấu sợ hãi, cũng đầy áp chờ mong. Ta, không giết hắn. Trầm mặc một đường mộng tiên, cuối cùng là nhẹ môi hé mở. Mặc dù có lời này, mây khói tâm vẫn như cũ treo lấy. Không giết ngụ ý có rất nhiều loại, nàng không xác định mộng tiên bày cho Triệu Bân chính là con đường nào. Mộc lấy ánh trăng trong ngần, mộng tiên vào một mảnh biển cả. Biển cả bao la vô biên, có lượn quanh mây mù rong chơi trong đó. Trong biển có dấu một hòn đảo nhỏ, như không tồn tại ở thế gian ở giữa, như thật như ảo. Chờ vào hòn đảo, mộng tiên đang thả ra Triệu Bân cùng đại bàng. Nhưng, cũng vẻn vẹn thả ra, vô luận là Triệu Bân vẫn là đại bàng, đều bị mộng chi pháp tắc khóa lại, không cách nào ngự không, không cách nào độn địa, không cách nào thi triển bí thuật, không cách nào điều động tiên lực, cùng một phàm nhân không khác. Triệu Bân len lén nhìn mộng tiên, lúc này mới vòng nhìn tứ phương. Đảo này cùng mộng tiên tử phủ giống nhau, tựa như một mảnh mộng cảnh. Đây là mộng chi đảo, mộng tiên tu luyện thiên địa. Triệu Bân từ không nhận ra, nhưng trong mộng mây khói, lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là một mảnh tiên gia tỉnh thổ, rời xa thế tục, cũng chưa có người có thể tìm tới ở đây, cho dù là tìm đến, cũng chưa chắc có thể đi vào, bởi vì toàn bộ biển cả, toàn bộ mộng chi đảo, đều bị mộng cảnh lồng mộ. Trong trí nhớ nàng, bản tôn chưa từng mang ngoại nhân tới đây, Triệu Bân cùng đại bàng nên thứ nhất. Nàng không biết bản tôn muốn làm gì, hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt, khó tránh khỏi sẽ tước đoạt Triệu Bân cùng đại bàng huyết mạch, cũng có thể là bắt bọn hắn luyện đan, tóm lại, một loại dự cảm bất tường rất mãnh liệt. Tiền bối, có chuyện thật tốt nói. Đại bàng lại cười ha ha, cảm thấy mắc tiểu. Triệu Bân chi tâm cảnh, cũng không tốt gì, cái hố này có chút lớn. Mộng tiên không nói, mại động liên bộ. Triệu Bân cùng đại bàng ngược lại là muốn chạy, làm gì mộng chi pháp tắc khóa lại, bị cưỡng ép khu động, một đường đi theo mộng tiên, tôn này nữ tiên vương bình tĩnh, để cho bọn hắn rất cảm thấy kiềm chế, tựa như trong lòng đè ép một tòa núi lớn. Nàng so với trước kia mạnh hơn. Cái này, là Triệu Bân cùng mây khói đối với mộng tiên phân tích. Nàng mộng chi đạo càng thâm ảo hơn, đã để người nhìn không thấu. Trong đảo chỗ sâu, cất giấu một tòa tế đàn. Trên tế đàn, nằm một cái tiểu hoa nhi, ước chừng 2-3 tuổi, mập mạp. Hắn đang say giấc nồng, chuẩn xác hơn nói, là bị phong ấn, quanh thân tất cả mộng đạo pháp tắc. Triệu Bân gặp chi, lông mày trao lên. Mây khói gặp chi,
cũng không khỏi sững sờ. Cái này ai làm a? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Không biết, Mây Khói khẽ gật đầu, nàng ký ức không trọn vẹn, cũng không phải là gì đều biết, tựa như tiểu oa này, nàng liền không một chút ký ức, như vậy bị phong tại Mộng Chi Đảo, nên cùng bản tôn quan hệ không ít. Không phải là Mộng Tiên em bé a? Triệu Bân tính thăm dò đạo. Mây Khói cho không ra đáp án, nhưng cái suy đoán này cũng không phải không có khả năng. Hai người lúc nói chuyện, Mộng Tiên đã nhẹ phẩy tay áo, giải tiểu oa nhi phong ấn. Tùy theo, thì thấy bé con toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, Hoàng Triệu Bân cùng đại bàng đầy mắt nổi đom đóm. Trừ này, chính là một cỗ rộng rãi sức mạnh bàng bạc, từ nhỏ em bé thể nội mãnh liệt tuôn ra. Triệu Bân cùng đại bàng vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị đụng một bước không có đứng vững. Chờ đứng vững, hai người đều lộ kinh hãi. Tiểu gia hỏa này huyết thống, mạnh đến mức không còn gì để nói a. Huyết mạch nghịch thiên như hai bọn họ, lại đều ép không được bản nguyên sao động. Đây là, hồng hoang chi lực, đại bàng cả kinh nói. Triệu Bân dù chưa ngôn ngữ, cũng đã trong lòng hiểu rõ. Rất rõ ràng, tiểu oa này là một mạch hồng hoang chi thể. Bực này huyết thống dị thường cổ lão, so vĩnh hằng thể sớm hơn tuyệt tích, không nghĩ còn có truyền thừa tại thế, cũng không hổ trong truyền thuyết huyết mạch, không hổ trong truyền thuyết sức mạnh, hồng hoang chi lực chính xác bá liệt vô song, đây vẫn chỉ là ấu niên trạng thái, nếu trưởng thành, nhất định là một cái tuyệt đại ngoan nhân. Mẫu thân, tiểu oa nhi tỉnh, nhảy xuống tế đàn, tiếng nói nãi thanh nãi khí. Hắn thiên chân vô tà, bước tập tánh tiểu cước bộ, chạy về phía Mộng Tiên. Nhìn Mộng Tiên, lại không nửa phần thanh lãnh, càng nhiều hơn chính là một vòng từ mẫu ôn nhu. Triệu Bân ánh mắt kỳ quái. Mây Khói ánh mắt cũng kỳ quái. Mẫu thân đều gọi ra, cái này mẹ nó chính là Mộng Tiên em bé a. Dễ chói mắt cái nào. Đại bàng một mặt hiếu kỳ. Hiếu kỳ nhìn tiểu oa nhi. Trong truyền thuyết hồng hoang chi thể, hắn là lần đầu tiên gặp sống. Tiền bối thật không lừa hắn, hồng hoang huyết thống xác thực mạnh làm người run sợ. Kim Bảo Bảo, Triệu Bân sờ cầm một cái, mặc dù không biết tiểu oa này tục danh, nhưng để cho hắn Kim Bảo Bảo, nên không có gì mau bệnh, bởi vì vô luận từ chỗ nào nhìn, tiểu gia hỏa đều 360 độ không góc chết kim quang lóng lánh. Hắn rất hiếu kỳ. Mộng Tiên là cùng cái nào nhân tài dựng dục hồng hoang chi thể. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia nhân tài nhất định là nhất tôn đại thần thông giả. Trên thực tế, tiểu oa nhi này cùng Mộng Tiên, không một chút quan hệ máu mủ. Nàng chưa giải thích, cũng không muốn nhắc đến cái kia đoạn tràn ngập đau thương chuyện cũ trước kia. Triệu Bân tại nhìn tiểu oa nhi, Kim Bảo Bảo cũng tại nhìn hắn. Tiểu gia hỏa mắt to tròn căng, cũng là gương mặt hiếu kỳ. Giúp ta cứu hắn. Ta liền buông tha Mây Khói. Mộng Tiên đột nhiên một lời, là nói cho Triệu Bân nghe. Lời này nghe Triệu Bân không hiểu, thế nào cái ý tứ, tiểu gia hỏa này có tổn thương. Chờ cẩn thận nhìn lên, hắn mới lông mi hơi nhíu. Có tổn thương, tiểu gia hỏa này đích xác có tổn thương, vẫn là một loại đáng sợ đạo thương. Nhìn hắn nguyên thần bên trên, có một đạo vết rách, cho dù Mộng Chi Tiên lực lồng mộ, cũng không cách nào khép lại. Thiên địa không dung. Pháp tắc đạo thương. Đại bàng cũng phát hiện không đúng, nhìn hai mắt híp lại. Từ xưa cường đại huyết mạch trừ khử thế gian, cũng không phải là không có nguyên do, phần lớn là vì sâu xa thăm thẳm quy tắc chỗ không dung, bị cưỡng ép tuyệt tích, bực này ví dụ nhìn mãi quen mắt, tựa như vĩnh hằng một mạch, cũng như hồng hoang một mạch, như bọn hắn những thứ này huyết thống, chờ tu đến nhất định cấp bậc, con đường phía trước cũng là cắt. Mà Kim Bảo Bảo đạo thương, chính là pháp tắc sở trí. Như không người cứu hắn mà nói, hắn tuyệt chiêu bất quá 10 tuổi. Pháp tắc đạo thương. Triệu Bân nhìn xem Kim Bảo Bảo, lẩm bẩm ngữ không chịu nổi. Nhìn thật lâu, hắn mới bất đắc dĩ rung đầu. Liền Mộng Tiên cũng không có thể ra sức, càng không nói đến là hắn. Truyền cho hắn vạn pháp trường sinh quyết, Mộng Tiên một tiếng khẽ nói. Cái gì vạn pháp trường sinh quyết, ta sẽ không, Triệu Bân giả ngu mạo xương sừng sốt. Mộng Tiên không nói. Liền như vậy yên tĩnh nhìn Triệu Bân. Đường đường Đại La Thánh Chủ, nếu không thông hiểu trường sinh quyết quỷ đều không tin. Phương pháp này, không truyền ra ngoài, Triệu Bân nghiêm túc nói. Mộng Tiên vẫn như cũ không nói, lại nhẹ phẩy ống tay áo, bày ra một cái bàn, còn đặt một cái lư hương, ba cây như mộng ảo xạ hương, sau đó giấy lên, trong trong ngoài ngoài, chỉnh càng bày đồ cúng hơn tựa như. Nhưng, đây không phải dâng lễ, là bái sư trang phục.
Đại Bàng nhìn không rõ ràng cho lắm, Triệu Bân lại có chút đã hiểu. Thần nhi, quỳ xuống, Mộng Tiên khẽ nói. Kim Bảo Bảo cái hiểu cái không, nhưng vẫn là quỳ ở Triệu Bân trước mặt. Triệu Bân gặp chi khóe miệng kéo một cái, thì ra Mộng Tiên đặt cái này trở lấy hắn đâu. Trường sinh quyết không truyền ra ngoài, Mộng Tiên đây là muốn để Kim Bảo Bảo bái hắn làm thầy a. Như thế, tiểu gia hỏa này liền coi như Đại La Tiên Tông người. Đã Đại La Tiên Tông người, liền có thể học vạn pháp trường sinh quyết. Gừng càng già càng cay, này nương môn nhì ba bước hai bước cho hắn ngoặt trong hố đi. Từ hôm nay trở đi, người này chính là ngươi sư tôn, ngươi cần tôn kính trưởng bối, không được ly kinh bạn đạo. Mộng Tiên nhẹ môi hé mở, cũng không nói đùa, đem bái sư cấp bậc lễ nghĩa chỉnh có chút chính quy. Kim Bảo Bảo không dành thế sự, vẫn như cũ cái hiểu cái không. Không hiểu không sao, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lớn lên. Mà Mộng Tiên mà nói, cũng biết thành lạc ấn, khắc sâu tại trong linh hồn hắn. Dập đầu, dâng trà. Mộng Tiên lại nói, cái này cũng là bái sư lễ nghi. Kim Bảo Bảo cũng là nhu thuận, thật sự quỳ cái kia ba dập đầu, sau đó, hai tay nhỏ nâng chén trà nhỏ, đưa đến Triệu Bân trước mặt, vẫn là như vậy thuần chân vô tà, một đôi mắt to tìm không được nửa điểm ô chọc. Đại Bàng nhìn thổn thức không thôi, đến thời khắc này mới phản ứng được. Triệu công tử thì hít sâu một hơi, nhưng vẫn là cười tiếp nhận chén trà. Mộng Tiên ngay ở bên cạnh chống lên, hắn không tiếp có thể thực hiện được. Đây là bất đắc dĩ a. Bất quá, nhược Mộng Tiên chân buông tha mây khói, thu một cái hồng hoang chi thể làm đồ nhi, cũng không tệ, tung không niệm thiên ở đây, hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối. Nghịch thiên huyết thống, năm nào hẳn là một phương cự phách, cái này cũng là cho Đại La Tiên Tông lôi kéo nhân tài, vô luận từ chỗ nào tính toán, cũng không thường bản nhi. Làm sư phó, cũng không gì lễ gặp mặt. Đại Bàng cất tay, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa. Hắn tâm cảnh ổn. Mộng Tiên hẳn sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Có, nhất thiết phải có. Triệu Bân một bên suy nghĩ, một bên cầm một bộ bí quyển. Cũng không biết hữu tâm hay là vô tình, bí quyển là thỏa đáng hàng Tết. Mộng Tiên gặp chi, đôi mắt đẹp ngừng lại bốc hỏa. Triệu Bân một tiếng ho khan, trơn tru đổi một khỏa Linh Châu. Tiểu gia hỏa cười rực rỡ, ôm Linh Châu chạy đi Mộng Tiên bên kia. Thật tốt thu. Mộng Tiên sờ lấy cái đầu nhỏ của hắn, cười rất ôn nhu. Không tệ, nàng là sáo lộ Triệu Bân, cũng là bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn tìm không niệm thiên, thế nhưng cô nàng cũng không có vị này dễ nói chuyện. Không có cách nào, ai bảo nàng hai gặp mặt thì làm trận chiến đâu. Đương nhiên, nàng tìm Triệu Bân hỗ trợ, còn có một nguyên nhân khác. Không có thần minh lạc ấn bảo hộ, nàng nếu muốn thu hồi mây khói, dễ như trở bàn tay. Nàng muốn cứu tiểu gia hỏa. Triệu Bân cũng nghĩ cứu mây khói. Cái này có lẽ lại là một cái giao dịch. Bức hiếp cũng tốt. Sáo lộ cũng được. Nàng sơ tâm là cứu người. Tung tu trường sinh quyết, cũng chỉ không hết hắn đạo thương. Triệu Bân chậm chậm nói. Đạo thương chia rất nhiều loại, càng thuộc pháp tắc thương tối thẩm, đó là thiên địa quy tắc một loại không đồng ý, há lại là nhất bộ bí pháp liền có thể nghịch chuyển càn khôn, ít nhất hắn thấy, này thương chỉ không hết. Ngươi cũng quá coi thường trường sinh quyết, Mộng Tiên chậm chậm nói. Nó còn có chỗ khác thường, Triệu Bân tính thăm dò nhìn Mộng Tiên. Nó không đơn thuần là một bộ bí thuật, bản thân nó chính là một loại pháp tắc, một loại độc lập thế ngoại pháp, từ nó khai sáng ngày đó lên, chính là làm trái quy tắc tồn tại. Mộng Tiên lời nói ung dung. Quỷ quái như thế sao? Triệu Bân sờ cầm một cái. Là hắn đối với trường sinh quyết ngộ không đủ sâu, còn chưa chân chính phải tinh túy. Nếu trường sinh quyết thật có thể trừng trị liền nói thương, cái kia không bị ràng buộc thiên liền thái như xoa. Đại La Tiên Tông khai sơn thủy tổ, đến tột cùng cho hậu thế lưu lại một bộ như thế nào bí thuật. Hắn đã là người đồ nhi, người cần tận tâm cứu hắn. Mộng Tiên lại nói, ta truyền cho hắn trường sinh quyết, người sẽ không cầm lấy đi học trộm a. Triệu Bân nhỏ giọng nói, ta từng tại trước mặt trường sinh tiên đã thề, bất học tiên tông chi pháp. Mộng Tiên nhàn nhạt một tiếng. Có chuyện này sao? Triệu Bân vụng trộm hỏi mây khói. Có, mây khói giọng điệu cực chắc chắn, trong đầu cũng có đoạn ký ức này. Đó là một đoạn cổ lão chuyện cũ, ngoại giới chưa có người biết. Nhiều năm như vậy, bản tôn cũng đích xác không có vi phạm lời hứa của nàng. Thân là Mộng Tiên hóa thân, nàng cũng không điều kiện tin tưởng, tựa như đạo gia thần thông, từ bản tôn rời đi đạo gia,
liền lại không dùng lối đi nhỏ ra chi pháp, bản tôn từ bỏ tất cả, đã là chuyên tu mộng chi đạo tâm. Tiền bối, ngươi nhưng phải nói lời giữ lời, Triệu Bân nghiêm trang nói. Xong, hắn mới bổ nửa câu sau, nhận đồ nhi này, ta sẽ cứu hắn. Cứu hồng hoang chi thể, cũng là cứu mây khói, hắn có cần thiết phá ví dụ. Chỉ dựa vào trường sinh quyết còn chưa đủ, còn cần mặc thiên ban chỉ. Mộng tiên chậm rãi nói. Tiên tông thánh vật đến tột cùng còn cất giấu bí mật gì? Triệu Bân tò mò nhìn mộng tiên. Đợi hắn năm, người kế nhiệm tiên tông trưởng giáo chi vị, tự sẽ biết rõ. Mộng tiên không có nói tỉ mỉ. Chỉnh thần thần bí bí. Triệu Bân một tiếng nói thầm, càng ngày càng cảm thấy mặc thiên ban chỉ nhiều càn khôn. Tưởng tượng ngày xưa, bát đại tiên vương đuổi giết hắn cùng không niệm thiên thời, cũng đối tiên tông thánh vật phá lệ ưu ái, thậm chí nhìn so trường sinh quyết càng nặng, bởi vậy có thể thấy được, cái kia ban chỉ định đề cập tới không thiếu bí mật. Tiểu gia hỏa, tới. Triệu Bân câu ngón tay. Kim Bảo Bảo không chút nào mâu thuẫn, tiểu cước bộ tập tễnh vừa đáng yêu. Triệu Bân như nghiên cứu đồ cổ, tại Kim Bảo Bảo trên thân già qua già lại. Khoảng cách tới gần, hắn vĩnh hằng bản nguyên càng lộ vẻ sao động, hắn cái này gà mờ vĩnh hằng thể, tại không sứt mẻ hồng hoang thể diện phía trước, vẫn là hơi kém ý tứ, ít nhất hồng hoang bản nguyên là hoàn chỉnh. Làm sao xử lý, muốn theo hắn bái cái cầm, Triệu Bân trong lòng thầm nhủ. Xong, thì thấy mộng tiên liếc xéo ánh mắt, tựa như có thể đọc người tâm ngữ. Triệu Bân một tiếng gượng cười, là hắn suy nghĩ nhiều. Thành anh em kết bái coi như xong, phóng điểm huyết vẫn là có thể. Hắn không có lại nói nhảm, một tay đặt ở Kim Bảo Bảo cái trán, lấy thần thức cho tiểu gia hỏa quán thâu trường sinh quyết pháp môn, cũng biết như một dấu ấn, khắc vào trong linh hồn, tại não hải vang vọng không dứt. Lại một cái đầu nhi, Triệu Bân lại lẩm bẩm. Tại phàm giới, còn có một cái nhược thủy, gọi hắn đại ca ca cũng gọi hắn sư phó. Tới tiên giới, bị mộng tiên bất đắc dĩ, lại thu một cái đầu nhi. Đã thu, hắn tự sẽ dốc hết toàn lực. Hắn là quý tài người, Kim Bảo Bảo chính là một cái nhân tài. Vạn cổ vô nhất hồng hoang thể, cũng không thể chết hiểu như vậy. Mộng chi đảo đêm, mông lung mê ly. Dưới ánh trăng, Triệu Bân còn tại tận tụy chuyện bí pháp. Kim Bảo Bảo niên kỷ quá nhỏ, trường sinh quyết phải từ từ khắc ấn. Mộng tiên là tại chỗ, tại một bên nhanh chóng mà đứng. Đến nỗi đại bàng đi, cái kia không, đặt trên cây mang theo đâu. Triệu Bân muốn cho Kim Bảo Bảo đổ máu, hắn cũng nghĩ cùng với bái cái cầm. Kết quả là, nó liền bị mộng tiên treo trên cây mát mẻ. Người có phải hay không nên đem mây khói phóng xuất? Triệu Bân đột nhiên một lời. Lúc nào chữa khỏi hắn đạo thương, ta lúc nào thả mây khói? Mộng tiên thản nhiên nói. Lời này, mắng Triệu công tử không còn cách nào khác, bằng vạn pháp trường sinh quyết thiếu xa, còn phải tìm Mặc Thiên Ban chỉ. Vấn đề là, Mặc Thiên Ban chỉ không tại hắn cái này, hơn nữa trong thời gian ngắn còn tìm không được không niệm thiên. Chờ tại trong mộng của ngươi, cũng rất tốt, mây khói khẽ nói nở nụ cười. Nhiều ngày như vậy, nàng sớm thành thói quen, trong mộng không có trần thế ồn ào náo động. Triệu Bân không ngôn ngữ, biết mộng tiên sẽ không như vậy dễ dàng thả mây khói. Hắn tạm thời thu suy nghĩ, tính tâm chuyện bí pháp, cũng là tính tâm nhìn lén hồng hoang thể, tiểu gia hỏa này, thật quá bất phàm, nhỏ yếu thể phách, tự có đạo âm vang vọng, cũng là tiên thiên kèm theo. Chẳng biết lúc nào, mộng tiên mới yên lặng quay người. Đi lên, nàng còn lưu lại phân thân nhìn chằm chằm Triệu Bân. Đúng, phải nhìn chằm chằm hàng này, miễn cho Kim Bảo Bảo bị đổ máu. Mộc lấy nguyệt quang, nàng đi một mảnh khu rừng nhỏ. Trong rừng bày một cái linh vị phía trước còn để một cái lư hương. Mỗi khi gặp trông thấy linh vị bên trên tên lúc, tinh thần của nàng cũng không khỏi hoảng hốt. Đó là nàng cố nhân, cũng là Kim Bảo Bảo phụ thân, bọn hắn vốn là có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ, làm gì một hồi đột nhiên xuất hiện ứng kiếp, hắn vào phàm trần, cưới một người phàm nhân thê tử. Thượng thương chọc ghẹo, một hồi ứng kiếp chính là một cái vĩnh biệt. Cố nhân không có ở đây, nàng sẽ đem con của hắn nuôi dưỡng thành người. Khu rừng nhỏ một bộ tịch mịch, toàn bộ mộng chi đảo đều an lành yên tĩnh. So sánh yên tĩnh của nơi này, ngoại giới lại phá lệ náo nhiệt. Không biết từ chỗ nào một ngày lên, tới Nam Hoang người càng phát nhiều. Triệu Bân, lăn ra đến, cùng ta một trận chiến. Vào Nam Hoang giả, cơ bản đều sẽ nghe quát to một tiếng như vậy. Đây là chiến thư, chính là Khô Diệt thần tử đối với Đại La Thánh chủ hạ chiến thư.
Đệ nhất chân truyền bị người giết diệt, hắn cũng không phải tìm chàng tử trở về đi. Tìm không được Triệu Bân cái bóng, hắn đành phải dùng phương pháp này tìm người, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Vĩnh Hằng là có hay không như vậy tà dị. Cũng nhiều ít ngày, Đại La Thánh Chủ hơn phân nửa đã không tại Nam Hoang. Không biết Đại La Thánh Chủ đối đầu Khô Diệt Thánh Tử, có mấy phần thắng. Nên năm năm nửa nọ nửa kia, dù sao tiểu tử kia mới chỉ động hư cảnh tu vi. Bóng người tụ tập nhiều nghị luận, Vĩnh Hằng thể làm cái động tĩnh lớn, Khô Diệt Thánh Địa làm động tĩnh cũng không nhỏ, phía trước có lệnh truy nã, tiền thưởng không là bình thường cao, bây giờ ngay cả thánh tử đều hạ chiến thư. Quá nhiều người chui vào Nam Hoang. Phần lớn là vui tham gia náo nhiệt xem kịch giả. Quần chúng đều tới, sao có thể thiếu Cửu Gia, tựa như mặt trời lặn thần giáo, Kim Luân Thánh Địa, Bát Cực Thánh Điện. Có thể nói như vậy, từng vây công Đại La Tiên Tông mấy thế lực lớn, cơ bản đều có phái người tới. Trừ này, còn có Diễn Thiên một mạch người. Nói tóm lại, chiến trận không thể bảo là không hùng vĩ. Quần sơn ở giữa, chiến đài đã bày xuống. Trên đài, đứng thẳng một cái thanh niên áo tím, giống như tấm bia to nghiễm nhiên mà đứng. Hắn thể phách cường đại, tóc dài không gió mà bay, sau lưng dị tượng liên tiếp diễn hóa. Hắn chính là Khô Diệt Thánh Tử, tại trong Khô Diệt Thánh Địa Thiên Tự Bối, thuộc hắn tối cường, cũng là tiên bảng nổi danh, luận chiến tích cùng chiến lực, cùng với đối đạo lĩnh hội, đều không phải là Liêu Dương có thể đánh đồng. Nhìn tứ phương đỉnh núi, cơ bản đều đứng thẳng bóng người. Quá nhiều người phong trần phó phó, vì tham gia náo nhiệt quá kính nghiệp. Thật là kỳ quái, sao chả không thấy tiểu tử kia? Nếu là ngươi, sẽ ngốc đến chạy tới nơi này chịu chết. Cũng đúng, hiện trường không biết tới bao nhiêu tiên tông cửu gia. Không thiếu kẻ già đời tụ tập, đem bây giờ cục diện chỉnh rõ rành rành. Không nói khác, chính là Khô Diệt Thánh Địa, âm thầm không biết giấu bao nhiêu cường giả, trong đó không thiếu tiên vương, còn có khác cửu gia, cũng là vừa nắm một bó to, đầu óc nước vào mới chạy cái này tìm kích động. Siêu. Trong tiếng nghị luận, thiên ngoại lại tới một người. Là cái phổ thông thanh niên, nguyên một cái mở lớn chúng khuôn mặt. Đây cũng không phải là người bình thường, là dùng biến thân thuật không niệm thiên, từ Bắc Hoang một đường chạy tới, không tìm được Triệu Bân, lại nghe người chiến thư, lúc này mới chạy tới nhìn qua, cái kia hàng là cái không an phận chủ, làm không tốt thực sẽ ứng chiến, đây chính là một cái hố to, nhảy vào tới nhưng là không ra được. Hắn không dám tới, nhất định là sợ nhà ta thánh tử. Như vậy quyết đoán đều không, lại bị tuyển tố Đại La trưởng giáo. Vĩnh Hằng một mạch uy danh hiển hách, đều bị hắn mất hết. Càng ngày càng nhiều người chạy đến, quần sơn cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Kêu gào không thiếu, phần lớn là Khô Diệt Thánh Địa người, châm chọc khiêu khích liên tiếp, còn có Khô Diệt Thánh Địa thế lực chi nhánh, cũng ồn ào lên theo, không mắng hai cuống họng liền cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái. Lời này, thế nhân cũng chỉ khi nghe nghe. Liêu Dương độ thiên kiếp lúc, bọn hắn là tại chỗ. Đại La Thánh chủ thật không nghĩ tượng bên trong như vậy không chịu nổi, dám treo lên thiên kiếp giết Liêu Dương, há là một người như vậy vật, cho dù tu vi cảnh giới không đáng chú ý, nhưng đối đầu với Khô Diệt Thánh Tử, cũng là thành bại không đếm có biết. A, à, hắt hơi. Mộng chi đảo, Triệu Bân một cái hắt xì đánh bá khí ầm ầm. Cái này hơn nửa đêm, cũng không biết cái nào giúp người mới đang thăm hỏi hắn. Vuốt vuốt cái mũi, hắn nhìn một chút Mộng Tiên phân thân, cũng như hắn kính nghiệp như vậy, cái kia một tấc cũng không rời, cùng tựa như để phòng cướp nhìn xem hắn, chỉnh hắn rất thất vọng, còn tìm tưởng nhớ cho Kim Bảo Bảo đổ máu đâu. Nói đến Kim Bảo Bảo, đã chìm vào mộng đẹp. Tiểu gia hỏa ngủ an tường, khi thì nói mê mẫu thân. Đây là một cái tu luyện hạt giống tốt, đừng nhìn là cái tiểu bất điểm nhi, nhưng cơ thể phách lại dị thường trầm trọng, hắn có lý do tin tưởng. Kim Bảo Bảo một cái nắm tay nhỏ đánh đi ra, có thể đánh sập một tòa núi lớn. Hắn không làm cho người ta đổ máu, lại nhiếp ra một tia hồng hoang chi lực. Này sức mạnh rộng rãi bằng bạc, có thể so sánh huyết mạch chi lực mạnh hơn nhiều lắm. Hồng hoang thời kỳ nhiều đại thần, hồng hoang thể nên vương tầm thường tồn tại. Ân! Hắn nhìn thẳng lúc, chợt thấy chỗ sâu dị sắc dâng lên. Bình thường có cảnh tượng bực này, đều có bất phàm chi vật. Có bảo bối. Đại bàng cũng nhìn thấy, chừng hai mắt chừng chừng mong nhìn. Kia hẳn là một đám lửa, nhuộm mịt mù mộng đạo chi quang. Thật quỷ dị hỏa diễm, Triệu Bân lẩm bẩm ngữ. Đó là mộng ảo tiên hỏa, mây khói truyền âm nói. Triệu công tử nghe con mắt chớp lóe, giống như nghe qua mộng ảo tiên hỏa.
Cái kia cũng không phải là chân thực hỏa diễm, nhưng đó là chân chân chính chính tồn tại. Lão đại, hỗn thiên hỏa không thành thật, tại vĩnh hằng giới một hồi nhảy nhót. Chủ nhân có thể cảm giác được đặc thù hỏa diễm, nó cái này từ cũng có thể cảm thấy. Người cái này mộng ảo tiên hỏa bán hay không? Triệu Bân chết mắt, nhìn về phía chính là mộng tiên phân thân. Ngươi nếu có thể hàng phục nó, tiễn đưa ngươi lại có làm sao? Phân thân nhạt đạo, không có gì tình cảm biến hóa. Đa tạ tiền bối quà tặng, Triệu Bân cười phá lệ rực rỡ. Mộng tiên phân thân thì nghiêng qua hắn một mắt, hàng ngày lòng tự tin bạo tăng a. Nàng không nhiều lời, muốn hàng phục mộng ảo tiên hỏa, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bên này, Triệu công tử đã thu tay lại, chạy thẳng tới chỗ sâu nhất. Mộng tiên phân thân không ngăn cản, một ít người liền nên để cho hắn bị chút ngăn trở. Triệu Bân một đường chạy chậm, đến một mảnh tiên trì mới định thân. Nhưng, hắn chứng kiến hết thảy, lại là hương, diễm một màn. Cái này có cái gì hỏa diễm, rõ ràng là cái không mảnh vải che thân nữ tử, đang tại trong ao tắm rửa. Hắn đến lúc đó, đang gặp nữ tử lay động bọt nước. Lại cẩn thận như vậy một nhìn, lại là mộng tiên. Có lẽ là còn muốn điểm khuôn mặt, hắn trước tiên quay lưng lại. Có lẽ là sợ bị đánh, hắn chạy cái kia nhanh a. Không đúng, là huyễn thuật. Chạy ra 3, 5 trượng, hắn lại đột nhiên định rồi thân. Bây giờ lại nhìn, trong ao nào có cái gì tắm rửa nữ tử, rõ ràng là một cái con cá ở trong nước du tẩu, cái này đều không gì, quỷ dị chính là, con cá kia lóe ngũ thải quang, tựa như một túm hoa mắt. Có ý tứ. Triệu Bân tiến tới bên hồ bơi, ngồi xổm cái kia hiếu kỳ dò xét. Nhìn một chút, con cá lại hóa thành một đầu máu đỏ thủy mãng. Thủy mãng có phần bạo ngược, há miệng âu liền muốn ăn hắn. Ai nha? Triệu Bân tất nhiên là không làm, một đạo kiếm khí bổ ra ngoài. Thủy mãng một tiếng hét thảm, tại chỗ bị chém thành huyết lâm hai nửa. Không đúng, vẫn là huyễn thuật. Triệu Bân nguyên thần run lên, con mắt trong nháy mắt thanh minh. Lần này lại nhìn tiên trì, căn bản không có con cá cùng thủy mãng. Đi ra cho ta. Triệu Bân một tay thăm dò vào trong ao, từ bên trong lấy ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm như tuyết trắng, lại vào tay Thanh Lương đốt mộng ảo ngọn lửa. Cái này, chính là mộng ảo tiên hỏa. Triệu Bân thì thào một lời, đem hỏa diễm cấm ở lòng bàn tay. Chính là đạo hỏa diễm này, trước sau 3 lần che đậy mắt của hắn. Siêu. Mộng ảo tiên hỏa đạo hạnh không tầm thường, lại tránh thoát Triệu Bân giam cầm. Nó như một vệt ánh sáng, lại vọt trở về tiên trì, hóa thành một cái phượng hoàng. Như thế nào, muốn tìm ta luyện luyện? Triệu Bân có phần tới tinh thần, một bước bước vào tiên trì. Một bước này không sao, cả người hắn đều cắm đi vào, cái này có vẻ như cũng không phải cái gì tiên trì, mà là một tòa đen như mực vực sâu, lại từ bãi triều bên trên, có một cỗ đáng sợ sức cắn nuốt, dù hắn đều bị hút rũ xuống, tựa như một khỏa thiên thạch, hắn một đường đuổi vào cửu u mới tính xong. Lại mẹ nó huyễn thuật, Triệu Bân trong lòng kinh ngạc. Đợi hắn nguyên thần run lên, cảnh tượng trước mắt lại một lần đại biến. Cái này không có tiên trì, không có vực sâu, mà là một tòa Phật miếu. Trước miếu có lão tăng, đang ngồi cái kia tĩnh tọa, ót cái kia bóng loáng. Thí chủ, ngươi cùng Phật hữu duyên. Lão tăng ôn hòa cười, cùng với đại đạo tiếng chuông. Triệu công tử không bồi thường lời nói, chỉ nhẹ nhàng đóng hai con ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại bỗng nhiên đóng mở. Nhìn tứ phương cảnh tượng, lại hoàn toàn bất đồng rồi. Phật miếu không thấy, ban sơ tiên trì lại đi ra. Triệu Bân con mắt trên dưới trái phải chuyển động, nhìn lén bốn càn khôn. Càn khôn không có gì vấn đề, lần này nên chân thực. Hắn có thể trong ao dị sắc dâng lên, có hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt. Mộng ảo tiên hỏa kỳ dị vô cùng, mộng ảo ngọn lửa mê hoặc tâm thần con người. Đi theo ta đi, Triệu Bân cười nói. Hắn nụ cười này không quan trọng, tiên trì nhất thời gợn sóng. Mộng ảo tiên hỏa đi ra, hóa thành một đầu nguy nga cự long. Nếu ta thắng, liền đi theo ta. Triệu Bân bay lên trời, chín đạo chu tiên quyết quét ngang mà ra. Mộng ảo cự long gào thét, sóng âm cực mạnh, đem chu tiên kiếm mang chấn cái băng diệt. Sau đó, thì thấy nó phun ra một vành mặt trời. Không tệ, là Thái Dương, vạn đạo tia sáng phổ chiếu thiên địa. Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị như kiếm dương quang đánh cho huyết cốt tràn trề. Diệt! Triệu Bân đấm ra một quyền, đánh nát Thái Dương.
không đợi đứng vững, mộng ảo cự long liền giết đến phụ cận. Nó một cái thần long bãi vĩ, kém chút cho Triệu Bân vung tan thành từng mảnh. Người nhảy nhót rất nhiều hăng hái a. Triệu Bân thông suốt định thân, phật tay đầy trời chữ cổ. Chữ cổ như từng vì sao, lấp lóe ánh sáng óng ánh, bọn chúng tự động sắp xếp, đem hư không phong cấm, đăng nhiều kỳ xoay quanh trong đó mộng ảo cự long, cũng cùng nhau giam cầm, tựa như pho tượng treo ở thương miểu. Triệu Bân liền tự giác, tế thiên vũ tiên lô. Mộng ảo cự long được thu vào, còn bị pháp tắc xích sắt khóa. Người thua, Triệu Bân vỗ vỗ đầu vai cho bụi. Hắn thoại phương rơi, liền nghe tiên lô ông run lên, bị khóa ở trong đó cự long, lại phá phong mà ra, vẫn là bá liệt thần long bãi vĩ, đem thủ hộ Triệu Bân thiên ngự chi quang đều bị đánh tan nát. Triệu Bân kêu đau một tiếng, đủ lật ra 5, 6 cái té ngã. 5 lần 7 lượt ăn quả đắng, hắn bị chỉnh có chút phát hỏa. Triệu công tử phát hỏa, tất nhiên là chiến lực toàn bộ triển khai, vĩnh hằng tuyệt cảnh thêm thiên sát bí văn, trong nháy mắt khí chàng tăng vọt, bất động thật, thật đúng là bắt không được mộng ảo tiên hỏa, nó tu đạo hạnh rất đủ lực đạo. Giống, mộng ảo cự long gào thét, vét sạch ngập trời biển lửa. Biển lửa đốt lửa thiên địa, khô héo hoa cỏ cùng cây cối. Triệu Bân một điểm không sợ, đón đầu giết đi lên, như một đầu giao long, đem biển lửa quấy hỗn loạn không chịu nổi, lấy đại la thần thông, cưỡng ép kích diệt, lại lấy đầy trời sấm sét, đánh cho cự long cảnh hoang tàn khắp nơi. Oanh, phanh, tường hòa mộng chi đảo, bởi đó nổi lên oanh minh. Cái kia một người một rồng, tại hư không làm khí thế ngất trời. Đi đâu? Còn bị treo ở trên cây đại bàng, ngửa đầu nhìn một mặt mộng bức. Từ hắn chiều này thiên nhìn, nào có cái gì mộng ảo cự long, cũng chỉ Triệu Bân một cái, đặt cái kia liều mạng phóng đại, đánh cửu tiêu cự chiến, yếu ớt không gian, cũng là liên miên sụp đổ, có khe hở tại tàn phá bừa bãi. So sánh hắn, mộng tiên phân thân thì mặt không biểu tình. Hoặc có lẽ là, một màn này nàng đã sớm đã dự liệu được. Sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên, lúc này còn tại trong ảo cảnh, chỉ có điều, tiểu tử kia hoàn toàn không biết, cho là thấy là thực sự, thật tình không biết. Hắn bị đạo kia mộng ảo tiên hỏa, đùa nghịch là xoay quanh. Nàng vẫn như cũ chưa nói tỉnh, liền để cái kia hàng đặt cái kia nhảy nhót. Chờ nhảy nhót mệt mỏi, hắn chính mình tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Nói đùa, mộng ảo tiên hỏa hắn há lại là ngươi muốn cầm liền có thể cầm. Phốc, mộng tiên hóa thân tiêu tán, mộng tiên bản tôn hiển hóa. Cũng như nàng phân thân, bản tôn cũng là mặt không biểu tình. Đối với Triệu công tử, nàng căn bản không có đi xem, mộng ảo tiên hỏa quanh năm chịu nàng mộng đạo pháp tắc tẩm bổ, sớm đã không phải ngọn lửa thông thường, nó có lẽ không có linh trí, nhưng nó hư ảo lại là chân thực. Ngủ đi. Mộng tiên nhẹ phẩy ống tay áo, cho kim bảo bảo trên thân đổ một mảnh mộng ảo chi quang. Hồng hoang thể lại bị phong ấn, nhưng trường sinh quyết đã thành lạc ấn, khắc ở linh hồn hắn bên trên. Tiền bối, thả ta xuống thôi. Đại bàng cười ha ha. Mộng tiên thật sự giơ lên tay, nhưng cũng không phải là thả hắn, mà là cho hắn đổ máu. Kim xí đại bằng đi, huyết thống cùng thần thú sánh vai, kim bảo bảo cần máu của hắn. Đại bàng cũng phiền muộn, bản nguyên huyết phóng đầu hắn choáng hoa mắt. Bất quá, máu của hắn đích xác rất có tác dụng, giống như một cái chìa khóa. Mà kim bảo bảo thể phách, thì như một tòa bảo tàng, hồng hoang chi lực bị khai quật. Đại bàng như thế. Triệu công tử cũng khó trốn bị lấy máu vận mệnh. Nhưng thấy mộng tiên tay ngọc vung lên, cách không từ hắn thể nội nhiếp ra vĩnh hằng huyết. So sánh đại bàng huyết, tăng dung qua thánh linh vĩnh hằng bản nguyên huyết, có vẻ như càng dễ sử dụng hơn. Ngô, bị phong ấn kim bảo bảo, đang say giấc nồng kêu đau một tiếng. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên, không chỉ một lần chiếu ra vẻ thống khổ. Càng nhiều hồng hoang chi lực bị khai quật, thể phách của hắn có vẻ như không chịu nổi. Còn tốt, có mộng tiên thi pháp giúp hắn chậm lại đau đớn. Hồng hoang lộ không dễ đi, đau đớn cũng sẽ cả đời làm bạn. Thiên địa không đồng ý huyết thống, pháp tắc chỗ không dung thể chất, từ khi ra đời hôm đó liền cần nghịch thiên mà lên, sống sót có lẽ là một loại hy vọng xa vời, thế nhưng ánh sáng hy vọng, đã ở trên người hắn dấy lên. Oanh, phanh, mộng chi đảo bầu trời, tiếng sấm rung động cửu tiêu. Tất nhiên là Triệu công tử kiệt tác. Còn đặt cái kia làm ẩm ý đâu. Thật sự không hổ vĩnh hằng tiên thể, khí huyết chính là bàng bạc, sinh mệnh lực chính là thịnh vượng, liều mạng phóng đại chiêu, đường đường chính chính đánh hơn nửa đêm, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, nhìn đại bàng thổn thức chặt lưỡi.
Cái đồ chơi này, đánh không chết sao? Như lời này, Triệu Bân đã không phải lần đầu tiên nói. Trong miệng hắn đồ chơi, là chỉ mộng ảo cự long, từ hắn hai khai chiến, đã chiến không dưới 800 hiệp, hắn cái này mệt đã quá sức, đối phương lại là khí uẩn không giảm, giống như là bất tử bất diệt. Kim Sĩ Đại Bằng là quần chúng, trong mộng mây khói cũng là quần chúng. Từ đầu đến cuối, nàng cũng biết Triệu Bân còn bị kẹt ở bên trong giấc mộng. Nàng ngược lại là muốn nhắc nhở, làm gì bản tôn đại thần thông, ngăn cách giấc mộng kia. Cũng không phải là mộng ảo tiên hỏa quá kinh khủng, là nàng bản tôn quá dọa người, mộng ảo tiên hỏa sở dĩ tà dị như vậy, tất cả bởi vì được bản tôn mộng đạo tẩm bổ, nói trắng ra là, Triệu Bân là biến tướng cùng mộng tiên so chiêu. Chuyện này nàng không giúp được Triệu Bân, bản tôn cũng không khả năng để cho nàng giúp. Muốn khám phá mộng ảo, còn cần dựa vào Triệu Bân chính mình, nhưng cái này rất gian khổ. Quả thật Triệu Bân rất kinh diễm, nhưng hắn đối đầu chính là tu mộng chi đạo bản tôn. Nói đến mộng tiên, nàng ngược lại là nhàn nhã người, đang ngồi ở dưới cây già, đang nghiên cứu một bàn tàn cuộc, đây là nàng cùng Trường Sinh Tiên tàn cuộc, nếu không phải năm đó thua với Trường Sinh Tiên, nàng như thế nào lại phát thể độc kia, vĩnh viễn không học trộm tiên tông chi pháp, tài nghệ không bằng người, nàng thua được cũng thả xuống được. Ngươi, cùng hắn rất giống. Mộng tiên lẩm bẩm ngữ, nói xong liếc qua Triệu Bân. Toàn bộ Đại La Tiên Tông, tiểu tử này là một cái duy nhất, có thể cùng thời kỳ Trường Sinh Tiên đánh đồng người, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể siêu việt tiền bối. Nhìn qua Triệu Bân, nàng lại nhìn ngoài đảo. Tối nay ánh trăng không tồi, có người ngoài đến thăm. Định nhãn như vậy một nhìn, lại là Diễn Thiên lão đạo. Ngọn gió nào thổi ngươi tới? Mộng tiên thu con mắt, tiếp tục nghiên cứu tàn cuộc. Như thế nào? Không định để cho lão phu đi vào ngồi một chút. Diễn Thiên lão đạo yếu ớt nở nụ cười. Có việc đã nói, vô sự tiễn khách, mộng tiên nhàn nhạt một tiếng. Lời này, nghe Diễn Thiên lão đạo có chút khó chịu, như vậy không cho mặt nhi. Khó chịu thì khó chịu, hắn cũng không phát tác, chủ yếu không muốn cùng mộng tiên kết thù kết oán. Này nương môn nhi khác biệt không niệm thiên, nàng cùng đạo gia có ngọn nguồn. Cho dù nàng không còn là đạo gia người, nhưng đạo quân mặt mũi hắn phải cho. Đến nỗi mộng chi đảo, hắn là không dám mạnh mẽ xông tới, nhìn đều nhìn không thấu, đi vào tìm kích động. Đại La Thánh chủ có phải hay không vào đạo gia? Diễn Thiên lão đạo cách không tra hỏi. Không biết, mộng tiên một tiếng khẽ nói, cũng không lộ ra Triệu Bân ở đây hành tung. Tiểu tử kia, thông hiểu ngươi đạo gia thiên cơ thuật. Diễn Thiên lão đạo lần nữa truyền âm. Lời này vừa ra, mộng tiên lại trách mắt nhìn Triệu Bân. Chính xác nói, nàng là trách mắt nhìn trong mộng mây khói. Như không người chỉ điểm, Triệu Bân không có khả năng học được thiên cơ thuật, người này, hẳn là nàng hóa thân, mây khói có nàng một chút ký ức, trong đó liền bao quát thiên cơ thuật, truyền cho Triệu Bân không kỳ quái. Ngươi liền không muốn nói chút gì, Diễn Thiên lão đạo âm dương quái điệu. Học thì học, cùng ta có liên can gì, mộng tiên một lời không mặn không nhạt. Diễn Thiên lão đạo sắc mặt tái xanh. Đây cũng không phải là hắn câu trả lời mong muốn. Hắn đi, tới một chuyến tức sôi ruột. Đạo gia người đều khó chơi, mộng tiên có vẻ như cũng giống vậy. Thẳng đến hắn rời đi, cũng không phát giác Triệu Bân, chỉ vì mộng chi đảo bị mộng lồng mộ, hắn thôi diễn chi pháp, cũng khó nhìn lén hư thực, cứng rắn muốn nhìn cũng không phải không được, nhưng hắn phải làm hảo bị đánh chuẩn bị. Mây khói, ngươi thật là lớn gan. Diễn Thiên lão đạo đi, mộng tiên thì tập trung vào mây khói. Nàng từng phát thể độc, tuyệt không truyền cho người ngoài đạo gia chi pháp. Cái này lời thề nàng một mực tuân thủ, không nghĩ hóa thân phá giới. Ta, nguyện bị phạt, mây khói gật đầu thấp con mắt. Mộng tiên thật sự giơ lên tay, tùy tâm một trưởng liền có thể diệt hóa thân. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là buông xuống, không muốn thế gian nhiều hơn nữa một đoạn thương. Nàng sẽ thu hồi Triệu Bân thiên cơ thuật, tuyệt không truyền cho người ngoài. Nàng đối đạo quân hứa hẹn. Trước kia chính là một cái chấp niệm. Oanh! Triệu Bân một bước định thân, đạp thiên khung ầm ầm run lên. Hắn là chật vật không chịu nổi, trong mắt lại nhiều một tia thanh minh sắc. Là hắn giác ngộ quá muộn, cái này mẹ nó vẫn là huyễn thuật. Hắn nguyên thần xuất khiếu, cưỡng ép từ bỏ mộng ảo tạp niệm. Trước mắt hắn cảnh tượng bởi đó.